Cảm nhận loại lực lượng này trong cơ thể, Lục Lâm Thiên suy nghĩ, cho dù hắn dựa vào thực lực của bản thể, muốn đánh chết Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong có lẽ cũng có thể làm được. Cảm nhận tất cả trong cơ thể, Lục Lâm Thiên mơ hồ phát hiện ra bản thân mình dường như có chút không giống trước đây. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian xem xét kỹ, nếu như dùng tu vi của hắn hiện tại mà gặp phải Lăng Thanh Tuyệt của Linh Vũ Giới, sợ rằng muốn đối phó với hắn ta cũng vô cùng dễ dàng. Nhắc tới Linh Vũ Giới, trong hai con ngươi đen kịt của Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Lần này hắn tẩu hỏa nhập ma, lại bị trọng thương, đây đều là do Linh Vũ Giới ban tặng, Linh Vũ Giới này hắn tuyệt đối không thể buông tha. Lâm Thiên. Trong giây lát ngắn ngủi này, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long nhìn thân ảnh quen thuộc trên không trung lập tức bổ nhào qua. Ca ca. Lão đại. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn thấy mọi người như thế này, xem ra trong lúc hắn hôn mê Nam Thúc đã giải quyết tất cả. Lão đại, huynh ngủ 2 năm đủ chưa vậy? Tiểu Long đi tới bên người Lục Lâm Thiên, lão đại đã bình yên vô sự, nó cũng không cần lo lắng nữa. Cái gì? 2 năm sao? Lục Lâm Thiên bị dọa nhảy dựng lên, hắn chỉ có cảm giác như nằm mơ một lần, cảm giác trong mộng kia giống như lúc hắn lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư. Sau đó theo đột phá hắn mới tỉnh lại, thế nhưng thật không ngờ hắn lại hôn mê 2 năm. Chính bản thân chàng không biết, bọn thiếp và mẫu thân lo lắng muốn chết đây. Vân Hồng Lăng nói nhỏ, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới được buông xuống. Nhìn thân ảnh quen thuộc trên không trung, Đoan Mộc Y Y trong đám người cũng vui vẻ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong nội tâm nàng cũng có chút vui mừng. Bên trong vui mừng lại có thêm chút khẩn trương. Đoan Mộc Y Y lập tức nhìn chăm chú vào hai nữ tử bên cạnh thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt không khỏi thở dài. Hắn đã có mấy vị hôn thê, nàng còn muốn gì cơ chứ? Đây căn bản là chuyện không có khả năng, trên Lưu Tô Đảo, hắn làm như vậy cũng chỉ vì muốn giúp Đoan Mộc gia mà thôi. Mẫu thân tới sao? Nghe thấy Vân Hồng Lăng nói, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi, tâm thần tràn ra. Trong tâm thần hắn lúc này hắn phát hiện ra bên trong phi linh môn ngoài không ít cường giả đột nhiên xuất hiện ra còn có mẫu thân hắn ở bên trong. Ta đi gặp mẫu thân. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ. Một lát sau, trong đình viện, La La Thị nhìn thấy nhi tử đã khôi phục, rốt cuộc cũng yên lòng. Hơn 1 năm nay, nàng khó có thể bình an được. Nếu như không có tiểu gia hỏa kia, thật không biết nàng sẽ trải qua khoảng thời gian đó thế nào. Đám người Dương Quá, Tiểu Long, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng cũng trở lại đình viện. Người một nhà đều tụ tập lại ở một chỗ, trong 2 năm qua, hiếm khi mọi người được vui vẻ như lúc này. Mẫu thân, bảo bảo đâu? Trong lúc mọi người đang cao hứng, Vân Hồng Lăng đột nhiên lên tiếng, không biết tiểu gia hỏa người gặp người sợ kia chạy đi tới nơi nào. Không biết nó chạy đi đâu rồi, ta còn tưởng rằng nó theo các con ra ngoài. La Lan Thị nhướng mày, tiểu gia hỏa kia chỉ cần một khi không chú ý tới nó thì nó lập tức biến mất. Nãi nãi, con về rồi. Lúc này, bên ngoài cửa vang lên một thanh âm non nớt. Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài đình viện, chỉ thấy Niếp Phong đang ôm tiểu gia hỏa quay về. Đệ tử bái kiến sư phụ. 2 năm qua Niếp Phong cũng không gặp sư phụ, cũng không biết sư phụ đi nơi nào. Cũng không biết tìm ở đâu. 2 năm sau lại nhìn thấy sư phụ, hắn lập tức cung kính quỳ xuống. 2 năm đối với cường giả mà nói ngược lại cũng không dài, bất quá đối với Niếp Phong mà nói, tuyệt đối là thời gian cực dài. Đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nhìn đệ tử của mình rồi nói. Sau khi nhận lấy tên đệ tử này, hắn vẫn không để ý tới. Vốn hắn chỉ định tôi luyện đệ tử 1 năm là tốt rồi, thế nhưng thật không ngờ hắn lại tẩu hỏa nhập ma, hôn mê 2 năm. Bảo bảo, con dọa chết nãi nãi rồi, con lại chạy đi đâu thế? Nhi tử đã tỉnh, La Lan Thị như chút được một hơi. Lúc này nhìn thấy tiểu gia hỏa này xuất hiện lập tức giả vờ tức giận nói. Nãi nãi, lần sau còn không dám nữa. Từ nhỏ tới lớn tiểu gia hỏa này đều gọi La Lan Thị là nãi nãi. Nhìn thấy nãi nãi tức giận lập tức xuất ra đòn sát thủ mà nó đã quá quen thuộc. Mỗi một lần sử dụng chiêu này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó hết. La Lan Thị cũng không thực sự tức giận, chỉ làm bộ mà thôi cho nên vội vàng đau lòng ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng, cẩn thận kiểm tra một chút, xem có xước sát ở đâu hay không. Từ khi tiểu gia hỏa này tập đi, thường thường sẽ mặt mũi bầm dập trở về, La Lan Thị cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Mẫu thân, đây là...
nhìn thấy mẫu thân có tôn tử, Lục Lâm Thiên nghẹn họng, hội vàng nhìn về phía Dương Quá nói. Đại ca, nhi tử của huynh à. Nhìn tiểu gia hỏa này, đôi mắt to, đen lúng liếng, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xấu xa, Lục Lâm Thiên lại có một loại cảm giác thân thiết không nói nên lời, giống như là bản thân hắn khi còn nhỏ vậy. Thế nhưng cái cảm giác kỳ diệu này chỉ lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, Lục Lâm Thiên cũng không để ý quá nhiều. Tiểu gia hỏa trong lòng La Lan Thị nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt to nhìn chăm chú, trong đôi mắt đơn thuần kia hiện lên sự nghi hoặc, trong tâm linh nho nhỏ của nó dường như có cảm giác người này vô cùng quen thuộc, giống như là bình thường, lại làm cho hắn lạ lẫm. Đi đi, ta có lập gia đình đâu, sao lại là ta? Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tâm đồng. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tâm Đồng, thế nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, nhà đầu này còn nhỏ lắm. Ca ca, huynh nói thì thế. Lục Tâm Đồng chống nạnh, khuôn mặt đỏ lên trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Tiểu Bạch, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi thông đồng cùng cô nương Lưu gia kia. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Lục Tiểu Bạch trong đình viện, cũng chỉ có người này là có khả năng nhất. Công tử, ta cũng muốn vậy a. Thế nhưng hiện tại ta cũng không có thời gian lấy vợ mà. Lục Tiểu Bạch nói. Được rồi, đừng đoán nữa. Vân Hồng Lăng nhẹ nhàng cười, liền đem mọi chuyện đại khái nói qua một lần. Nghe lai lịch của tiểu gia hỏa này, Lục Lâm Thiên càng thêm kỳ quái, lai lịch của tiểu gia hỏa này quả thực kỳ quái. Đến đây tiểu gia hỏa, để cho ta ôm một cái. Nhìn tiểu gia hỏa này khiến cho Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như rất quen thuộc lại giống như không phải. Trong nội tâm không biết tại sao lại có xúc động muốn ôm tiểu gia hỏa này một cái. Nhìn Lục Lâm Thiên, tiểu gia hỏa này không ngờ lại không cự tuyệt, đôi mắt to nhìn chăm chú vào trên người Lục Lâm Thiên. Ôm tiểu gia hỏa này, Lục Lâm Thiên càng có thêm một loại cảm giác không nói nên lời, giống như là có một mối liên hệ vô hình, trong nội tâm vừa rồi của hắn khẽ chấn động một cái. Ngươi tên gì? Lục Lâm Thiên hỏi tiểu gia hỏa. Ta gọi là Bảo Bảo. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Lâm Thiên, vô cùng nhu thuận nói. Nó còn chưa có tên, cũng không biết cha mẹ là ai cho nên cũng không có đặt tên cho nó. La Lan Thị cười nói. Ồ, lúc này, bàn tay Lục Lâm Thiên vuốt cánh tay tiểu gia hỏa, trong giây lát Lục Lâm Thiên tức thì biến sắc. Từng đạo thủ ấn được kết, sau đó rơi vào trên người tiểu gia hỏa. Nhị đệ, đệ không cần phải kiểm tra, Nam Thúc đã kiểm tra qua rồi. Thân thể tiểu gia hỏa chính là âm dương tiên thiên, năm loại thuộc tính đã ở trong cơ thể từ nhỏ, thiên phú so với đệ còn tốt hơn. Dương Quá nhìn Lục Lâm Thiên nói. Không thể tưởng tượng được, quá không thể tưởng tượng được. Giờ phút này Lục Lâm Thiên rung động không thôi, tiểu gia hỏa này quả thực không tầm thường, lúc này mới 2 tuổi, không nói tới thiên phú, chỉ tính riêng thể chất cũng đã quá tốt, quả thực giống như vì tu luyện mà sinh ra. Nếu như tăng thêm thân thể âm dương tiên thiên, phối hợp với âm dương linh vũ quyết của hắn mà nói thì tuyệt đối chính là yêu nghiệt. Ca ca, thể chất của tiểu gia hỏa, Nam Thúc cũng đã tự mình bồi dưỡng, cho nên thể chất của nó cũng không tầm thường. Lục Tâm Đồng cười nói với Lục Lâm Thiên. Quả nhiên có thân thể âm dương tiên thiên. Lục Lâm Thiên có chút rung động, thân thể âm dương của hắn nhiều nhất chỉ là hậu thiên, giống như độc thể của Thôi Hồn Độc Phương Đông Vô Mệnh mà thôi. Mà Lục Tâm Đồng lại là độc thể tiên thiên. Thể chất tiên thiên còn mạnh hơn hậu thiên rất nhiều. Thân thể âm dương tiên thiên của tiểu gia hỏa này cũng là như vậy, so với thân thể âm dương hậu thiên của chính hắn đương nhiên còn mạnh hơn nhiều, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên mới sợ hãi than. Tăng thêm thể chất này, thân thể âm dương, năm loại thuộc tính, quả thực chính là yêu nghiệt tu luyện. Một giờ sau, trong đình viện phía sau hậu sơn, Lục Lâm Thiên gặp mặt đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Lộc Sơn Lão Nhân cùng mọi người. Phi Linh Môn không có vấn đề gì quá lớn, Địa Viêm Đảo bị san bằng thành bình địa, Lan Lăng Sơn Trang cùng với Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn và các sơn môn khác liên minh. Đường hầm không gian mở ra, không bao lâu nữa, nhóm đệ tử trẻ tuổi đầu tiên của mấy sơn môn sẽ tiến vào không gian trong sơn mạch Vụ Đô để tu luyện. Chuyện trong 2 năm qua, Lục Lâm Thiên đều từ trong miệng mọi người mà biết được. Lục Lâm Thiên thật không ngờ 2 năm qua cũng xảy ra không ít chuyện. Chuyện mà khiến cho Lục Lâm Thiên chấn động nhất chính là chuyện của Địa Viêm Đảo. Thế lực lớn như vậy không ngờ trong vòng một đêm lại bị phá hủy, còn không có bất kỳ ai biết rõ động tĩnh, việc này tuyệt đối không tầm thường.
toàn bộ đại lục liệu có ai có thể làm được chuyện này cơ chứ? Mặt khác, Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn lớn kết minh cũng khiến cho Lục Lâm Thiên nhíu mày. Xem ra Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn vẫn còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng hắn đoán có lẽ bọn họ cũng không dám làm gì, nhưng Phi Linh Môn cũng không thể không đề phòng. Giống như là Linh Vũ giới vậy, đột nhiên xuất hiện thì chính là phiền toái cực kỳ lớn. Thương nghị cùng với mọi người một hồi, nói những chuyện lớn nhỏ gần đây của Phi Linh Môn, hắn cũng biết được chuyện Cực Mộc Tôn Giả, Song Tuyệt Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả cùng các cường giả khác gia nhập Phi Linh Môn. Đối với chuyện đệ tử trẻ tuổi tiến vào không gian trong Sơn Mạch Vũ Đô, Lục Lâm Thiên cũng có sắp xếp khác. Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các cùng các sơn môn tìm đến hắn bàn chuyện, hắn cũng có thể nhìn ra được một chút. Địa Viêm Đảo trên Đông Hải vô thanh vô tức bị san bằng, mấy sơn môn như Nhật Sát Các cũng không sống khá giả được. Sau khi phân phó một ít chuyện, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới nơi Nam Thúc và Sư Phụ Thánh Thủ Linh Tôn đặt chân hiện tại. Bái kiến Sư Phụ, Nam Thúc. Sau khi nói chuyện với Hắc Phú ở ngoài cửa, Lục Lâm Thiên đi vào trong phòng. Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn cũng đang đợi hắn. Con thế nào rồi? Thánh Thủ Linh Tôn nhìn qua Lục Lâm Thiên, cảm nhận khí tức mạnh mẽ của Lục Lâm Thiên lúc này thế nhưng vẫn không nhịn được mà có chút lo lắng. Có lẽ không có trở ngại quá lớn, lần tẩu hỏa nhập ma này tiểu tử khiến cho sư phụ và Nam Thúc phải lo lắng rồi. Lục Lâm Thiên nói, lần này cũng coi như ngươi mạng lớn. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ cau mày rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lúc ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta muốn kiểm tra linh hồn của ngươi, lại phát hiện trong đầu ngươi có một vật quỷ dị thủ hộ linh hồn của ngươi. Rốt cuộc đó là vật gì? Ta nghe sư phụ ngươi nói ngươi không sợ công kích bằng linh hồn, có lẽ nào có liên quan tới vật đó. Đối với vật thần bí trong đầu Lục Lâm Thiên, Nam Thúc cũng có chút tò mò, vật có thể làm cho hắn kiêng kỵ đương nhiên không phải bình thường. Lục Lâm Thiên cũng không giấu giếm, Nam Thúc đã hỏi thì hắn cũng đem lai lịch kim đao màu vàng cùng toàn bộ quá trình hắn thu được nó nói rõ một lần. Có lẽ dùng kiến thức rộng rãi của Nam Thúc và sư phụ, nói không chừng sẽ biết tới lai lịch của kim đao màu vàng này. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng muốn biết rõ lai lịch của kim đao màu vàng, tuy rằng hắn đã quen sự tồn tại của nó trong đầu. Kim đao màu vàng này từ trước tới nay ở trong đầu hắn đều là trăm lợi mà không có hại, thế nhưng biết rõ thì sẽ khá hơn một chút. Nghe Lục Lâm Thiên kể lại kỹ càng, chỉ tiếc Nam Thúc cùng Thánh Thú Linh Tôn đều không rõ ràng kim đao màu vàng là vật gì, cũng không có cách nào điều tra trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Kim đao màu vàng này chính là thứ từ trong mật địa của Vân Dương Tông, ta nhớ trong mật địa của Vân Dương Tông có một tàn trận thượng cổ, khi đó ta đã từng ra tay bảo vệ con cùng nha đầu độc cô ra kia, chung quanh đều là tàn trận thượng cổ, Vân Dương Tông lại gọi mật địa này chính là đại lục thượng cổ, có lẽ kim đao của con chính là vật tới từ thượng cổ. Thánh Thủ Linh Tôn cân nhắc một lát rồi nói với Lục Lâm Thiên. Vật từ thượng cổ. Lục Lâm Thiên lần đầu tiên nghe được từ này. Nói đơn giản một chút, có thể nói chính là một ít đồ vật mà kỷ nguyên trước lưu lại. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Lục Lâm Thiên càng thêm nghi hoặc, đối với hai từ kỷ nguyên này, trước khi Lục Lâm Thiên xuyên Việt cũng không xa lạ gì. Giống như địa cầu đã trải qua vô số kỷ nguyên vậy, gần nhất thì có kỷ Băng Hà, kỷ Devon. Đây là những thời kỳ trước kỷ nguyên, mà trung kỳ thì có kỷ Tam Điệp, Jurassic các loại, chính mình trước khi xuyên Việt trước tới đây, thì là kỷ nguyên tân sinh. Một kỷ nguyên dài ngắn bất định, thế nhưng đều đại biểu một thời kỳ đặc biệt nào đó. Lục Lâm Thiên cũng không phải cảm thấy ngạc nhiên mà làm cảm thấy lạ là bởi vì thế giới này cũng có cách gọi kỷ nguyên. Xem ra kỷ nguyên thượng cổ này nhất định không giống như hiện tại. Nếu nói về thượng cổ thì rất dài dòng. Chuyện xảy ra như thế nào cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Bây giờ con cũng không cần biết quá nhiều, quan trọng nhất là phải xác định kim đao màu vàng trong đầu này không có hại với con. Nam Thúc nói, từ tình huống trước mắt xem ra thì vô hại. Lục Lâm Thiên nói, chuyện thượng của Lục Lâm Thiên tuy rằng cũng cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng chung quy hắn cũng biết chuyện này không có bao nhiêu tác dụng với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là trước mắt, hắn ngẩng đầu nói với Nam Thúc. Nam Thúc. Bây giờ người đã đột phá đế cấp, vậy thì có lẽ sư phụ cũng có biện pháp khôi phục đúng không? Đối với chuyện sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục, Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhớ trong lòng, vốn sư phụ cũng đã đề cập qua, nếu như Nam Thúc sau khi khôi phục mà đột phá một tầng thì sẽ có biện pháp khôi phục. Hiện tại hẳn Nam Thúc đã đột phá đế cấp trong truyền thuyết, vậy thì sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cũng có cơ hội khôi phục.
Nghĩ tới hiện tại Nam Thúc đã là cường giả đế cấp, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi hâm mộ. Cấp độ trong truyền thuyết như đế cấp, bao nhiêu năm rồi mới có người đạt tới. Vô số người cả đời cũng không có cách nào đạt tới, đây chính là một cái hào rộng không có cách nào vượt qua. Hiện tại Nam Thúc đã làm được, về sau có cường giả đế giả như Nam Thúc tọa trấn Phi Linh Môn, người nào dám trêu vào Phi Linh Môn thì phải suy nghĩ kỹ mới được. Ngươi cho rằng đế cấp dễ đột phá thế sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đột phá đế cấp hắn cũng muốn, thế nhưng không biết đế cấp trong truyền thuyết kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào, chỉ có bản thân sau khi tự mình thử qua mới có thể biết rõ. Cái gì? Lục Lâm Thiên lập tức bị dội một gáo nước lạnh, kinh ngạc nhìn Nam Thúc rồi nói. Nam Thúc, ý người là người còn chưa đột phá đế cấp. Đế cấp không dễ đột phá như vậy, Nam Thúc người hiện tại còn chưa đột phá đế cấp, thế nhưng ngược lại cũng đã đạt tới tình trạng chuẩn đế, nói không chừng có một ngày sẽ đột phá lên đế cấp thực sự. Thánh Thủ Linh Tôn nói với Lục Lâm Thiên, sau đó lại đem mọi chuyện ra nói một lần với Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên mới hiểu được, thì ra Nam Thúc mưu tính sâu xa, cố ý làm rầm rộ như vậy là vì muốn trấn nhiếp những thế lực âm thầm dục dịch. Linh Vũ song tu, cấp độ chuẩn đế đã có thể so sánh với đế cấp chân chính cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi bất ngờ. Nam Thúc, vậy người có cơ hội chính thức đột phá đế cấp hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Việc này khó mà nói rõ được, tất cả đều phải xem xét mọi thứ. Nam Thúc suy nghĩ một lát rồi nói, trong lòng dường như đã nghĩ tới mấy thứ gì đó. Sư phụ, vậy người có thể khôi phục hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Thánh Thủ Linh Tôn. Biện pháp thì có, thế nhưng cũng không dễ. So với việc khôi phục thương thế của Nam Thúc người còn khó hơn một chút. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Sư phụ nói xem, đệ tử sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giúp sư phụ khôi phục. Lục Lâm Thiên nói, chuyện của sư phụ đương nhiên hắn không thể không quan tâm tới. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên chút an ủi, nói. Quả thực có một ít chuyện phải nhờ con làm, ta muốn khôi phục cần phải làm ba chuyện. Thứ nhất phải tìm được xương cốt khi trước của ta. Xương cốt của sư phụ đệ tử đã chôn cất dưới vách núi, đệ tử sẽ lập tức đi mang tới. Lục Lâm Thiên lập tức nhớ tới chuyện hắn đem sư phụ ở dưới vách núi. Không cần phải đi, thi thể của ta đã cất bên trong linh ngọc sàng, thứ con chôn chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Vật quan trọng như vậy, ta sao có thể tùy tiện để bên ngoài được cơ chứ? Thánh Thủ Linh Tôn nói. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thở dài, thi thể khi trước đã sớm trở thành một bộ xương khô, sợ rằng cũng không dùng để làm gì được, hắn nói. Vậy thì chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai chính là lấy Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia. Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc có tác dụng với việc khôi phục của ta. Cũng là thứ có tác dụng quan trọng nhất. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Nghe vậy Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới Vô Song. Vô Song hiện tại chính là đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc. Bản thân dường như có Mộc Hoàng chi khí. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện không làm được. Lục Lâm Thiên nhớ kỹ trong lòng rồi nói. Sư phụ, chuyện này dễ thôi, cũng không khó khăn cho lắm. Chuyện này đối với người khác có lẽ rất khó, bất quá đối với ngươi sợ rằng cũng không khó. Thân phận của vị hôn thê của ngươi ta cũng nghe nói qua một chút, nếu như có thể thì cũng có thể giúp được không ít chuyện. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn qua Lục Lâm Thiên lại nói. Còn có chuyện thứ ba, cũng cực kỳ quan trọng, chính là cần một vật trong truyền thuyết. Vật trong truyền thuyết. Lục Lâm Thiên nheo mắt, thứ sư phụ cần quả thực không phải là bình thường a. Mộc Hoàng chi khí vừa rồi đối với người bình thường mà nói tuyệt đối khó có thể lấy được, hắn hỏi. Là vật gì vậy? Linh hồn của ta tuy rằng tồn tại, những năm này ở trong Linh Ngọc Sàng cũng được bảo tồn khá tốt. Nhưng vì đột phá thất bại, muốn khôi phục lần nữa tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, chuyện này tương đương với việc nghịch thiên vậy. Linh hồn ta tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng ảnh hưởng ít nhiều cũng phải có. Đương nhiên không thể nào so sánh được với lúc toàn thịnh. Đặc biệt là trong lúc khôi phục cũng cần tiêu hao. Cho nên cần một khỏa thiên tài địa bảo là nghịch mệnh hồn quả trong truyền thuyết. Nghịch mệnh hồn quả này cũng không phải thứ dễ tìm, thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhiều năm như vậy ta cũng chỉ nghe nói qua ở bên trong một ít điển tịch mà thôi. Nghe Thánh Thủ Linh Tôn nói, Nam Thúc nheo mắt, vật nghịch thiên như nghịch mệnh hồn quả này trên đời dường như đã sớm không còn tung tích. Đồn rằng vạn năm trước có một người thu được một khỏa ở bên trong bí cảnh thượng cổ, cũng không có ai gặp qua,
còn có giả thuyết nói vật này có tác dụng khiến cho linh hồn bị tán loạn có thể hồi phục lại. Thánh thủ linh tôn nói, nghịch mệnh hồn quả. Lục Lâm Thiên nhớ kỹ trong lòng, nói, đệ tử nhất định sẽ chú ý vật này. Vật này rất khó tìm, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ta cũng đã để cho bốn vị sư thúc của con nghe ngóng. Thánh thủ linh tôn nói, mặt khác, ta muốn khôi phục cũng phải cần linh đế ra tay, nam thúc của con hiện tại chỉ là chuẩn đế, cũng không biết có được hay không. Cho nên hiện tại cũng không vội, tất cả tùy duyên đi. Dù sao ta cũng đã đợi mấy ngàn năm, không quan tâm tới việc đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Lục Lâm Thiên gật đầu, Mộc Hoàng chi khí kia ngược lại còn dễ hơn một chút. Đến lúc đó hắn đi tìm Vô Song có lẽ có thể trợ giúp được một chút. Chuyện khó khăn nhất chính là tìm nghịch mệnh hồn quả này. Trước mắt ngay cả tung tích của nó hắn cũng không có. Được rồi, mẫu thân người có mang tiểu gia hỏa kia tới cho người gặp mặt không? Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tử đã gặp, thân thể âm dương tiên thiên, vũ giả ngũ hệ, thiên phú kinh người. Thiên phú của tiểu gia hỏa kia còn ở trên người, thực lực về sau có thể ở trên ngươi hay không cũng không nhất định. Kỳ ngộ của mọi người đều không giống nhau, thiên phú cũng không đại biểu cho tất cả. Thế nhưng nếu như bồi dưỡng cho tốt, tuyệt đối là một hạt giống tốt. Nam Thúc nói, thiên phú của tiểu gia hỏa kia cũng khiến cho hắn động tâm. Chẳng lẽ Nam Thúc muốn nhận đồ đệ? Lục Lâm Thiên hỏi Nam Thúc. Ta cũng không muốn thu đồ đệ. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi có hứng thú thì không ngại thu lấy, ngươi cũng là thân thể âm dương, vũ giả ngũ hệ, ngươi thu nó cũng tốt hơn một chút. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, thời điểm hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa kia, phát hiện ra thiên phú của nó Lục Lâm Thiên cũng động tâm. Thế nhưng biết rõ Nam Thúc đang rèn thể giúp tiểu gia hỏa kia cho nên hắn phải hỏi qua Nam Thúc một tiếng, cũng không thể đoạt đồ đệ với người. Còn nữa, thời gian người thu nhận Niếp Phong cũng không kém, nếu như không giúp hắn thông mạch thì có lẽ hắn sắp nguy hiểm tính mạng. Nam Thúc lại nói. Nam Thúc, người nhìn ra sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Người cảm thấy ta sẽ không nhìn ra sao? Thân thể Niếp Phong chính là tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần trộn lẫn tụ cùng một khiếu. Loại thiên phú này cực kỳ hiếm thấy, không ngờ ngươi lại gặp được một người. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, thanh âm có chút khinh bỉ. Hắn là dạng người nào, nếu ngay cả tam hoa tụ đỉnh cũng không nhìn ra thì tên tuổi ngang dọc đại lục của hắn khi trước chỉ là hữu danh vô thực. Tam hoa tụ đỉnh, tinh vi ngọc hoa, khí vi kim hoa, thần vi chín hoa, đây chính là con đường tu luyện đỉnh tiêm của vũ giả. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ tại đỉnh. Có thể vạn kiếp bất xâm, muốn tới mức này bao nhiêu vũ tôn cũng khó mà làm được, không ngờ Niếp Phong kia chính là thân thể tam hoa tụ đỉnh trời sinh, bồi dưỡng cho tốt tiền đồ sau này cũng không thể hạn lượng được. Thánh thủ linh tôn khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng nói. Tam hoa tụ đỉnh hắn cũng biết rõ, cho nên lúc mới biết chuyện cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhìn thấy thân thể của hắn là tam hoa tụ đỉnh cho nên trên phương diện tu luyện của đệ tử cũng như được thức tỉnh, thu được không ít lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên nói, lúc trước phát hiện Niếp Phong là thân thể tam hoa tụ đỉnh, đối với không ít vấn đề trên phương diện tu luyện sau này hắn đều có một ít lĩnh ngộ mới. Tam hoa tụ đỉnh, tam hoa rơi thì chết, tam hoa không rơi, mà có thể sống được tới bây giờ cũng đã là kỳ lạ rồi. Thời gian của thiếu niên kia cũng đã tới, sau khi giúp hắn thông mạch, lại thêm thể chất và bản tính của Niếp Phong này không tệ. Về sau không biết thành tựu sẽ tới cỡ nào. Nam Thúc nói. Không thể nghi ngờ những ngày qua hắn cũng quan sát Niếp Phong. Người này đại trí giả ngu, bản tính lương thiện, lại trung hậu, đối với con đường tu luyện có lẽ sẽ có chút bất lợi. Lục Lâm Thiên trả lời, Nam Thúc nói bản tính của Niếp Phong không có vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề. Hai năm qua hắn cũng không quan sát được Niếp Phong này, vừa rồi hắn cũng hỏi qua đám người thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Niếp Phong này cũng không làm cho hắn thất vọng. Trung hậu có chỗ tốt của trung hậu. Nếu ngươi hy vọng giảo hoạt thì tiểu gia hỏa kia sẽ không để ngươi thất vọng. Chỉ sợ không biết sau này nó sẽ chọc phải bao nhiêu phiền toái. Nam Thúc nói, đối với nhất cử nhất động của tiểu tử kia, tuy rằng nó giả bộ thành thật trước mặt hắn, thế nhưng không thoát khỏi mắt hắn. Nam Thúc, sư phụ, chuyện địa viêm đảo hai người thấy thế nào? Lục Lâm Thiên nghe vậy mỉm cười, sắc mặt lại lập tức ngưng trọng hỏi Nam Thúc cùng sư phụ thánh thủ linh tôn. Việc này cực kỳ không bình thường.
Địa viêm đảo có nội tình trên vạn năm thế nhưng không ngờ lại dễ dàng bị san bằng như vậy, quả thực khiến cho ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng nghĩ không thông. Sợ rằng sáu đại nhân hoàng tộc ra tay cũng khó có thể làm được như thế. Sắc mặt Nam Thúc cũng ngưng trọng hẳn lên. Thế lực có thể diệt địa viêm đảo, theo ta được biết chỉ là sáu đại nhân hoàng tộc cùng bốn đại thú hoàng tộc. Thế nhưng cho dù bọn họ ra tay tuyệt đối cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Thánh thủ Linh Tôn cũng không thể hiểu được. Nam Thúc, có phải là Linh Vũ giới hay không? Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi hỏi Nam Thúc, lúc trước theo như lời Lăng Thanh Tuyển nói, Lục Lâm Thiên đã nghe ra được bên trong Đông Hải có biến cố, có lẽ chính là việc này. Mà cường giả ngăn cản bốn vị sư thúc chỉ sợ cũng là do Linh Vũ giới sắp xếp. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy, Phi Linh Môn hiện tại giống như đang bị một bàn tay vô hình đè nặng. Linh Vũ giới. Nam Thúc ngẩng đầu, đứng chắp tay, than nhẹ nói. Theo ta được biết, Linh Vũ giới cũng không có thực lực này, chỉ là... Nam Thúc, phó giới chủ Linh Vũ giới Nghiêm Đỉnh kia, có. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Mà hắn vừa mới nói, Nam Thúc lập tức cắt đứt lời nói của hắn. Ta có quan hệ vô cùng sâu với Linh Vũ giới được lập ra cũng không có bao lâu. Nếu tính toán thì cũng chỉ có hơn 100 năm mà thôi. Mà ta chính là một trong những người sáng tạo ra nó đầu tiên. Nghiêm Đỉnh kia chính là đệ tử ta, thế nhưng cuối cùng trong lúc ta cưỡng ép tu luyện âm dương Linh Vũ quyết tẩu hỏa nhập ma mà phản bội sư môn đánh lén ta, khiến cho ta trọng thương. Mà chuyện sau đó, có lẽ ngươi cũng biết gần hết rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt đổi, không nói gì. Khó trách ban đầu hắn ở Đông Hải, Nghiêm Đỉnh kia dường như nhận ra Nam Thúc, hóa ra người này lại là đồ đệ của Nam Thúc. Nực cười. Ta tự cho rằng ánh mắt mình bất phàm, thế nhưng lại thu nhiệt đồ này cho nên mới rơi vào kết cục lúc trước. Nhiệt đồ này một ngày chưa diệt, mối hận của ta khó mà tiêu tán. Nam Thúc nói xong, trong mắt tràn ra một cỗ hàn ý. Ai cũng có thời điểm mở mắt, ngươi cũng không cần quá để ý. Tiểu tử này hiện tại cũng không phải do ngươi nhìn chúng sao. Ít nhất cho tới hiện tại còn tạm được. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói với Nam Thúc. Nam Thúc. Linh Vũ giới lần này bị thương nặng như vậy liệu có tới hay không? Lục Lâm Thiên hỏi Nam Thúc. Linh Vũ giới tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi, điểm này có thể khẳng định. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Bọn chúng tới một người ta sẽ giết một người, ta muốn nhìn xem bọn chúng có bao nhiêu người không sợ chết. Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ra, Linh Vũ giới không tìm tới hắn thì hắn cũng sẽ đi tìm bọn chúng. Phi Linh môn chết không ít đệ tử. Thù này hắn há có thể không báo. Thực lực của ngươi hiện tại tuy rằng không kém, thế nhưng cũng không được chủ quan. Trên đời này không thiếu cường giả, ngàn vạn lần không thể xem thường bọn họ. Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trên điểm này Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng. Mượn cường giả tôn cấp mà nói, trên mặt ngoài thì trên đại lục không có bao nhiêu cường giả tôn cấp, thậm chí là bình thường còn khó nhìn thấy được một người. Thế nhưng trên thực tế lại không giống như thế. Tất cả các sơn môn lớn đều có nội tình trên vạn năm, thân là tu luyện giả, sống mấy trăm năm hoặc hơn 1000 năm. Một khi đột phá tôn cấp thậm chí còn sống trên mấy ngàn năm, những người này không nhất định mỗi một người đều có thể tiếp tục đột phá, thế nhưng có nội tình trên vạn năm cộng lại, tuyệt đối không ít. Tiếp đó trong tán tu bình thường tuyệt đối cũng có không ít cường giả tán tu lánh đời. Phích Lịch tôn giả. Phong Linh tôn giả vừa mới gia nhập Phi Linh môn không lâu chính là ví dụ. Những người này bình thường lười xuất hiện, tu luyện tới cấp bậc như thế này cả đám đều muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Tục sự bình thường căn bản không thể lay động tới bọn họ. Về sau đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận, Linh Vũ giới sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, bởi vì trên tay ngươi có thứ mà bọn họ cần. Nam Thúc nói. Nam Thúc, ý người là Vô Tự Thiên Thư sao? Lục Lâm Thiên nói. Thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư là có thể biết được bí mật phá toái hư không, không chỉ có Linh Vũ giới, bất luận một thế lực nào đều muốn ra tay. Chỉ vì bọn họ vẫn có điều cố kỵ mà thôi. Lúc trước Độc Cô Gia ở Trấn Thanh Vân cũng sắp xếp người, huống chi là thế lực khác. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong lúc vô tình hắn đã đi vào trong vòng xoáy này. Thế nhưng dùng tính cách của hắn mà nói, hiện tại hắn còn vẫn mơ tưởng tới 7 bản Vô Tự Thiên Thư còn lại. Vô Tự Thiên Thư tuyệt đối là trọng bảo, Lục Lâm Thiên có cảm giác, Vô Tự Thiên Thư so với thần khí còn mạnh hơn không ít.
Lần này linh vũ giới vì đối phó với phi linh môn đã chuẩn bị vô cùng kỹ. Mặc kệ trả giá đắt, mà ngay cả nguyên lực của đế giả cũng xuất ra. Có thể thấy được tầm quan trọng của ngươi đối với bọn chúng. Vẻ mặt Nam Thúc ngưng trọng, bởi vì đế giả chi nguyên mới khiến cho hắn nghĩ không thông. Nguyên lực đế giả là vật gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Nói đơn giản một chút thì chính là đế giả chi lực, là năng lượng đến từ trên người đế giả. Vận dụng nguyên lực đế giả là có thể thúc dụng ra lực lượng của đế giả trong thời gian cực ngắn. Thánh thủ Linh Tôn nói. Còn có vật giống như vậy sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác. Nguyên lực đế giả tương đương với trọng bảo, thậm chí có thể nói giá trị mỗi một đạo nguyên lực đế giả không dưới thần khí bao nhiêu, tuyệt đối có thể so sánh với thần khí. Nhưng nguyên lực đế giả một khi được dùng sẽ mất đi, không thể phục hồi lại. Nam Thúc nói. Nam Thúc, nguyên lực đế giả này làm sao đạt được? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, vận dụng nguyên lực đế giả là có thể thúc dục ra lực lượng vô địch dưới đế giả. Thứ này nếu như hắn thu được một ít mà nói thì phát tài rồi. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng biết bảo vật có thể so với thần khí không dễ tìm như vậy. Nguyên lực đế giả chính là máu huyết, hồn lực lưu lại nơi đế giả vẫn lạc. Đồn rằng một đế giả vẫn lạc tối đa chỉ lưu lại 10 đạo nguyên lực đế giả, lần trước linh vũ giới ở trong phi linh môn đã dùng 2 đạo nguyên lực đế giả. Có thể nói đối với bọn chúng, bắt ngươi là tình huống bắt buộc. Nếu không phải có lực lượng tới cấp độ chuẩn đế thì tuyệt đối không có cách nào chống lại. Nam Thúc nói. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn không ngờ linh vũ giới lại coi trọng mình như vậy. Một lát sau, Lục Lâm Thiên từ trong miệng sư phụ cũng biết được một ít chuyện hiện tại trong thánh linh giáo, lúc này hắn mới rời khỏi đình viện. Hoàng hôn, trời chiều bao phủ phi linh môn, phía chân trời xa xa bị nhuộm thành màu đỏ. Phanh. Dưới trời chiều, trong rừng cây, Niếp Phong vẫn còn tiếp tục luyện tập động tác mà hắn đã làm ngàn lần kia. Thời gian 2 năm, Niếp Phong đã cao hơn không ít, không còn bộ dáng ngây ngốc như năm đó, bây giờ nhìn qua có chút nội liếm, ánh mắt tràn ngập kiên nghị mà người thường khó có thể có được. Lục Lâm Thiên giống như vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Niếp Phong rồi chắp tay đứng. Thời gian 2 năm đã tôi luyện Niếp Phong rất nhiều, từ trong miệng thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cùng mọi người, Niếp Phong cũng không để cho hắn thất vọng. Đối với việc Niếp Phong tu luyện, Lục Lâm Thiên chỉ muốn để hắn rèn luyện thân thể, căn cơ của hắn. Đặt hắn tu luyện cùng với đệ tử bình thường, là bởi vì đối với việc bồi dưỡng đệ tử bình thường của phi linh môn hiện tại cũng không yếu, tiến vào phi linh môn sẽ có linh dược rèn thể. Chỉ là đệ tử bình thường đang sống ở trong phúc lại không biết mà thôi. Mà quan trọng nhất, ý định ban đầu của Lục Lâm Thiên chính là tôi luyện tâm tính của Niếp Phong, Niếp Phong là đệ tử của hắn, trong phi linh môn dần già sợ rằng sẽ có cảm giác ưu việt. Chuyện này đối với tu luyện mà nói, ảnh hưởng cực lớn. Lục Lâm Thiên sợ vạn nhất có một ngày như vậy cho nên mới đem hắn ném vào trong hàng ngũ đệ tử bình thường mà tôi luyện. Bởi vì thể chất của Niếp Phong là tam hoa tụ đỉnh, tuy rằng là tình trạng mà vô số vũ giả muốn đạt tới. Thế nhưng tam hoa tụ đỉnh trời sinh lại không thể nào tu luyện ra chân khí, thời gian càng lâu chênh lệch của hắn và đệ tử bình thường càng lớn. Dưới loại tình huống này, Lục Lâm Thiên muốn Niếp Phong không còn cảm giác ưu việt vì là đệ tử của trưởng môn. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng muốn khảo nghiệm lần cuối cùng với Niếp Phong, nhìn xem rốt cuộc có thể giáo dục hay không. Chuyện này đối với thiếu niên bình thường mà nói, nếu như chênh lệch càng lúc càng lớn, sẽ cam chịu, cũng sẽ không cố gắng nữa. Loại tính cách này, cho dù thiên phú cao tới đâu tiền đồ tuyệt đối sẽ có hạn. Mặc dù nói thiên phú cực kỳ quan trọng, thế nhưng bản tính mới là nhân tố quyết định cuối cùng. Theo thời gian, trên con đường tu luyện hắn cũng chứng kiến không ít người có thiên phú tuyệt luân, ngay từ đầu danh tiếng đại thịnh, thế nhưng tới cuối cùng không thể nào đạt tới độ cao kia, số người này tuyệt đối không nhỏ. Từ trong miệng thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, Lục Lâm Thiên cũng biết được một ít tình huống của Niếp Phong trong 2 năm qua. Trừ lần thứ nhất Niếp Phong thắng ra, từ sau hắn liên tiếp bị thua. Thế nhưng tâm tình lại không bị ảnh hưởng một chút nào, 2 năm qua vẫn luôn cố gắng rèn luyện thể phách. Man lực càng lúc càng lớn. Niếp Phong. Nhìn qua Niếp Phong, Lục Lâm Thiên mỉm cười, tên đệ tử này không khiến cho hắn thất vọng. Chủ yếu là tâm cảnh cùng bản tính, 2 năm qua, chênh lệch so với đệ tử cùng thế hệ càng xa, thế nhưng Niếp Phong cũng không vì vậy mà chán trường, vẫn cố gắng rèn luyện. Niếp Phong đang tu luyện, trong giây lát nghe được thanh âm sau lưng, lập tức quay đầu kinh hỉ nói. Sư phụ,
Sao người tới đây? Sư phụ tới thăm con một chút, xem 2 năm qua con tu luyện thế nào. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy Niếp Phong vừa mới vui mừng vì sư phụ tới lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, đệ tử ngu dốt, làm cho người mất mặt, xin sư phụ trách phạt. Trách phạt con cái gì? Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Đệ tử toàn thất bại, khiến cho sư phụ mất mặt. Niếp Phong nói. Thắng bại cũng không quan trọng, mấy lần thắng bại cũng không nói lên được điều gì, dù sao cũng không phải là thi đấu sinh tử. Sinh tử chỉ có một lần cũng không có quan hệ với những lần thắng bại khác. Cường giả vĩnh viễn không có giới hạn, thắng bại nhất thời cũng không đại biểu được điều gì. Khi sư phụ bằng tuổi con, ta cũng chỉ là người bình thường, thậm chí còn bị người khác gọi là phế nhân mà thôi. Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử hiểu rõ. Niếp Phong cái hiểu cái không, lập tức nghiêm túc gật đầu nói với Lục Lâm Thiên. Con hiểu cái gì? Lục Lâm Thiên cười nói. Sư phụ đang tôi luyện đệ tử, là đệ tử ngu dốt, lại không hiểu rõ. Có đôi khi thậm chí còn tin tưởng lời nói của các sư huynh đệ, nói rằng sư phụ tùy tiện nhận đệ tử làm đồ đệ. Đệ tử cũng từng nghĩ tới, có khi đệ tử không phải người có thể tu luyện, đệ tử thẹn với sư phụ, đa tạ sư phụ đề tình. Niếp Phong nói. Lục Lâm Thiên nhìn qua Niếp Phong, lập tức cười ha ha. Tên tiểu tử này ngây ngốc thế nhưng tuyệt đối là đại trí giả ngu. Chỉ bằng những lời vừa rồi, người bình thường sao có thể nói ra được. Sư phụ cười cái gì? Chẳng lẽ đệ tử nói sai sao? Niếp Phong nhìn thấy sư phụ bật cười, lập tức nghi hoặc hỏi, lại bộ dáng ngây ngốc khi trước. Đây mới là giả heo ăn thịt hổ à? Lục Lâm Thiên cảm thán một tiếng rồi nói. Còn có 2 tháng nữa chính là thi đấu giữa các đệ tử thân truyền. Top 20 có thể tiến vào mật địa tu luyện, thành tích tốt còn có thể nhận được không ít ban thưởng, còn có hứng thú không? Đệ tử tự biết thực lực không đủ cho nên sẽ không đi để chịu mất mặt. Vẫn là cố gắng tu luyện mau chóng trở thành vũ giả chính thức thì hơn. Niếp Phong nói. Sư phụ hỏi con có muốn đi hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Đương nhiên, chỉ tiếc đệ tử còn không phải là vũ giả, thực lực không có cách nào so sánh cùng chư vị sư huynh đệ. Niếp Phong nói, thực lực của hắn rõ ràng, sức lực của hắn tuy rằng lớn hơn một chút. Thế nhưng những sư huynh đệ kia đã rất mạnh rồi, hắn khó có thể là đối thủ. Con muốn là được rồi, về phần trở thành vũ giả chính thức thì sư phụ có thể giúp con. Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Sư phụ, thật sao? Nghe vậy Niếp Phong mừng rỡ không thôi, hắn có nằm mơ cũng muốn trở thành vũ giả. Đương nhiên là thực, sư phụ đã làm chậm của con không ít thời gian, hiện tại sư phụ sẽ trả lại cho con thời gian 2 năm, cho con tu luyện thật tốt. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Một lát sau, Niếp Phong kích động theo sư phụ tiến vào thiên trụ giới. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên muốn đả thông kinh mạch của Niếp Phong. Tam hoa tụ đỉnh, đây chính là thần khí tinh lẫn lộn ở cùng một khiếu huyết, tụ đỉnh là chỉ ấn đường cùng huyệt bách hội vuông góc ở trong não. Tam hoa tụ đỉnh chính là trạng thái thượng thừa mà tất cả các vũ giả tha thiết mơ ước, loại trạng thái này phải trải qua một quá trình rèn luyện mới có thể đạt tới. Mà đối với vũ giả mà nói, tam hoa tụ đỉnh, tam hoa chính là tinh vi ngọc hoa, khí vi kim hoa, thần vi chín hoa, tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cuối cùng tụ chi tại đỉnh, có thể vạn kiếp bất xâm. Tam hoa tụ đỉnh giống như nhân đỉnh vậy, bỏ cũ lập mới, thoát thai hoán cốt, chính là cảnh giới thánh minh. Đến cảnh giới như vậy, xương cốt thân thể tỏa sáng, quang mang bắn ra 4 phía. Loại cảnh giới này chính là trạng thái mà vũ giả tha thiết ước mơ. Chỉ là nếu muốn đạt tới trạng thái như vậy không biết phải tu luyện bao nhiêu lâu mới có thể đạt tới gần được. Muốn tới mức này, sợ rằng cho dù là vũ tôn cũng không có bao nhiêu người có thể đặt chân tới. Mà bây giờ Niếp Phong lại chính là người có thể chất tam hoa tụ đỉnh từ nhỏ. Tam hoa tụ đỉnh, chính là tình trạng kinh mạch toàn thân lưu loát, thế nhưng Niếp Phong lại là người bình thường, tam hoa của hắn thực sự đã tụ đỉnh. Kinh mạch toàn thân thông suốt, cơ hồ tất cả kinh mạch đều nối tiếp với nhau, kết nối tại đỉnh. Đối với tu luyện giả mà nói, một khi đạt tới mức độ như vậy chính là đại thành. Thế nhưng Niếp Phong lại không phải là tu luyện giả, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn không thể trở thành vũ giả, không có cách nào đả thông được huyền quan thì cho dù kinh mạch toàn thân thông suốt thế nhưng cũng có thể nói là kinh mạch toàn thân bế tắc. Tam hoa tụ đỉnh, tam hoa rơi thì chết,
tam hoa không rơi mà có thể sống được tới bây giờ cũng đã là kỳ lạ rồi. Kinh mạch thông suốt cũng coi như bế tắc, đối với Niếp Phong mà nói, đây là chuyện nguy hiểm tới tính mạng, tới trình độ nhất định sẽ mất đi tính mạng của mình. Mà một khi đánh vỡ huyền quan, thì lại không giống như trước nữa. Nhìn thấy Niếp Phong kinh ngạc, Lục Lâm Thiên không nói gì thêm, hắn chỉ phân phó Niếp Phong khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại giảng giải thân thể tam hoa tụ đỉnh của hắn. Niếp Phong cái hiểu cái không, vẻ mặt mơ hồ, tới lúc này hắn mới biết được rốt cuộc vì cái gì mình không thể trở thành vũ giả, chính là bởi vì thân thể tam hoa tụ đỉnh của hắn, sức lực của hắn lớn như vậy cũng là bởi vì nó. Niếp Phong, hiện tại sư phụ sẽ thay con đả thông kinh mạch, có thể sẽ có một ít đau đớn. Con phải chịu đựng, sư phụ sẽ dẫn lực trong cơ thể con, cho con chính thức trở thành vũ giả. Lục Lâm Thiên nói với Niếp Phong. Vâng, đệ tử chịu được. Niếp Phong nghiêm mặt nói, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống sau lưng Niếp Phong, thủ ấn được kết, quanh thân tràn ngập quang mang nhàn nhạt, trợ giúp Niếp Phong đả thông huyền quan. Chuyện này đối với tu vi bây giờ của Lục Lâm Thiên mà nói, đã không còn bao nhiêu nguy hiểm nữa. Mắt nhìn phần thịt nhỏ nhô lên trên đỉnh đầu của Niếp Phong, Lục Lâm Thiên phân phó Niếp Phong ngưng thần tĩnh khí. Một đạo quang mang từ trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên rót vào trên phần thịt hơi nhô lên trên đỉnh đầu kia. Siêu! Chỉ ấn trong tay Lục Lâm Thiên đánh xuống, thân hình của Niếp Phong lập tức run lên, trên cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu lập tức có sương mù màu trắng từ trên đỉnh đầu tràn ra. Tiếp đó Niếp Phong liền có cảm giác một cỗ năng lượng đang nhanh chóng khuếch tán quanh thân thể hắn, trong giây lát hắn có cảm giác thân thể mình đang bành trướng. Bên trong thân thể hắn dường như có một cỗ nhiệt lưu đang đốt cháy cơ thể. Dưới cỗ nhiệt lưu này toàn thân vô cùng đau đớn, giống như là người đang bị xé nát ra vậy. A! À, Niếp Phong đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng mà tiếng kêu này vừa mới được một nửa thì hắn đã cắn môi ngừng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lục Lâm Thiên thấy thế, từng đạo thủ ấn trong tay cũng bắt đầu được kết. Ngưng thần tĩnh khí, ta giúp con vận chuyển kỳ kinh bát mạch, con tự mình cảm nhận năng lượng thuộc tính đi. Thanh âm vừa dứt, hai tay Lục Lâm Thiên biến hóa. Một cỗ chân khí lập tức tuôn ra. Thủ ấn Lục Lâm Thiên lần nữa biến hóa, nương theo chân khí rót vào trong cơ thể Niếp Phong, trên người Niếp Phong lập tức có một vòng quang mang nhàn nhạt bao phủ trên người, toàn thân Niếp Phong run rẩy, trên trán bắt đầu có mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên đang dùng chân khí của mình vận chuyển một chu thiên lớn trong cơ thể Niếp Phong, làm được như vậy thì sau này con đường tu luyện của đồ đệ hắn sẽ làm chơi mà ăn thật. Thế nhưng kinh mạch trong cơ thể Niếp Phong còn chưa từng có chân khí di chuyển qua. Vận chuyển một chu thiên lớn như vậy, đau đớn cũng không nhỏ. Dùng thể chất của Niếp Phong mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ có một chút đau đớn mà thôi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, Niếp Phong có lực nhẫn nại như vậy, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đả thông mạch đối với Lục Lâm Thiên mà nói cũng không quá khó. Các mạch tụ lại dưới chân khí của Lục Lâm Thiên rót vào, linh hồn lực khống chế đã bắt đầu được khơi thông vô cùng chậm rãi. Tâm thần Lục Lâm Thiên dò xét, khống chế chân khí trực tiếp bảo vệ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Niếp Phong. Đồng thời dẫn dắt năng lượng bắt đầu vận chuyển một chu thiên lớn trong cơ thể Niếp Phong. Đau đớn giống như bị xé rách trong cơ thể khiến cho sắc mặt Niếp Phong trắng bệch. Đau đớn kịch liệt khiến ngay cả cơ bắp của hắn cũng run rẩy, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Niếp Phong cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh, đồng thời hắn cũng cảm giác được, nơi mà cảm giác đau đớn kịch liệt truyền ra lập tức có một cảm giác thoải mái không nói nên lời, cảm giác chỗ kia vô cùng thư sướng. Đừng suy nghĩ lung tung, nhanh minh tưởng tới thuộc tính, nhìn xem bản thân là vũ giả thuộc tính gì. Niếp Phong phân tâm đương nhiên không tránh khỏi sự dò xét của Lục Lâm Thiên cho nên hắn lập tức mở miệng. Niếp Phong không dám tiếp tục phân tâm. Bắt đầu dựa theo lời sư phụ nói mà bắt đầu tập trung minh tưởng, hai năm qua tuy rằng không có cách nào tu luyện, bất quá đối với một ít kiến thức tu luyện cơ bản mà nói thì hắn biết vô cùng rõ ràng, thậm chí còn khắc sâu trong lòng. Một lát sau, trên người Niếp Phong xuất hiện quang mang nhàn nhạt, quang mang quanh quẩn, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ yếu tới mức không thể phát giác ra bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng thuộc tính thổ này tuy rằng yếu, thế nhưng hiện tại đã nằm trong sự dò xét của Lục Lâm Thiên. Vũ giả thuộc tính thổ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, ban đầu khi dò xét trên đỉnh núi hắn cũng phán đoán ra. Bởi vì kinh mạch trên người Niếp Phong đặc thù, tuy rằng thông suốt thế nhưng lại bị tắc,
trong cơ thể dần dà tụ tập một cỗ năng lượng cực lớn mới khiến cho Niếp Phong có sức lực lớn như vậy. Trong thân thể có tinh khí thần, kinh mạch trong thân thể tam hoa tụ đinh của Niếp Phong đã được thông suốt, chỉ bị tắc mà thôi. Cho nên năng lượng tụ tập trong kinh mạch, mỗi một lần Niếp Phong toàn lực ra tay sẽ điều động tới năng lượng trong cơ thể, đây chính là ngọn nguồn cỗ man lực của Niếp Phong. 2 năm qua Niếp Phong tuy rằng không có cách nào tu luyện chân khí, thậm chí tìm công pháp tu luyện ở chỗ chấp sự cũng không thể nào trở thành vũ giả, thế nên năng lượng tinh khí trong cơ thể ngày càng khổng lồ. Hiện tại vi sư sẽ dạy con Trấn Thiên Kim Cương Quyết. Con hãy nghe cho kỹ dựa theo khẩu quyết mà vận chuyển tâm pháp. Lục Lâm Thiên nói với Niếp Phong xong, thủ ấn lập tức biến hóa. Siêu! Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên kết xuất, trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt trực tiếp chui vào trong mi tâm Niếp Phong, sau đó hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Trấn Thiên Kim Cương Quyết, huyết khí vận chuyển, thân thể vững như bàn thạch. Từng đạo tin tức khẩu quyết xuất hiện trong đầu Niếp Phong, dưới sự giảng giải của Lục Lâm Thiên, Niếp Phong từ một suy ra ba, nhanh chóng vận chuyển. Vận chuyển dựa theo Trấn Thiên Kim Cương Quyết, Niếp Phong có cảm giác trong cơ thể lúc này có một cỗ năng lượng đang chậm rãi lưu chuyển, thế nhưng lại khiến cho hắn không thể khống chế được toàn bộ, và đập vào khắp nơi. Đừng hoảng hốt, từ từ sẽ quên, không thể phân tâm. Lục Lâm Thiên nói nhỏ bên tai Niếp Phong. Dựa theo sự chỉ dẫn của sư phụ, Niếp Phong lập tức vận chuyển theo lộ tuyến của Trấn Thiên Kim Cương Quyết, trong lúc vận chuyển hắn phát hiện ra, cỗ năng lượng khó hiểu kia không ngờ đã bắt đầu hóa thành một cỗ nhiệt lưu này không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đây là chân khí, tồn tại ở trong đan điền của con. Thanh âm của Lục Lâm Thiên lần nữa vang lên bên tai Niếp Phong. Nghe vậy Niếp Phong lần nữa dẫn dắt cỗ nhiệt lưu trong kinh mạch tiến vào trong đan điền khí hải. Dưới sự dẫn dắt của Trấn Thiên Kim Cương Quyết không ngừng chảy vào trong đan điền của hắn. Theo khẩu quyết của sư phụ, Niếp Phong lập tức vận chuyển tâm pháp tu luyện, ngay từ đầu hắn gặp phải không ít khó khăn, thế nhưng có sư phụ như Lục Lâm Thiên ở bên cạnh đương nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ trong chốc lát hắn đã có thể miễn cưỡng bắt đầu tự động vận chuyển mà tu luyện. Niếp Phong cảm giác kinh mạch toàn thân mình được mở rộng không ít, rất đau đớn. Thế nhưng toàn thân lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời khiến cho hắn chìm đắm vào trong trạng thái này. Niếp Phong vận chuyển chân khí, Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn sau đó bảo vệ bên cạnh, trong lòng lúc này cũng có chút lo lắng. Trấn Thiên Kim Cương Quyết chính là một bộ công pháp mà Lục Lâm Thiên thu được trong nhẫn chữ vật của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Công pháp ở bên trong nhẫn chữ vật của đế giả không cần phải nói tới. 2 năm trước Lục Lâm Thiên cũng đã chuẩn bị cho Niếp Phong mọi thứ. Niếp Phong cũng không phải thân thể âm dương linh vũ quyết này đương nhiên không có cách nào tu luyện, bộ công pháp này cũng là công pháp thích hợp nhất với Niếp Phong. Trấn Thiên Kim Cương Quyết này dũng mãnh vô song, có khí thế dùng lực phá vạn pháp, tuyệt đối là công pháp bất phàm. Lúc này Lục Lâm Thiên biến rõ Niếp Phong đang chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng tinh khí trong cơ thể. Những năm này không có cách nào trở thành vũ giả, thế nhưng năng lượng tinh khí được tích lũy trong cơ thể hắn cũng không ít. Tuy rằng bình thường không có cách nào luyện hóa số năng lượng tinh khí này, nhưng nó cũng dung nhập vào trong tứ chi bách hải của cơ thể cùng với cơ bắp. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thể chất của Niếp Phong không kém vũ giả là bao. Thân thể đã sớm được năng lượng tinh khí rèn giũa khiến cho thân thể hắn rắn chắc. Mà lúc này Niếp Phong đang luyện hóa số năng lượng tinh khí trong cơ thể, số lượng này cũng không nhỏ. Lục Lâm Thiên dò xét, số lượng này sợ rằng cũng đủ để Niếp Phong đột phá tới vũ sĩ lục, thất trọng. Xem ra cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đó cũng không kém những người cùng thế hệ bao nhiêu. Trải qua 10 canh giờ sau, thân thể Niếp Phong đột nhiên run rẩy, quang mang nhàn nhạt quanh thân bắt đầu trở nên đậm đặc rồi bao phủ cơ thể hắn. Hiện tại Niếp Phong cảm giác được đan điền nho nhỏ trong cơ thể hắn giống như một quả bong bong đang được thổi lên, bành trướng. Có một cỗ nhiệt lưu không ngừng nhảy lên. Ngưng thần đột phá. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Đương nhiên lúc này hắn biết rõ Niếp Phong đang đột phá, lúc này Niếp Phong vẫn chỉ là vũ khí cửu trọng, một khi đột phá sẽ chính thức được coi là vũ giả. Niếp Phong nghe vậy lập tức ngưng thần tĩnh khí tiếp tục vận chuyển Trấn Thiên Kim Cương Quyết. Cỗ nhiệt lưu trong đan điền không ngừng tăng lên, năng lượng không biết trong cơ thể hắn hóa thành nhiệt lưu vận chuyển trong kinh mạch, rèn giũa xương cốt, cơ bắp khiến cho Niếp Phong có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cứ như vậy. Niếp Phong đã có cảm giác trong cơ thể mình bắt đầu có biến hóa. Phanh! Trong sát na,
thân hình Niếp Phong lập tức run rẩy, bên trong đan điền nho nhỏ vang lên một thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt dần dần có tinh mang ngưng tụ. Mà cũng vào lúc này một cỗ khí tức bắt đầu từ trong cơ thể hắn tràn ra. Cỗ khí tức này trước mặt Lục Lâm Thiên đương nhiên không đáng nhắc tới, thế nhưng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên vui vẻ, Niếp Phong rốt cuộc cũng chính thức trở thành vũ giả. Sáng sớm, phía chân trời bắt đầu sáng rõ, sương mù bốc lên, không khí giống như bị gột rửa, vô cùng mát mẻ, sương mù đậm đặc bao phủ rừng cây phía xa khiến cho phía xa lúc này toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa. Dần dần, ánh nắng ban mai xuất hiện, sương trắng tản ra. Sương mù chậm rãi tiêu tán, khi tia sáng đầu tiên từ trên mặt trời chiếu xuống sơn mạch Vũ Đô thì tại một đình viện trên sườn núi, một thiếu niên có thân ảnh gầy gò dừng việc tu luyện. Miệng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí dài, khí tức trên người lúc này cũng không tồi. Hồng Chí, tu luyện không tệ, tiến bộ cũng không ít a. Một thanh âm truyền tới. Thiếu niên mở con mắt ra, tinh quang nhàn nhạt chợt lóe lên rồi biến mất, mắt thấy đạo thân ảnh đang đứng trước mặt mình, hắn tức thì nhảy dựng lên nói. Lục đại ca, sao huynh lại tới đây? Ta tới thăm các ngươi một chút, khá lắm, để Lục đại ca xem thử thực lực của đệ tới đâu rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, chớp mắt đã qua 3 năm. Thiếu niên nhỏ tuổi kiên nghị khi trước hiện tại đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn. Thanh âm vừa dứt, tay phải Lục Lâm Thiên lặng lẽ kết một đạo thu ấn, một trưởng lập tức đánh về phía Đoan Mộc Hồng Chí. Lục đại ca, vậy thì đệ đành múa rìa qua mắt thợ vậy. Trong mắt Đoan Mộc Hồng Chí lộ ra tinh mang, hắn biết rõ Lục đại ca muốn khảo nghiệm thực lực của mình. Sau khi hít sâu một cái, ngay lúc trưởng ấn còn cách hắn 5 mét thì thân hình lập tức có động tác, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, chân khí thuộc tính phong tuôn ra. Thân hình giống như một chiếc lá rụng trước gió bay lên, trong thời gian ngắn trực tiếp tránh được một trưởng của Lục Lâm Thiên. Trong sát na này thủ ấn trong tay Đoan Mộc Hồng Chí cũng được kết, quang mang quanh thân rực rỡ, cánh tay vung lên, trong giây lát vung tay thì một đạo phong nhận tức thì bắn ra. Phong nhận cắt ngang không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Khá lắm. Tốc độ không chậm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Đoan Mộc Hồng Chí vừa mới thi triển thân pháp, thân ảnh khẽ động, lập tức tránh được 5 đạo phong nhận của Đoan Mộc Hồng Chí. Lục đại ca, đệ không khách khí nữa. Lúc này thân ảnh Đoan Mộc Hồng Chí một lần nữa lóe lên, trong tay ngưng tụ một màn thủy vụ, chân khí thuộc tính thủy hội tụ tạo thành một đạo trưởng ấn mang theo kình khí hung hãn đánh về Lục Lâm Thiên. Kình khí ngập trời khiến cho không khí nơi trưởng ấn đi qua rung động. Đến tốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười, một đạo trường ấn cũng lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng nghênh đón, hai trường ấn tức thì va chạm vào một chỗ. Khi kình khí va chạm, Đoan Mộc Hồng Chí có cảm giác trường ấn của mình giống như đánh vào một khối bọt biển, căn bản không tạo ra một chút tác dụng nào. Mà thân thể của hắn lúc này cũng khó mà nhúc nhích được. Được rồi, xem ra mấy năm nay ngươi cũng không lười biếng. Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, áp lực quanh thân Đoan Mộc Hồng Chí lập tức biến mất. Ánh mắt hắn nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn cũng biết so với vị Lục đại ca trước mắt này hắn còn kém xa nhiều lắm. Mà vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng chỉ thử tốc độ cùng với công kích của Đoan Mộc Hồng Chí mà thôi. Hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí đã là vũ phách tứ trọng, tuổi tác mới chỉ là 16. Ban đầu ở Đoan Mộc gia, thời điểm hắn khôi phục chỉ vừa đột phá vũ sư, có thực lực như hiện tại tuyệt đối không kém chút nào. Vừa rồi thử qua một lần. Đoan Mộc Hồng Chí chỉ là vũ phách tứ trọng thế nhưng công kích lại không giống như vũ phách tứ trọng. Đây là chỗ tốt của vũ giả tam hệ. Lục đại ca, so với huynh, đệ còn kém xa. Đoan Mộc Hồng Chí nói, liếc mắt nhìn thân ảnh áo xanh trước mặt, đây chính là linh vũ chiến tôn mà toàn bộ Đông Hải đều biết tới, thực lực rời non lấp biển, và đây cũng chính là mục tiêu của hắn. Trong nội tâm không ngừng thầm nói, một ngày nào đó phải đuổi kịp Lục đại ca. Ngươi còn trẻ. Cố gắng tu luyện là được rồi, đừng vì cái trước mắt. Lục Lâm Thiên vỗ gáy Đoan Mộc Hồng Chí tuổi tác cùng tâm tính như vậy cũng không thể thiếu dẫn đạo. Dùng tâm tính cùng thiên phú của Đoan Mộc Hồng Chí mà nói, sau khi khôi phục chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lúc trước trải qua trắc trở cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bây giờ còn được sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn bồi dưỡng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì không cần bao lâu nữa, trong nhân vật phong vân của thế hệ trẻ tuổi. Đoan Mộc Hồng Chí sẽ có một chỗ đứng trong đó. Đệ sẽ cố gắng, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng, vì Đoan Mộc gia, vì tỷ tỷ, đệ sẽ cố gắng tu luyện. Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói, con đường cường giả đã ẩn sâu trong lòng hắn.
Còn có mấy tháng nữa Phi Linh Môn cùng Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, Thánh Linh Giáo và Thiên Ưng Lâu sẽ phái ra các đệ tử trẻ tuổi lịch lãm, thi đấu, người có hứng thú tham gia một phen hay không? Lục Lâm Thiên nói, luận bàn với tất cả đệ tử bên trong các sơn môn một phen, đối với tu luyện của Đoan Mộc Hồng Chí cũng có chỗ tốt lớn. Lục Đại Ca, huynh nói thật sao? Đệ có thể tham gia à? Đoan Mộc Hồng Chí kinh hỉ hỏi, chuyện này hắn đã sớm nghe một ít đệ tử trẻ tuổi trong môn nói qua. Có thể đọ sức cùng các đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn, được thử xem thực lực của mình rốt cuộc đã tới đâu, đây chính là việc mà hắn nằm mơ cũng muốn. Đương nhiên là được, lát nữa ta sẽ sắp xếp thay cho đệ, 2 tháng sau đệ sẽ thử sức cùng đệ tử Phi Linh Môn. Trước tiên cứ chuẩn bị cho tốt đi. Lục Lâm Thiên nói. Lục Đại Ca, sao huynh cũng tới đây? Động tĩnh ngoài đình viện cũng kinh động người ở bên trong. Một đạo thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra, nhìn thân ảnh mặc y phục màu xanh bên ngoài đình viện, ánh mắt người này sững sờ, mà ngay cả nhịp tim lúc này cũng đập nhanh hơn một chút. Y cô nương, ta tới thăm hai người một chút, hai người ở nơi này quen chưa? Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần trước mắt, nữ tử này thanh tú mà cao quý, tư thế linh lung kia dường như ngày càng mê người, so với lúc trước có thêm một chút vũ mị. Nơi này so với Đoan Mộc gia còn tốt hơn, đương nhiên chúng ta rất nhanh quen thuộc. Đoan Mộc y nói, lúc này đứng trước mặt nam tử áo xanh này nàng lại có chút nghẹn giọng. Mấy năm nay, không biết nàng đã nghĩ tới thân ảnh màu xanh này bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này gặp mặt nàng lại không biết nên nói gì cho tốt. Vậy là tốt rồi, vốn lúc trước ta định trở về Đông Hải mang hai người các ngươi đi tới cổ vực, thế nhưng có một chút việc nên không làm theo dự định ban đầu được. Mong y cô nương thứ lỗi. Lục Lâm Thiên nói, lần trước quả thực hắn không thể nào quay về đón được hai người. Lục Đại Ca nói đùa rồi, y biết rõ Lục Đại Ca bận rộn, cũng không dám trách móc. Đoan Mộc y nói. Vậy thì tốt, ta còn sợ y cô nương giận dỗi à. Lục Lâm Thiên nói, khóe miệng nhếch lên rồi mỉm cười. Sau khi tiến vào đình viện trò chuyện với hai người một lát, Lục Lâm Thiên cùng Đoan Mộc y đi tới đình viện phía hậu sơn. Hiện tại đám người mẫu thân cùng với sư phụ hắn đang ở trong đình viện. Đoan Mộc y nói muốn đi gặp tiểu gia hỏa kia, cho nên cùng nhau đi tới. Còn Đoan Mộc Hồng Chí thì muốn đi tới chỗ lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên để tu luyện. Hai người Lục Lâm Thiên, Đoan Mộc y một đường đi về phía trước, cũng nói tới không ít chuyện hiện tại trên Lưu Tô Đảo. Hiện tại Đoan Mộc gia đã yên bình, Thiên Vân Đảo hiện tại cũng chiếu cố Lưu Tô Đảo, công khai ủng hộ Lưu Tô Đảo là do Đoan Mộc gia quản lý, thế nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lưu Tô Đảo vẫn thuộc về Thiên Vân Đảo. Lục Lâm Thiên suy đoán, đây chính là ý tứ của Đạm Đài Tuyết Phi, lúc trước Đạm Đài Tuyết Phi đã đáp ứng qua với hắn, hiện tại còn ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân Đảo, chiếu cố Đoan Mộc gia là chuyện hiển nhiên. Đối với hành động này của Đạm Đài Tuyết Phi, Lục Lâm Thiên cũng nhớ trong lòng. Hai người một đường đi tới, nơi này là hậu sơn cho nên cũng không có ai nhìn thấy. Tối hôm qua Lục Lâm Thiên đã thông mạch cho Niếp Phong ở trong thiên trụ giới. Tuy rằng bên ngoài chỉ là một đêm thế nhưng bên trong lại là mấy ngày. Lục Lâm Thiên dùng mấy ngày này giảng giải kỹ càng việc tu luyện cho Niếp Phong, sau đó để hắn tu luyện trong thiên trụ giới. Còn có 2 tháng nữa chính là lần thi đấu của các đệ tử thân truyền trong Phi Linh Môn. Trong vòng 2 tháng Niếp Phong vừa mới trở thành vũ giả. Dưới tình huống bình thường, muốn đi vào top 20 đương nhiên khó mà làm được. Cho nên cũng chỉ có thể để cho Niếp Phong vào trong thiên trụ giới tu luyện. Một lát sau, hai người đi tới bên ngoài đình viện. Vừa mới tới đình viện, Lục Lâm Thiên cùng Đoan Mộc y lập tức nghe thấy tiếng quát của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Tiểu gia hỏa, mau đưa yêu linh đan ra đây. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, có chút hơi ngạc nhiên. Không biết là ai lại dám đoạt yêu linh đan của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh a? Ta không lấy, ta nói rồi, ta không lấy. Lúc này trong đình viện có một thân anh nhỏ nhanh chóng chạy ra, tốc độ nhìn qua cũng không chậm. Trong tay dường như còn nắm thứ gì đó, che ở trong áo. Ngươi còn nói không lấy, trong tay ngươi là cái gì? Đưa cho ta xem một chút. Thân ảnh Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lóe lên, lập tức ngăn cản trước người tiểu gia hoa này. Tiểu gia hỏa này sao có thể chạy thoát khỏi tay Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cơ chứ? Nhìn thấy Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh ngăn cản trước người, ánh mắt tiểu gia hỏa này đảo liên hồi, thanh âm non nớt lập tức vang vọng. Bạch cô cô, lão gia hỏa này lại bắt nạt con,
người nhanh tới cứu con a. Tiếng hét của tiểu gia hỏa này không nhỏ, thanh âm cao v upsilon t vang dội. Tiểu gia hỏa này còn chưa nói xong, lập tức một thân ảnh màu trắng yểu điệu đã đứng trước người tiểu gia hỏa. Thân ảnh yểu điệu này mở miệng nói: lão gia hỏa, ngươi lại trêu chọc nó sao? Nó còn nhỏ, ngươi đừng có hung dữ như vậy được không? Người tới chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh quát thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh vài câu, sau đó đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng, bộ dáng dường như có chút đau lòng, nàng nói: bảo bảo không cần sợ, có Bạch cô cô ở đây, lão gia hỏa này không dám bắt nạt con nữa đâu. Bạch cô cô, lão gia hỏa này hung dữ lắm, hắn thường xuyên bắt nạt bảo bảo, hắn là người xấu. Tiểu gia hỏa vừa thấy chỗ dựa xuất hiện tức thì khóc lớn, trong đôi mắt đen lúng liếng cố nặn ra một giọt nước mắt, khóe miệng nở nụ cười tà dị nhìn về phía thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh. Ta nào có bắt nạt nó a? Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh im lặng, tiểu gia hỏa này thực sự biết giả vờ a. Mình trốn nó còn không kịp, như thế nào còn dám chọc vào nó? Đông lão, Oánh tỷ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tất cả mọi chuyện hắn đều thấy rõ cho nên không khỏi vuốt cái chóp mũi mình. Khó trách Nam Thúc nói tiểu gia hỏa này vô cùng tinh danh. Người tới vừa lúc, tiểu gia hỏa này càng lúc càng không ra sao. Linh Đường vừa mới đưa tới mấy bình yêu linh đan, chỉ trong chớp mắt đã mất đi một lọ. Hiện tại đang ở trên người nó, không biết tiểu gia hỏa này cần yêu linh đan này làm gì. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ nói. Sao vậy bảo bảo? Nghe thấy tiếng cầu cứu của tiểu gia hỏa, tất cả mọi người trong đình viện đều chạy ra. Không thể nghi ngờ những người này toàn bộ đều là nữ nhân. Đây là đám người La Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa còn có Tân Hiểu Kỳ. Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Tiểu Bạch, còn có tiểu thư Lưu Gia Lưu Uyển cũng ở trong đó. Mọi người đi ra, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi cùng Đoan Mộc Y Y tới, ánh mắt có chút hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng không biểu hiện gì ra ngoài. Lão gia hỏa kia bắt nạt con. Nhiều bùa hộ mệnh tới như vậy tiểu gia hỏa càng không kiêng kỵ chút nào. Làm người thì phải thành thật, ngươi còn dám nói ngươi không cầm, vậy đây là cái gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, đi tới trước người tiểu gia hỏa rồi móc một bình ngọc nhỏ trong ngực tiểu gia hỏa này ra. Tiểu gia hỏa này muốn trốn tránh thế nhưng không trốn thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên. Cái này, nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả, nhất thời tiểu gia hỏa không có lời nào để nói. Nó liếc nhìn mọi người rồi khóc lớn lên, giống như chịu ủy khuất vậy. Bản thân ngươi làm sai còn muốn khóc sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua tiểu gia hỏa này, ánh mắt lóe lên, đem tiểu gia hỏa từ trong lòng quỷ tiên tử Bạch Oánh đặt xuống mặt đất nói. Ngươi có nhận sai không? Nhìn Lục Lâm Thiên, tiểu gia hỏa sững sờ, nào có ai dám thẩm vấn nó như vậy? Nó liếc mắt nhìn mọi người, khóc càng to hơn. Đến đây, để nãi nãi ôm nào. La Lan Thị nhìn thấy đau lòng, lập tức tiến tới định ôm tiểu gia hỏa kia. Mẫu thân, hôm nay nếu tiểu gia hỏa này không nhận sai thì cho dù là ai cũng không được bênh nó. Để xem nó còn dám trộm đồ của người khác nữa hay không. Lục Lâm Thiên vừa nói vừa ngăn cản La Lan Thị. Thói quen này của tiểu gia hỏa không tốt, mọi người tuy rằng sủng ái nó, thế nhưng cũng đã làm hư nó. Bảo bảo, trộm đồ là không tốt, nhanh nhận lỗi đi. La Lan Thị do dự một lát, nàng cũng biết nhi tử mình nói có lý cho nên tức thì nói với tiểu gia hỏa. Ô ô, nhìn thấy không có ai để ý tới mình, tiểu gia hỏa lau nước mắt vụng liếc mắt nhìn mọi người sau đó lại khóc giống lên. Còn dám khóc, trước tiên mau quỳ xuống, quỳ đến khi nào biết sai thì thôi. Lục Lâm Thiên trừng mắt, tiểu gia hỏa này rất tinh danh. Nếu không làm cho nó biết thân biết phận một chút, sợ rằng sau này khó có thể thành tài. Cho nên lần này hắn cũng phải nghiêm khắc một chút. Ta không quỳ. Tiểu gia hỏa nghe Lục Lâm Thiên nói vậy tức thì giật mình, sững sờ. Sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nam tử hán, đại trượng phu, ta không quỳ. Chỉ là một tiểu bất điểm sao có thể được coi là nam tử hán đại trượng phu. Ai nói cho ngươi như vậy? Lục Lâm Thiên sững sờ, tiểu gia hỏa này cũng có chút cốt khí. Tiểu Bạch thúc thúc nói. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Tiểu Bạch nói. Lục Tiểu Bạch lập tức cười rộ lên, đây chính là lời của hắn, không ngờ tiểu gia hỏa này nói ra lại có khí thế như vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên muốn cười, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc, nhìn tiểu gia hỏa rồi nói.
Vậy ngươi có biết nam tử hán đại trượng phu thì có sai phải biết thừa nhận, cũng không thể lén lút như vậy. Ngươi làm như vậy sẽ khiến cho người khác xem thường ngươi. Nhìn Lục Lâm Thiên, tiểu gia hỏa dường như chỗ hiểu chỗ không, do dự một lát, lập tức lật đật chạy tới bên người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đông bá bá, xin lỗi người, yêu linh đan là con trộm. Lần sau con không dám nữa, thế nhưng cũng không phải là con sai, là người không cho con yêu linh đan cho nên con mới trộm. Tiểu gia hỏa này, nhận sai là tốt rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mỉm cười nói. Vậy con nói cho ta biết xem con muốn yêu linh đan làm cái gì. Con muốn cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi, bằng không bọn họ cũng không chơi cùng con. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nói, nó trộm yêu linh đan cũng là bị ép, thứ đồ chơi kia hắn cũng không thể ăn dược, cho nên cũng không có hứng thú đi trộm. Thì ra là vậy. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ đảo, nhìn qua tiểu gia hỏa rồi nói. Vậy thì sao không nói thẳng cho ta nghe? Con hỏi người thế nhưng người cũng không cho a. Tiểu gia hỏa nói, đích thực nó đã từng hỏi qua, bằng không nó cũng sẽ không đi trộm. Tốt, nhận sai là tốt rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tục ngữ nói 3 tuổi định 80. Hiện tại chính là thời điểm tiểu gia hỏa này cần giáo dục nhất, tính cách sau này không thoát khỏi sự dạy dỗ hiện tại. Tiểu gia hỏa nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong lúc vô hình cảm nhận được sự uy nghiêm cho nên thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Giống như sợ Lục Lâm Thiên lại phạt nó nữa vậy. Nói cho ta biết về sau lớn lên ngươi muốn làm gì. Lục Lâm Thiên nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa rồi hỏi. Tiểu gia hỏa nhìn qua Lục Lâm Thiên, do dự một chút rồi nghiêm túc nói. Về sau ta muốn ăn sung mặc sướng, còn phải lấy 7 thiên kim, đại tiểu thư gì đó. Thứ hai còn chưa nghĩ tới. Cái gì? Nghe tiểu gia hỏa nói xong tất cả mọi người hóa đá. Cơ hồ tất cả nữ nhân óc mặt ở đây đều tức cười. Lục Lâm Thiên cũng im lặng, tiểu gia hỏa này mới có mấy tuổi không ngờ lại thành thục như vậy. Sắc mặt hắn nghiêm lại, hỏi. Ai dạy ngươi nói như vậy? Cũng là Tiêu Bạch thúc thúc dạy ta. Tiểu gia hỏa nhìn thấy sắc mặt mọi người dường như nó cũng cảm giác được điều không ổn, giống như là chuyện mọi người không hoanh nghênh cho lắm, cho nên lập tức bán đứng kẻ đứng phía sau. Lục Tiểu Bạch. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Lục Tiểu Bạch, đặc biệt là tiểu thư Lưu Gia, ánh mắt như phóng ra lửa. Đây không phải là ta nói, là câu mà trước kia công tử dạy ta, công tử quên rồi sao? Lục Tiểu Bạch dùng vẻ mặt cầu xin nói, lời này chính là do công tử nói cho hắn nghe, trong lúc vô tình hắn lại nói ra lời này với tiểu gia hỏa, không ngờ chí hướng vĩ đại như vậy tiểu gia hỏa lại nhớ kỹ đến thế. Là ta sao? Tại sao có thể là ta được? Ta không phải loại người như vậy, nhân phẩm của ta vô cùng tốt nha. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch, trước kia hình như hắn đã từng nói qua những lời này, thế nhưng tiểu tử này cũng không thể nói ra phá hủy hình tượng của hắn hiện tại a. Lâm Thiên, chàng dạy thật tốt a, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, cũng không vì có mặt nhiều người mà nể tình. Ha ha, nhìn thấy Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ không nhịn được mà cười phá lên. Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Tiểu gia hỏa nhìn qua Lục Lâm Thiên, có chút hứng thú hỏi. Cái này về sau lớn lên ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên rầu rĩ nói. Ầm ầm. Đúng lúc này tông một đình viện phía hậu sơn đột nhiên lay động. Mọi người lập tức nhìn về phía trên ngọn núi xa xa. Lúc này trên bầu trời đã phong vân biến sắc. Bất chi bất giác đã có một cỗ năng lượng khủng bố ngập trời kéo tới, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Người thực lực thấp dưới cỗ khí tức này đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đồng thời, một cỗ năng lượng thiên địa xoay quanh không trung rồi rót xuống dưới ngọn núi kia. Không gian ba động mãnh liệt, một cỗ năng lượng vô hình tong thiên địa giống như một vết nứt trong không gian không ngừng lượn lờ trên không trung. Giữa không trung, khí tức bàng bạc dị thường tràn ra khiến cho không ít cường giả trong phi linh môn cũng cảm nhận được biến hóa, cả đám bắt đầu dò xét. Là Hổ Viêm Thiên Vương đột phá, hắn đã sớm có dấu hiệu, có lẽ lần này sẽ nhất cử mà đột phá. Nhìn phía trước, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh có chút kích động nói. Hổ Viêm Thiên Vương đột phá, phi linh môn ta lại có thêm một cường giả tôn cấp. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Giữa không trung, năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngưng tụ. Không ngừng rót vào ngọn núi phía dưới, năng lượng ngày càng cuồng bạo. Trong giây lát dùng xu thế phá không ầm ầm chút xuống.
mà trên ngọn núi kia lúc này cũng đã có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu hóng lên cao mang theo sự nóng bỏng, đây chính là khí tức của vũ tôn nhất trọng. Siêu! Năng lượng thiên địa đang tụ tập cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi một tia năng lượng trong thiên địa trên ngọn núi biến mất thì một thân ảnh tráng kiện lăng không đứng trên bầu trời hiện lên trước mắt mọi người. Người này có một đầu tóc đỏ, dáng dấp chừng 60 tuổi, vóc người tráng kiện, quanh người tàn ngập một cỗ khí tức nóng bỏng, cỗ khí tức này không ngờ lại khiến cho không gian muốn vặn vẹo. Khí tức này dừng lại ở vũ tôn nhất trọng, mà người này cũng chính là Hổ Viêm Thiên Vương. Lại thêm một tôn cấp. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hiện tại xét theo tổng thể mà nói, người có tu vi tôn cấp trong phi linh môn cũng không ít. Thế nhưng sợ rằng vẫn còn kém nội tình của mấy sơn môn lớn kia, tăng thêm lần trước phi linh môn đối đầu với linh vũ giới đã chết không ít cường giả, cho nên cần phải tiếp tục tăng cường thực lực. Đông lão, mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên hỏi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các còn có Thiên Ưng Lâu đã truyền tới tin tức. Khi bắt đầu thi đấu thì bọn họ sẽ hộ tống đệ tử trẻ tuổi tới đây. Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn cũng đã thông báo rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Không có động tĩnh gì khác sao? Lục Lâm Thiên hỏi, động tĩnh của tất cả thế lực lớn gần đây Lục Lâm Thiên đều phải lưu ý. Không có động tĩnh quá lớn, ám đường đang gia tăng nhân thủ thu thập tin tức. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Vất vả cho đông lão rồi. Lục Lâm Thiên nói. Cũng không có gì là vất vả. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, cũng không có lời dư thừa, chỉ hỏi. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Có còn chỗ nào đáng ngại nữa không? Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn cũng biết tính của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, lão độc vật này vô cùng quan tâm tới hắn, cho nên Lục Lâm Thiên nói. Hoàn toàn không còn gì đáng ngại, mạng ta lớn, nói chung không dễ chết như vậy được. Đừng ba hoa. Lần sau cẩn thận một chút, đừng quá mạo hiểm. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lườm Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên gật đầu, nghe lời này trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Tiểu gia hỏa, ta thu ngươi làm đồ đệ, được không? Lục Lâm Thiên lập tức nhìn tiểu gia hỏa đang thành thật phía trước. Vừa rồi Vân Hồng Lăng cũng dùng một vòng quang cháo bao phủ chung quanh tiểu gia hỏa này. Đồ đệ là cái gì? Tiểu gia hỏa nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Nó không có khái niệm về hai chữ này. Thì sau khi ngươi làm đồ đệ của ta, ta sẽ dạy cho ngươi bản lĩnh, ngươi có muốn học hay không? Lục Lâm Thiên mỉm cười, đệ tử thiên phú bực này hắn cũng không thể lãng phí. Còn chưa nói tới đây lại là thân thể âm dương tiên thiên, đây chính là thân thể trời sinh hợp với âm dương linh vũ quyết A. Ánh mắt tiểu gia hỏa đảo liên hồi, nhìn sang Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi có thể dạy ta bản lĩnh trèo cây không? Mỗi lần Bảo Nhi cùng Bối Nhi làm như vậy ta không thể nào đuổi được bọn họ. Cái này, Lục Lâm Thiên im lặng, tiểu gia hỏa này quả thực chỉ có một chút tiền đồ như vậy, hắn bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là có thể, về sau ta sẽ dạy ngươi bay, giống như sư phụ hiện tại. Lục Lâm Thiên biết rõ nếu muốn thu tên đệ tử này không thể dùng biện pháp tầm thường, chung quy phải có chút hấp dẫn mới được. Chân khí bùng lên, lập tức lăng không đứng thẳng, lơ lửng trên mặt đất. Thôi đi, tiểu bạch thúc thúc cũng biết, đông bá bá và bạch cô cũng biết, bay so với ngươi còn cao hơn. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Lục Lâm Thiên bay ở tầng trời thấp lập tức học Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường nói. Nó đã sớm được mọi người mang theo khi bay, chuyện này đối với nó mà nói không có lực hấp dẫn quá lớn. Nghe vậy Lục Lâm Thiên lập tức ủ rũ, vốn hắn muốn lên mặt một phen, không ngờ tiểu gia hỏa này lại không thèm để ý tới như vậy. Mọi người mỉm cười, trong phi linh môn không biết có bao nhiêu người muốn bái trưởng môn làm sư phụ. Cho dù là cả đại lục, hiện tại chỉ cần linh vũ chiến tôn nói thu đồ đệ, tuyệt đối cửa phi linh môn sẽ có một hàng người kéo dài tới Đông Hải, thế nhưng tiểu gia hỏa lại không thèm để vào trong mắt. Nếu như người bái ta làm thầy ta có thể dạy cho ngươi bản lĩnh đuổi theo Bảo Nhi cùng Bối Nhi, được không? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ thu chân khí lại rồi đáp xuống mặt đất, tiếp tục dụ dỗ tiểu gia hỏa. Thật sao? Lúc này tiểu gia hỏa mới có hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đương nhiên. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý. Ánh mắt tiểu gia hỏa đảo quanh, lúc này mới đồng ý, bộ dáng còn giống như bản thân bị chịu thiệt vậy.
dưới sự chỉ đạo của La Lan Thị, tiểu gia hỏa hoàn thành đại lễ bái sư ba quỷ chín lễ, chuyện này khiến cho tiểu gia hỏa càng thêm ủy khuất, sau đó lại gọi Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh là sư mẫu khiến cho nhị nữ vui mừng không thôi. Tiểu Long cũng không buông tha cơ hội làm sư thúc, chỉ cần uy bức lợi dụ thì tiểu gia hỏa cũng dập đầu vài cái. Cũng may bình thường quan hệ của tiểu gia họ cùng tiểu Long không tệ cho nên nó cũng không phản đối. Nhi tử nhận tiểu gia hỏa làm đồ đệ, La Lan thì cũng rất cao hứng. Vốn ý định ban đầu của nàng là muốn Lâm Thiên nhận tiểu gia hỏa làm con nuôi, đến lúc đó danh xưng nãi nãi này của nàng cũng coi như là thực. Lão đại, nhanh giúp tiểu bảo đặt tên đi. Tiểu Long nói với lão đại, hai năm qua mọi người đã thử nghĩ tới không ít cái tên, thế nhưng cũng không có ai hoàn toàn đồng ý. Cũng không biết họ của tiểu gia hỏa là gì cho nên vẫn chỉ hoãn việc này. Lục Lâm Thiên nhìn qua tiểu gia hỏa, nhìn vào ánh mắt tinh danh của nó rồi nói. Tiểu gia hỏa, người sẽ theo họ của sư phụ, đại sư huynh của ngươi gọi là Niếp Phong, về phần ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn qua tiểu gia hỏa rồi nói, ngươi gọi là Kinh Vân đi, về sau gọi là Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân, về sau bảo bảo nhất định sẽ nổi danh. Tiểu gia hỏa lập tức cao hứng không thôi, trong miệng thầm đọc tên mình, đi tới bên người La Lan Thị rồi nói. Nãi nãi, bảo bảo có tên rồi. Lục Kinh Vân, không tệ, không tệ. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng không có một chút ý kiến nào. Nói chuyện một phen, Lục Lâm Thiên lập tức theo đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn có Phích Lịch Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả, Hỏa Xí Tôn Giả đi xem xét Phi Linh Môn một phen. Phi Linh Môn sau khi được trùng kiến lại, diện tích tăng lên không ít, lớn tới dọa người. Đi tới Hậu Sơn cũng cần yêu thú phi hành thay cho việc đi bộ. Xế chiều, Lục Lâm Thiên còn đi tới đường hầm không gian xem xét một vòng, khi trở về đã là hoàng hôn. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, trên trời xanh phía xa xuất hiện vô số ngôi sao lóe sáng. Đêm vô cùng yên tĩnh, một vầng trăng sáng lơ lửng trên cao. Chiếu xuống Phi Linh Sơn Mạch giống như phủ lên sơn mạch một tầng lụa mỏng, lại giống như một tầng xương đậm đặc. Trong phòng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Vân Hồng Lăng qua đêm tại đây, hai người ôm lấy nhau, ban ngày ở cùng mọi người cho nên hai người cũng khó có thể tâm sự được. Lần này chàng hù chết thiếp a. Vân Hồng Lăng từ trong LNG ngực Lục Lâm Thiên thò đầu ra, ôm nam tử áo xanh trước mắt nói. Mẫu thân cùng chúng thiếp đều lo lắng không thôi. Chàng không có việc gì là tốt rồi, mỗi lần như vậy đều khiến cho chúng thiếp lo lắng chết khiếp. Cũng không biết về sau liệu chúng thiếp cùng mẫu thân có bị chàng làm cho sợ hãi như vậy nữa không? Xin lỗi nàng, đã để cho mọi người lo lắng. Lục Lâm Thiên nói, nhẹ nhàng hôn lên cái trán của nàng một cái. Trong lòng tràn ngập sự áy náy, hắn thiếu chúng nữ quá nhiều, lại còn khiến cho bọn họ chờ đợi trong sự lo lắng. Biết là tốt rồi. Vân Hồng Lăng cười yếu ớt. Lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mê người, nàng nói. Quan hệ của chàng và y cô nương là thế nào? Thiếp thấy dường như quan hệ của hai người cũng có chút sâu a. Không có quan hệ gì, nàng là hậu nhân của sư phụ. Quan hệ của ta và nàng ấy không phải nàng không biết a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lén lút biến đổi, trong lòng lập tức cảnh giác. Thật sao, chàng không gạt thiếp. Đôi tay trắng nõn của Vân Hồng Lăng bám lấy cổ Lục Lâm Thiên. Đôi mắt dễ thương nhìn thẳng vào hắn, bằng vào trực giác trời sinh của nữ nhân, nàng có chút không tin tưởng được lời này. Thật không có gì, có nàng, Tiểu Linh, còn có Vô Song và Cảnh Văn thì cuộc đời này của ta đã quá đủ. Lục Lâm Thiên nói, lời này cũng là lời nói thật của hắn. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên thường xuyên nói những lời này, có chúng nữ thâm tình với hắn như vậy, cuộc đời của hắn coi như đã đủ. Tha cho chàng. Vân Hồng Lăng mỉm cười, lại nói. Cũng không biết Vô Song tỷ thế nào rồi, thiếp có chút nhớ tỷ ấy. Hơn 3 năm rồi, có lẽ Vô Song có việc bận, bằng không đã sớm trở lại gặp chúng ta. Lục Lâm Thiên nói, trong đầu không khỏi nhớ tới nữ tử thanh nhã kia. Chỉ trong chớp mắt đã mấy năm không gặp, trong lòng hắn vô cùng nhớ nhung. Đúng vậy, trong mắt Vân Hồng Lăng có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Gần đây mẫu thân thường xuyên nói với chúng thiếp người muốn có tôn tử. Chàng nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Thật sao? Lục Lâm Thiên lập tức nở nụ cười tà, nói. Vậy thì chúng ta thỏa mãn nguyện vọng của mẹ vậy. Thiếp không muốn, nghe nói sinh tiểu hài tử rất đau a. Trên mặt Vân Hồng Lăng đỏ ửng,
lập tức có chút nghi ngờ nói. Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, vì sao thiếp lại không có? Lẽ nào thiếp có vấn đề gì sao? Sao lại có thể thế được, việc này liên quan tới rất nhiều vấn đề, không phải chỉ cần ở một chỗ là có thể có được. Còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lục Lâm Thiên mỉm cười, khóe miệng mang theo chút tiếu ý nói. Sinh hay không cũng không sao, vấn đề là quá trình chế tạo, về phần tác dụng phụ thì cũng không cần quá để ý tới. Cái gì mà quá trình chế tạo cùng tác dụng phụ? Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi. Nàng lập tức sẽ hiểu. Lục Lâm Thiên cười tà, đem nữ tử trong lòng đặt xuống giường. Thiếp biết ngay chàng sẽ háo sắc như vậy mà, thiếp sẽ không để cho chàng toại nguyện đâu. Nàng không cho ta cũng tự làm. Chàng dám, a. À. Hai người lăn lộn một phen, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng. Cũng may trước đó Lục Lâm Thiên đã bố trí vào đạo cấm chế. Một lát sau, Vân Hồng Lăng trên giường đã không còn một mảnh vải che thân, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, rối tung, cái miệng đỏ hồng mê người. Làn da trắng nõn như ngọc lại có chút hồng hào. Bốn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu. Lục Lâm Thiên đem thân thể kia ôm trọn vào lòng, bốn cánh môi hợp lại với nhau, hai người đều cảm thấy thân thể nóng rực, thanh âm khát khao bắt đầu vang lên. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thẳng lưng, thuận thế đi vào. Lập tức hoa mai nở rộ trong phòng, xuân quang tràn ngập, hai người dây dưa vào cùng một chỗ. Phía trên, trời xanh được màn đêm bao phủ, tất cả vô cùng yên bình. Trong một đình viện, một thiếu nữ áo đỏ khoanh chân ngồi, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đơn giản mà tuyệt sắc. Lúc này quanh thân thiếu nữ áo đỏ kia được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng bỏng thuộc tính hỏa. Nữ tử này chính là nhân vật nắm vào bỏng tay trong thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn, vũ giả tứ hệ, Hoàng Tĩnh Ngọc. Thiên phú của vũ giả tứ hệ, một mỹ nhân tương lai, chất nữ hoàng đan trưởng lão của Kim Đường, đệ tử tôn sứ hộ môn, chỉ bằng vào tầng thân phận này cũng khiến cho thanh danh của Hoàng Tĩnh Ngọc trong Phi Linh Môn tăng cao. Thế nên hiện tại tuy rằng nàng mới chi mới 16-17 tuổi, nhưng lại có vô số người ngưỡng mộ, vô hình chung trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi ở Phi Linh Môn. Một lát sau, không khí yên ả chung quanh Hoàng Tĩnh Ngọc đột nhiên chấn động, từng vòng gợn sóng tràn ra, cuối cùng quay chung quanh thân thể nàng. Chân khí trong đan điền bành trướng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong đan điền cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Chân khí theo kinh mạch toàn thân vận chuyển, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Cuối cùng, Hoàng Tĩnh Ngọc có cảm giác trong đan điền của mình, chân khí đã đạt tới trạng thái no đủ, ngay cả kinh mạch trong người nàng cũng tràn ngập chân khí trong cơ thể đã no đủ tới đỉnh điểm. Trong giây lát, thủ ấn trong tay Hoàng Tĩnh Ngọc được kết, chân khí no đủ trong cơ thể lập tức bành trướng giống như gặp phải một cỗ hấp lực mãnh liệt vậy. Đan điền đang bành trướng nhanh chóng co út lại, chân khí trong kinh mạch lập tức xông vào trong đan điền đang ở trạng thái no đủ. Lập tức đan điền cấp tốc khuếch trương. Tất cả chân khí trong kinh mạch cơ hồ co rút lại, hung hăng áp xúc ở bên trong đan điền. Phanh! Thanh âm trầm đục vang lên trong đan điền của Hoàng Tĩnh Ngọc, một cỗ chân khí khổng lồ từ trong đan điền lần nữa tràn ngập kinh mạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phù! Một lát sau tất cả mới yên tĩnh trở lại, mà tu vi của Hoàng Tĩnh Ngọc lúc này cũng đã tới vũ phách nhị trọng, thủ ấn thu lại, từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. Hai mắt nàng mở ra, tinh mang trong mắt lan tràn, đôi mắt cực kỳ động lòng người. Vừa mới đột phá cần phải ổn định tâm tình, còn hai tháng nữa là thời điểm đệ tử thân truyền trong môn thi đấu, trong bổn môn có lẽ trong đám người trẻ tuổi con không có đối thủ, thế nhưng đến lúc đó mấy đại sơn môn kia tụ lại, sẽ không thiếu đệ tử có thiên phú rất mạnh. Con không được chủ quan. Thân ảnh thiên thủ quỷ tôn hiện lên, lúc đệ tử đột phá hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Đệ tử sẽ chú ý. Cố gắng không để cho sư phụ mất mặt. Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Sư phụ sống mấy trăm năm rồi cho nên cũng đã không còn coi trọng mặt mũi. Thi đấu cùng với đệ tử trẻ, quan trọng nhất là việc giúp con có thể biết rõ ưu, khuyết điểm của mình. Nếu như có thể khiến cho Phi Linh Môn nở mày nở mặt, cho sư phụ nở mày nở mặt thì tốt rồi. Thiên thủ quỷ tôn mỉm cười nói. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ. Hoàng Tĩnh Ngọc nói, đôi mắt dễ thương như nước. Cái mũi tinh xảo, cái miệng nho nhắn như anh đào, hai hàng lông mi dài nhếch lên tạo thành một đường cong ưu mỹ, trên người có khí chất tổng hợp của hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân. Có kiêu ngạo của Hoàng Đan, còn có thanh nhã cùng đáng yêu của Hoàng Hân. Thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian kế tiếp,
Lục Lâm Thiên ở cùng với người nhà một chỗ, đối với Lục Kinh Vân, Lục Lâm Thiên cũng không vội vã bắt nó tu luyện, chỉ học theo Nam Thúc mỗi ngày đều rèn thể cho nó, về phần tu luyện thì không vội. Đặc tính của âm dương linh vũ quyết không giống như công pháp bình thường, Lục Lâm Thiên tu luyện lâu như vậy cũng biết chút khuyết điểm của nó. Thôn phệ chân khí tu luyện, rất dễ khiến cho căn cơ bất ổn, cho nên hiện tại hắn muốn rèn luyện thể chất của tiểu gia hỏa này tới trình trạng hoàn mỹ nhất, tránh cho sau này xảy ra vấn đề. Cho dù có xảy ra vấn đề thì cũng là vấn đề nhỏ. Mỗi ngày ở cùng người thân, Lục Lâm Thiên vô cùng thoải mái, hắn cũng biết được phụ thân Lục Trung trở về Trấn Thanh Vân chuẩn bị trùng kiến Lục gia. Hiện tại có Phi Linh Môn, còn có Vân Dương Tông bảo hộ, quan trọng nhất là có hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc, Lục Lâm Thiên vốn cũng đã sớm muốn trùng kiến Lục gia, thế nhưng cũng không có thời gian dứt ra. Lúc này có phụ thân đi làm, Lục Lâm Thiên cũng bớt được một việc. Có lẽ trong thời gian ngắn Lục gia sẽ lại được kiến tạo, Lục gia khi đó cũng không giống trước đây nữa. Cùng lúc, Lục Lâm Thiên cũng thường xuyên tiến vào trong thiên trụ giới chỉ đạo Niếp Phong tu luyện, đồng thời còn đem Bảo Nhi cùng Bố Nhi vào trong thiên trụ giới tu luyện cùng Niếp Phong. Lục Kinh Văn cũng đi vào trong thiên trụ giới, nhìn thấy Niếp Phong lập tức đổi giọng xưng sư huynh. Lục Kinh Vân nhìn thấy Bảo Nhi cùng Bố Nhi giao thủ với Niếp Phong cũng khoa chân múa tay vô cùng vui vẻ, hận không thể gia nhập vào bên trong. Chỉ tiếc hiện tại Bảo Nhi căn bản không mang theo tiểu gia hỏa này chơi đùa, ngược lại Bối Nhi sẽ che chở tiểu gia hỏa. Hiện tại Niếp Phong cũng đã thể hiện ra thiên phú của hắn, tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hòa tan thành một thể, tiến bộ vô cùng vững chắc, tăng thêm kiến thức cơ bản vốn có, khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi vui vẻ mỉm cười. Tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần hòa thành một thể khiến cho Niếp Phong tuy rằng là vũ giả thế nhưng linh hồn lực cũng không kém. Thể chất càng không cần phải nói. Trong cùng một thế hệ, Niếp Phong tuyệt đối là số một. Tăng thêm Niếp Phong tu luyện Chấn Thiên Kim Cương Quyết, công pháp uy mãnh, dùng lực phá vạn pháp, một khi ra tay cũng có chút khí thế. Lục Lâm Thiên vốn lo lắng Niếp Phong không đủ linh hoạt, thế nhưng hắn lại lo lắng hơi nhiều. Niếp Phong trời sinh chính là một hảo thủ đơn đả độc đấu, một khi động thủ sẽ giống như một người khác, trong đám người đồng cấp sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Ở cùng người thân, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt đã trôi qua một ngày. Vào đêm, trên giường, Lữ Tiểu Linh bay bổng, hai người dây dưa cùng một chỗ, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau khi hoa mai nở mấy bận, Lục Lâm Thiên run lên khiến cho tâm thần Lữ Tiểu Linh chấn động, toàn thân thoải mái nhẹ nhõm. Một cỗ nhiệt lưu từ trong người Lục Lâm Thiên lao ra, đồng thời tiến vào trong người Lữ Tiểu Linh. Mưa gió dần tan, trong phòng dần dần yên tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, gió sớm thổi qua Phi Linh Môn mang theo mùi thơm ngát của cây cối chung quanh sơn mạch Vũ Đô. Trong phòng, thủ ấn Lục Lâm Thiên được kết, lập tức tiến vào bên trong thiên trụ giới. Gần đây còn có chút thời gian cho nên Lục Lâm Thiên không thể không tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện một chút. Tiến vào trong thiên trụ giới còn có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, Hắc Hùng, Huyết Mị, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Độc Yêu Long cùng Như Hoa, Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Vân Hồng Lăng. Mặt khác còn có Đoan Mộc Y Y. Đoan Mộc Y Y hiện tại đã đạt tới linh suất cửu trọng đỉnh phong, kém một chút là có thể đột phá. Sau khi dùng diễn linh thánh quả nàng đã định bế quan đột phá, lúc này Lục Lâm Thiên mới đem nàng dẫn vào trong thiên trụ giới. Đoan Mộc Hồng Chí gần đây mỗi ngày đều được sư phụ thánh thủ linh tôn tự mình chỉ dạy, Lục Lâm Thiên vốn muốn dẫn hắn vào trong thiên trụ giới, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ý định này. Để cho kiến thức cơ bản cũng tiểu tử này vững vàng một chút rồi nói tiếp. Lục Lâm Thiên cùng Dương Quá, hai năm qua đều song song đột phá tôn cấp nhất trọng. Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy có chút kỳ quái nào, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá hai năm trước đã là vương cấp đỉnh phong, dùng thiên phú của bọn họ không đột phá được mới là chuyện lạ. Đám người Bàn Hủy, Huyết Mị sau khi dùng yêu linh đan bát phẩm lập tức tìm chỗ tu luyện. Thanh Linh Tôn Giả, Trấn Linh Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả gia nhập. Còn có Lục Tâm Đồng đột phá. Hiện tại Phi Linh Môn đã có thể luyện chế ra yêu linh đan bát phẩm, chỉ tiếc là số lực cực nhỏ, tài liệu cần thiết để luyện chế ra một khỏa yêu linh đan bát phẩm đối với những sơn môn bình thường mà nói tuyệt đối là một con số thiên văn. Cũng chỉ có nhà giàu mới nổi như Phi Linh Môn mới có thể luyện chế ra. Tiểu Long sau khi dùng yêu linh đan cũng đi tu luyện. Hai năm qua tiểu tử này tu luyện cực kỳ khắc khổ, thế nhưng vẫn chưa đạt tới trình trạng đột phá. Đến cấp độ như bây giờ đột phá mỗi một tầng đều không hề dễ dàng, so với tất cả cấp độ khi trước cộng lại sợ rằng còn khó hơn nhiều.
Mọi người đều tự mình tu luyện, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên rồi đi tới bên người Niếp Phong. Thời gian bên ngoài mấy ngày thế nhưng Niếp Phong đã ở trong thiên trụ giới ngây ngốc 2 tháng. Trong 2 tháng này, năng lượng tinh khí trong cơ thể hắn đã được luyện hóa hết. Một lần đột phá tới vũ sĩ lục trọng, chỉ tiếc là vẫn còn xa mới đủ. Lục Lâm Thiên cũng không muốn để hắn cưỡng ép mà đột phá. Thứ hắn muốn làm chính là bồi dưỡng cường giả mà không phải là cao thủ. Nếu như bây giờ hắn mạnh mẽ bồi dưỡng mà nói, sợ rằng không bao lâu sẽ lập tức xuất hiện không ít cao thủ, chỉ là nếu làm như vậy cũng phá hủy một hạt giống tốt. Sư phụ! Lúc Lục Lâm Thiên hiện lên thì Niếp Phong đang đối chiến cùng Bảo Nhi, nhưng mà thực lực của hắn còn chưa phải là đối thủ của Bảo Nhi, mỗi một lần đều bị trà đạp tới kiệt sức. Mỗi một lần tiêu hao hết không được buông lỏng mà phải lập tức tu luyện thì mới phát huy ra được hiệu quả lớn nhất. Lục Lâm Thiên nói với Niếp Phong, mỗi một lần tiêu hao hầu như không còn, đan điền khô kiệt, thân thể cũng ở trạng thái mệt mỏi nhất, thời điểm này mà tu luyện đối với đan điền và thân thể đều có lợi lớn nhất. Đệ tử ghi nhớ. Niếp Phong cung kính nói, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã chính thức trở thành vũ giả, tu vi cùng với khi trước cách biệt một trời một vực. Trong lòng Niếp Phong có thêm một loại cảm giác tự tin, hắn không phải là một thanh củi mục, thân thể của hắn là tam hoa tụ đỉnh, cũng không thể so sánh sự chênh lệch với người khác. Tu luyện cho tốt, thi đấu giữa các đệ tử thân truyền trong Phi Linh Môn không được qua loa. Đến lúc đó để sư phụ nhìn xem con có thể đi tới bước nào. Lục Lâm Thiên nhìn qua Niếp Phong nói. Thân thể tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần dung hợp, trên phương diện thể chất tuy rằng bất đồng với vũ giả song hệ và vũ giả đa hệ, tốc độ tu luyện của vũ giả song hệ có thể nhanh hơn gấp đôi, vũ giả tam hệ thì nhanh hơn gấp 3. Đồng thời công kích cũng mạnh hơn không ít, các loại thuộc tính phối hợp so với vũ giả đơn hệ thì phần thắng sẽ lớn hơn. Thân thể tam hoa tụ đỉnh tuy rằng không có những ưu thế này, Niếp Phong cũng chỉ là vũ giả đơn thuộc tính. Thế nhưng thân thể tam hoa tụ đỉnh chính là trạng thái tinh khí thần dung hợp mà tất cả vũ giả tôn cấp đều tha thiết mơ ước. Mà Niếp Phong từ nhỏ đã có, sau khi đã thông mạch, tinh khí thần dung hợp trong cơ thể, đạt tới tình trạng mà tuyệt đại bộ phận cường giả tôn cấp không thể đạt tới. Tinh khí thần dung hợp, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn, luyện thần hoàn hư, việc cảm ngộ năng lượng thuộc tính so với người bình thường còn rõ ràng hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cũng đã cẩn thận kiểm tra qua trạng thái tu luyện của Niếp Phong. Tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần dung hợp, tốc độ tu luyện không nhanh hơn 5 lần như vũ giả ngũ hệ, thế nhưng so với bình thường thì vũ giả tam hệ cũng phải kém hơn Niếp Phong. Huống chi Niếp Phong lại tu luyện chấn thiên kim cương quyết vô cùng thích hợp với thể chất của hắn, tăng thêm tính cách kiên nghị, so với đệ tử Phi Linh Môn hiện tại tuyệt đối có thể nhanh chóng vượt qua. Hiện tại trong đám đệ tử trẻ tuổi Phi Linh Môn, những người có thực lực chống lại đệ tử trong đại môn đại phái trong đầu Lục Lâm Thiên cũng không có mấy người. Từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh Lục Lâm Thiên cũng đã biết được tình hình đệ tử gần đây. Hiện tại Phi Linh Môn cũng bồi dưỡng đệ tử không kém, vô cùng chú trọng. Mà lần này đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn tới thi đấu không giống như bình thường, tất cả các sơn môn lớn đều đã thương nghị qua, đệ tử đồng lứa tham gia thi đấu giới hạn ở 20 tuổi. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm nghĩ tới một vài vấn đề. Việc bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi của Phi Linh Môn so với các sơn môn lớn thì đã cất bước chậm hơn nhiều. Nói như vậy, nếu như chọn đệ tử trẻ tuổi dưới 25 tuổi làm hạn định mà nói, lần này tiến vào trong không gian tu luyện đối với đệ tử Phi Linh Môn có hại không ít. Mà nếu như hạn định ở 20 tuổi, thì Phi Linh Môn sẽ chịu thiệt nhỏ hơn một chút. Tất cả đám người trẻ tuổi trong Phi Linh Môn, người hiện tại Lục Lâm Thiên coi trọng nhất chính là Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo còn có Niếp Phong, mặt khác hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí cũng có thể coi là một người, đương nhiên hai người Lục Lâm Thiên mong đợi nhất chính là Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí, đối với ba người khác hắn cũng không quá hiểu rõ. Nói tới hai người Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí mà nói, hai người mỗi người một vẻ, Niếp Phong có kiên nghị, còn có lực nhẫn nại mà thường nhân khó có được. Mà tâm cảnh của Đoan Mộc Hồng Chí cũng không giống bình thường, hai người đều vô cùng chăm chỉ, lại có thiên phú. Cho nên tiền đồ sau này của hai người thế nào Lục Lâm Thiên cũng không thể nói trước được. Sau khi dặn dò Niếp Phong xong, Lục Lâm Thiên mới rời đi. Thời gian thi đấu ngày càng gần, chuyện này khiến cho nội tâm Niếp Phong càng không dám buông lỏng, nhất định không thể khiến cho sư phụ thất vọng. Siêu! Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trong một phiến không gian, sắc mặt có chút trầm tư, hiện tại hắn cũng nên tiếp tục tu luyện, tu vi vũ tôn nhị trọng tuy rằng không kém, thế nhưng vẫn còn xa không đủ.
đối thủ bây giờ hắn phải đối mặt đều là thế hệ cực kỳ cường hãn. Đem những chuyện gần đây nghĩ qua một lần, vẻ mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, trên người hắn có vô tự thiên thư, linh vũ giới tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Không cần biết trên người hắn thực sự có vô tự thiên thư hay không, chúng đều không bỏ qua. Lại nói tới chuyện địa viêm đảo, trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên có chút lo lắng. Địa viêm đảo bị diệt, Lục Lâm Thiên phần nhiều có cao hứng, cũng coi như hắn bớt đi một đại kình địch. Thế nhưng địa viêm đảo lại thần thần bí bí bị diệt. Thế lực diệt địa viêm đảo rốt cuộc là thế lực thần bí nào, điều này cũng là điều khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên không yên. Trầm tư một lát, lúc này mấy sơn môn kia tới, đến lúc đó hy vọng mấy sơn môn lớn kia sẽ có tin tức. Siêu. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, trong tay lập tức xuất hiện một cái hộp gấm màu tím, ánh mắt nhìn vào hộp gấm màu tím. Hộp gấm màu tím này cũng không lớn, chính là thứ mà hắn đạt được trong Tử Lôi Huyền Đỉnh khi trước. Lục Lâm Thiên nhìn qua hộp gấm rồi mở nó ra, một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong ánh mắt Lục Lâm Thiên. Lúc trước Lục Lâm Thiên muốn kiểm tra nhẫn chữ vật lại phát hiện ra có một đạo cấm chế bắn ngược lực lượng của hắn lại, trực tiếp đẩy hắn ra. Cỗ lực lượng cấm chế này cực lớn, dùng lực lượng khi đó của hắn không có cách nào cởi bỏ. Từ đó cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên cũng chưa từng kiểm tra qua, nhẫn chữ vật do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại cũng có cấm chế, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được bên trong nhẫn chữ vật đều là thứ bất phàm. Lúc này hắn đã là Linh Tôn, Lục Lâm Thiên cũng muốn thử xem hắn có thể mở ra nhẫn chữ vật này hay không. Có lẽ bên trong có bảo vật nào đó cũng không nhất định, ít nhất cũng không phải là vật bình thường. Ngưng thần tĩnh khí, tâm thần Lục Lâm Thiên rót vào trên nhẫn chữ vật. Lần trước đó có một cỗ lực lượng cực lớn trực tiếp đẩy hắn ra. Cỗ lực lượng cấm chế này rất mạnh, lúc này Lục Lâm Thiên đem thần thức rót vào cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược lại. Tâm thần khẽ động, một cỗ linh hồn lực bàng bạc trong đầu Lục Lâm Thiên bắt đầu tràn ra, trong lúc mơ hồ cũng đem cỗ lực lượng phản lại này bao phủ. Thấy thế, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm thở dài một hơi. Ít nhất bây giờ hắn cũng không bị lực lượng của cấm chế bắn ngược trở lại. Thủ ấn lặng lẽ được kết, trong tay xuất hiện một ngọn linh hỏa nóng bỏng, linh hồn lực lập tức khống chế linh hỏa thẩm thấu vào bên trong nhẫn chữ vật. Trong quá trình này Lục Lâm Thiên không dám có chút chủ quan nào, chỉ cần xảy ra một chút sai lầm sẽ xúc động tới cấm chế khiến cho nó phản kích, cuối cùng rất có thể sẽ khiến cho nhẫn chữ vật bị nghiền nát. Lúc này linh hồn lực Lục Lâm Thiên tỉ mỉ khống chế linh hỏa. Dưới sự khống chế linh hỏa tinh diệu, tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, đặc biệt sau khi đột phá tới linh tôn, vô luận là linh hồn lực hay là linh lực, Lục Lâm Thiên có cảm giác lực lượng không phải là thứ mà cấp độ linh vương có thể so sánh. Linh lực mênh mông giống như trường giang, so với cấp độ linh vương cửu trọng khổng lồ hơn không ít. Khống chế linh hỏa thiêu đốt cấm chế, Lục Lâm Thiên cảm giác lực lượng khổng lồ của cấm chế kia cũng không yếu. Sợ rằng đã tồn tại 7-8 ngàn năm cho nên mới có một chút lỏng lẻo như hiện tại. Nếu không phải như vậy, sợ rằng khó có thể cởi bỏ. Mà bây giờ, Lục Lâm Thiên có cảm giác, sợ rằng nếu dùng tốc độ hiện tại của hắn cũng là một quá trình vô cùng dài, về phần có thể cởi bỏ cấm chế hay không lại là một chuyện khác. Cấm chế này cực lớn, quá trình cởi bỏ cấm chế này đối với linh tôn nhất trọng như Lục Lâm Thiên mà nói cũng là một lần khiêu chiến cực lớn. Không chỉ là một lần khảo nghiệm với linh lực, đối với việc khống chế linh hồn lực cũng là một lần khảo nghiệm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên dùng linh hồn lực khống chế linh hỏa cởi bỏ cấm chế, sắc mặt sau hơn 10 thời thần bắt đầu tái nhợt, dường như cũng đã tiêu hao tới trình độ nhất định. Không biết qua bao lâu, trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt hơi đổi. Cứ như vậy chừng hơn nửa canh giờ sau, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên rồi mỉm cười. Lúc này, trên chiếc nhẫn chữ vật bị linh hỏa của Lục Lâm Thiên bao phủ vang lên một tiếng ken két. Ken két. Một vòng quang mang yếu ớt bên trên lóe lên rồi biến mất. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên thu lại, hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười. Bởi vì lúc này chiếc nhẫn chữ vật mà trước đó hắn không có cách nào mở ra đã được mở ra. Nắm nhẫn chữ vật trong tay, tâm thần Lục Lâm Thiên mang theo sự chờ mong rót vào trong nhẫn chữ vật. Hắn không biết được bên trong chiếc nhẫn chữ vật mà Huyền Thiên Yêu Tôn bố trí cấm chế rốt cuộc sẽ có vật gì. Tâm thần xâm nhập vào bên trong nhẫn chữ vật, sắc mặt tái nhợt của Lục Lâm Thiên lập tức đại biến. Vô tự thiên thư, là vô tự thiên thư. Trong lúc sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến lập tức lấy một vật từ trong nhẫn chữ vật ra. Trong tay hắn là một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này lớn bằng lòng bàn tay,
hình vuông giống như một cuốn sách, bề mặt sáng bóng, trơn trượt, bốn phía trơn bóng giống như vốn đã như vậy. Bên trên có một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc với Lục Lâm Thiên. Vô Tự Thiên Thư, trong nhẫn chữ vật này không ngờ lại là Vô Tự Thiên Thư. Lục Lâm Thiên cả kinh, Vô Tự Thiên Thư này đương nhiên Lục Lâm Thiên chỉ cần nhìn là biết, hắn thật không ngờ bên trong nhẫn chữ vật lại là Vô Tự Thiên Thư, trong nội tâm thực sự kinh ngạc, khó trách chiếc nhẫn chữ vật này lại bố trí cấm chế. Thu hồi sự kinh ngạc, kích động qua đi, Lục Lâm Thiên nghi hoặc lại mang theo chút run rẩy cầm lấy khối ngọc giản, sau đó rót vào một tia chân khí. Siêu! Chân khí được rót vào trong ngọc giản, bề mặt Vô Tự Thiên Thư dường như có chút vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Bên trong bí văn có một chữ tề xuất hiện trên bề mặt, một cỗ khí tức mênh mông, dị thường không tiêu tán. Là Vô Tự Thiên Thư, đúng là Vô Tự Thiên Thư. Thấy biểu hiện như vậy, Lục Lâm Thiên lập tức kết luận đây tuyệt đối là Vô Tự Thiên Thư. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác tâm thần của mình rung động. Nhìn Vô Tự Thiên Thư trong tay, trong lúc bất chi bất giác Lục Lâm Thiên lâm vào trong một trạng thái huyền ảo. Lục Lâm Thiên cảm giác được lúc này bản thân đang ở trong một địa phương huyền ảo, bên trong không gian này dường như có năng lượng của bốn loại thuộc tính thổ thủy hỏa phong vô cùng đậm đặc. Dưới loại trạng thái này, Lục Lâm Thiên bỗng nhiên phát hiện ra bốn loại năng lượng thuộc tính trong cơ thể mình không ngờ lại tự động vận chuyển, bắt đầu hòa tan thành một thể với năng lượng bên trong địa phương huyền ảo này. Thế nhưng điều khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc chính là trong không gian này không có năng lượng thuộc tính mộc. Đồng thời, năng lượng bên trong dường như có chút khác nhau. Địa phương huyền ảo này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm giác năng lượng thuộc tính vô cùng rõ ràng. Trước khi đột phá tôn cấp, một ít vấn đề khó khăn của thuộc tính thủy và hỏa cũng đã được giải quyết dễ dàng. Trong lúc lĩnh ngộ năng lượng, Lục Lâm Thiên cũng chìm đắm vào bên trong loại trạng thái này. Trong Phi Linh Môn, theo thời gian thi đấu giữa đệ tử thân truyền tuyển chọn ra 20 đệ tử thi đấu với đệ tử của các sơn môn lớn, cơ hồ tất cả đệ tử phù hợp điều kiện đều liều mạng ra sức tu luyện. Trong thiên địa không biết đây là nơi nào, nơi này là một sơn mạch bao la vô tận. Bên trên có vô số cây cốt cao ngất bao phủ bầu trời tạo thành một bức tranh sơn thủy, giống như tiên cảnh. Giữa sơn mạch có một quảng trường nguy nga, một tòa tháp lớn sừng sững đứng trong không gian, cao vê upsilon t trong mây, giống như một cái trụ chống trời, khiến cho người ta có cảm giác nguy nga, đồ sộ, lại có khí tức cổ xưa, bàng bạc. 3 năm 3 tháng, lúc trước Bắc Cung Ngọc tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ có thời gian hơn 1 năm mà thôi. Trước ngọn tháp lớn này có mấy đạo thân ảnh đứng đó, người đứng đầu khí thế mạnh mẽ, thân thể to lớn, trên người có một cỗ khí thế bế nghĩa thiên hạ, mà người này chính là gia chủ Bắc Cung gia tộc hiện tại, Bắc Cung Kình Thương. Bên người Bắc Cung Kình Thương hiện tại còn có mấy lão giả, không có ai mà không phải là cường giả có khí thức bất phàm, tất cả mọi người đều yên tĩnh đứng đó, giống như hòa thành một thể trong không gian. Đại hộ pháp Bắc Cung nhất lúc trước tiến về Vân Dương Tông đón Lục Vô Song cũng có mặt ở đó. Tộc trưởng, tiểu thư đã đi vào hơn 3 năm, vì sao còn chưa tiếp nhận hết truyền thừa? Bắc Cung Nhất nhìn ngọn tháp phía trước, lại nhìn thấy người chung quanh, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. 3 năm 3 tháng, lúc đầu ta tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ hơn 2 năm mà thôi. Bắc Cung Kình Thương nói, tiếp nhận truyền thừa 3 năm đã phá vỡ ghi chép tiếp nhận truyền thừa lâu nhất của Bắc Cung gia chúng ta. Tiếp nhận truyền thừa càng lâu thì chỗ tốt thu được càng lớn. Vô Song cũng có thể ổn định mộc hoàng khí ở cấp độ thiên cấp. Đây cũng là may mắn của Bắc Cung gia. Một lão gia dường như là trưởng lão nói. Mấy hậu bối khác trong gia tộc thì thế nào? Trường bào Bắc Cung Kình Thương rung lên, chắp tay mà đứng, thu hồi ánh mắt nhìn vào ngọn tháp, quay người hỏi đám người sau lưng. Tộc trưởng, bên trong các tộc nghe nói đều xuất hiện đám người có thiên phú rất mạnh. Nghe nói độc cô cảnh văn của độc cô gia có thần hoàng chi khí thiên cấp. Bắc Cung Nhất chợt nói, chuyện kia đã gần tới, thiên địa sẽ phong vân biến sắc, trong thiên địa sẽ có yêu nghiệt xuất hiện. Vô Song chính là một ví dụ như vậy, đương nhiên cũng sẽ có những kẻ có thiên phú yêu nghiệt khác. Trong lúc tối tăm đều có thiên địa tuần hoàng, tất cả đều huyền diệu, vô cùng khó giải thích. Bắc Cung Kình Thương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ngọn tháp sừng sững trong thiên địa, nhẹ giọng hỏi. Gần đây có tin tức gì về Lục Lâm Thiên kia hay không? Từ trong tin tức mà chúng ta mới nhận được, 2 năm trước sau khi Lục Lâm Thiên kia đánh trọng thương Nhị Các Nhị Đảo, tiếp đó lại liên thủ với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, cùng với mấy thế lực lớn khác, thêm Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn, làm trọng thương 3 sơn môn Lan Lăng Sơn Trang,
Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, cả đại lục hiện tại đều bị hắn quấy đục. Bắc Cung Nhất nói, đảm lược không nhỏ, ngay cả mấy sơn môn lớn như Lan Lăng Sơn Trang cũng dám trêu vào. Bắc Cung Kình Thương dường như có chút ngoài ý muốn nói. Không chỉ có vậy, nghe nói đầu linh thú Lục Lâm Thiên huyết khế, chính là đầu linh thú kết quả của việc khiến cho cả Huyền Vũ nhất tộc cùng Thanh Long nhất tộc nháo lên, không ngờ lại rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Mấy người Thanh Long hoàng tộc phái đi, kết quả trực tiếp bị chà đạp. Bắc Cung Nhất mỉm cười nói. Tiểu tử này quả thực gan lớn, Thanh Long hoàng tộc mà hắn cũng dám trêu vào. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương sáng lên, có chút hơi ngạc nhiên hỏi. Vậy thực lực của Lục Lâm Thiên kia hiện tại đã tới đâu rồi? Thực lực rất đáng sợ. 2 năm trước người Linh Vũ giới đối phó với Phi Linh Môn. Đồn rằng Lục Lâm Thiên trước trận đột phá tôn cấp, lập tức giết hơn chục tôn cấp, trong đó còn có tôn cấp ngũ trọng, lại thêm vài chục vương cấp bị một mình Lục Lâm Thiên tàn sát. Trên người Lục Lâm Thiên còn có 2 kiện thần khí, một là Tử Lôi Huyền Đỉnh, một là Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Bắc Cung Nhất dừng một lát, lại nói tiếp. Nhưng mà cuối cùng bên trong Phi Linh Môn lại xuất hiện động tĩnh lớn, xuất hiện một Linh Vũ Đại Đế. Linh Vũ song tu, đều là Linh Đế cùng Vũ Đế, người này chính là Thiên Linh Đan Tôn nổi danh đại lục mấy trăm năm trước. Vừa mới đột phá tôn cấp là có thể diệt sát hơn 10 tôn cấp, còn có tôn cấp ngũ trọng, Lục Lâm Thiên này quả thực quá yêu nghiệt a. Linh Vũ Đại Đế, xuất hiện đế giả, chuyện này dường như không có khả năng, lại còn đều là Linh Đế và Vũ Đế khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương khẽ đảo. Linh Vũ giới này bắt đầu xuất hiện sao? Linh vũ giới này tồn tại đã lâu, chỉ là vẫn một mực không xuất hiện mà thôi, dường như bọn chúng có chút cố kỵ đối với mấy gia tộc như chúng ta. Lần này bọn chúng tạo ra động tĩnh lớn như vậy nhất định là có mưu đồ khác. Bắc Cung Kình Thương suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng lẽ tộc trưởng phát hiện ra thứ gì sao? Một trưởng lão hỏi. Linh vũ giới này đối phó với Phi Linh Môn sợ rằng mục tiêu chính là Lục Lâm Thiên. Năm đó Độc Cô gia cũng an bài người ở trên trấn Thanh Vân. Linh vũ giới cũng từng xuất hiện qua. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vật khiến cho ngay cả Độc Cô gia cũng động tâm thì chỉ có một vật. Bắc Cung Kình Thương nói. Chẳng lẽ tộc trưởng muốn nói tới Vô Tự Thiên Thư So? Một trưởng lão bên trái do dự một lát rồi nói ra. Trừ thứ đó ra, vật có thể khiến cho Độc Cô gia để ý có lẽ cũng sẽ không có. Nếu ta suy đoán không sai thì Độc Cô gia đã nhận được tin tức ở đâu đó, cho rằng Lục gia có Vô Tự Thiên Thư. Mà Linh Vũ Giới cũng nhận được tin tức này cho nên Linh Vũ Giới này mới đối phó với Lục Lâm Thiên, có lẽ chính là vì Vô Tự Thiên Thư. Bắc Cung Kình Thương nói. Chẳng lẽ Lục gia nho nhỏ lại thực sự có vật đó hay sao? Bắc Cung Nhất có chút nghi hoặc hỏi. Thật thật, giả giả, không thể nói trước được. Lại nói, không có bức tường nào không lọt gió. Bắc Cung Kình Thương nói. Tộc trưởng, nếu như Lục Lâm Thiên này thực sự có Vô Tự Thiên Thư, có phải chúng ta cũng nên xuất ngoại một chuyến hay không? Một trưởng lão do dự một chút rồi hỏi Bắc Cung Kình Thương. Người nhìn chằm chằm vào Vô Tự Thiên Thư cũng không ít, không chỉ có một mình Bắc Cung gia chúng ta. Nếu như thực sự nó có ở trong tay Lục gia thì cũng không phải là một chuyện xấu. Bắc Cung Kình Thương nói. Ầm ầm. Thanh âm của Bắc Cung Kình Thương vừa dứt thì đột nhiên ngọn tháp lớn phía trước ầm ầm lay động, mấy người Bắc Cung Kình Thương lập tức nhìn về phía trước. Cùng lúc đó trên đỉnh ngọn tháp cao VUT trong mây có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn, một cỗ năng lượng thuộc tính mộc cường hãn cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một vòng xoáy phía trên ngọn tháp. Giữa không trung, năng lượng thuộc tính mộc hội tụ, năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm khiến cho không gian chung quanh lắc lư rồi hoàn toàn vặn vẹo, gợn sóng trong không gian không ngừng ba động giống như sóng nước cuồn cuộn. Năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc hội tụ. Tiếp đó, trong ngọn tháp này đột nhiên có một cỗ khí tức mới lạ nhanh chóng lan tràn. Cỗ khí tức này càng lúc càng nồng đậm, dùng tốc độ nhanh chóng hội tụ thành một đạo quang trụ màu xanh. Đạo quang trụ màu xanh này bắn thẳng lên trời mang theo một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, cùng với uy áp khủng bố. Siêu siêu! Đạo quang trụ màu xanh này phóng lên cao, trong nháy mắt mơ hồ có một thân ảnh xinh đẹp hiện lên trong đạo quang trụ kia. Thân ảnh lung linh, y phục trên người bồng bềnh. Sợi tóc bay múa. Thân ảnh xinh đẹp ở trong quang trụ màu xanh, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa bạo phát. Khí thế đột nhiên phóng lên cao, khí tức giống như bắn lên tận trời, đánh văng gợn sóng trong không gian.
Cỗ khí tức hung hãn này lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Phía xa, không ít thân ảnh xuất hiện, từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn lên trên không trung. Trên không trung, không biết từ nơi nào có một cỗ khí tức phủ xuống mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Giờ phút này cả không trung đều run rẩy dưới cỗ khí tức cường hãn này. Cỗ khí tức này đánh văng gợn sóng trong không gian, một cỗ uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra chung quanh. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn cùng huyết mạch rung động. Cỗ khí tức này vô thanh vô tức lan tràn ra trên không trung, bao phủ cả không gian, thẩm thấu vào trong lòng mỗi người. Là tiểu thư rời khỏi tháp. Đó là tiểu thư rốt cuộc cũng rời khỏi tháp. Mọi người sợ hãi than, lúc này toàn thân Bắc Cung Kình Thương cũng run lên, ánh mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp phía xa xa. Một cỗ uy áp giống như mặt nước cuộn sóng, không ngừng dâng trào, trong lúc vô hình cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này tới từ huyết mạch và linh hồn. Trên không trung, trong đạo quang trụ màu xanh lúc này toàn bộ năng lượng thiên địa bàng bạc chung quanh đều bị thôn phệ vào. Mà đạo quang trụ này lại bị thân ảnh xinh đẹp kia hấp thu. Quang trụ chậm rãi bị thân ảnh xinh đẹp thôn phệ, thân ảnh xinh đẹp này cũng dần dần hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Lúc này, thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện cơ hồ khiến cho tất cả âm thanh trong phiến không gian này tĩnh lặng, không ít khí tức mịt mờ trong không gian lúc này cũng chấn động. Bên trong đó tràn ngập sự kích động cùng với kinh hỉ. Khi đạo quang trụ màu xanh kia bị thân ảnh xinh đẹp kia thôn phệ thì thân ảnh xinh đẹp kia xuất hiện rõ ràng trong mắt không ít người đang nhìn chăm chú. Trong nháy mắt thân ảnh xinh đẹp này xuất hiện, cả thiên địa giống như bất động. Khí tức quanh người thân ảnh xinh đẹp kia giống như đột nhiên biến mất không thấy, thân hình lăng không, hai mắt nhắm chặt lơ lửng trên không trung. Siêu siêu. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo thân ảnh phóng tới, nhao nhao đáp xuống quảng trường, cả đám đều có khí tức cường hãn, trong đó có không ít người trẻ tuổi. Còn có vài thanh niên nam nữ có khí tức không tầm thường. Bái kiến tộc trưởng. Tất cả mọi người hành lễ với Bắc Cung Kình Thương, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thân ảnh đang lơ lửng trên không trung. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú, không nhịn được mà trong lòng kích động, dường như tất cả đều đang chờ mong điều gì đó. Giữa không trung, trên người thân ảnh xinh đẹp kia tản ra một cỗ khí chất thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tuy rằng lặng lặng đứng giữa không trung thế nhưng lại tác động tới tất cả cường giả có mặt. Siêu. Trong sự chờ mong của mọi người, thân ảnh xinh đẹp này ngẩng đầu, hai mắt trên dung nhan tuyệt mỹ mở ra. Trong mắt có một cỗ tinh quang màu xanh bắn về phía chân trời, khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt. Khí tức cuồng bạo đánh bay gợn sóng trong không gian, một cỗ uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ trong thân thể tràn ra không gian. Dưới loại uy áp này, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện ra chân khí trong cơ thể ngừng vận chuyển, từ sâu trong linh hồn có cảm giác run rẩy cùng kính sợ tuyệt đối. Đây là một loại kính sợ đối với vương giả. Mộc hoàng khí thiên cấp. Nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tất cả tộc nhân Bắc Cung gia nhìn nhau, nghẹn họng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh xinh đẹp kia. Cảm nhận mộc hoàng khí quanh thân lúc này, bọn họ chỉ có huyết mạch bình thường cho nên loại uy áp này đối với bọn họ còn mạnh mẽ hơn. Siêu siêu. Trong không gian xa xôi, dưới cỗ khí thức này trong Bắc Cung gia lập tức có một đám đông tộc nhân Bắc Cung gia không chịu nổi được uy áp mãnh liệt như vậy, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Dưới loại uy áp này bọn họ không thể nào kháng cự được, chỉ có quỳ rạp xuống mặt đất thì trong lòng mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tất cả những cường giả có mặt trên quảng trường ngược lại, đám người này không quỳ rạp xuống, thế nhưng cũng khẽ khom người. Đại bộ phận đám người thậm chí còn không dám nhìn thẳng lên thân ảnh xinh đẹp trên không trung. Trên mặt tất cả mọi người lúc này tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Lúc này, thân ảnh xinh đẹp trên không trung từ từ mở hai mắt ra. Ngay khi hai mắt nàng hoàn toàn mở ra, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng. A! À, tiếng kêu này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh, thanh âm xuyên thấu không gian càng lúc khuếch tán càng nhanh. Thanh âm như sấm sét run rẩy, trong thanh âm trầm thấp lại mang theo sự sắc bén vang vọng trong không gian này. Trong thanh âm này có một cỗ khí tức lan tràn, bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này chính là uy áp thuộc tính, uy áp của thuộc tính mộc. Giờ phút này, khí tức quanh người thân ảnh xinh đẹp kia giống như tương liên với thiên địa, đất trời, dưới thuộc tính mộc bàng bạc, phong vân lập tức biến sắc. Dưới cỗ khí tức này dường như cả thiên địa xoay tròn chung quanh nàng. Quanh thân tràn ngập thuộc tính mộc, gợn sóng chung quanh trực tiếp đông cứng lại.
phịch phịch. Dưới cỗ uy áp bộc phát, không ít cường giả trong Bắc Cung gia cảm nhận cỗ uy áp từ sâu trong huyết mạch cùng với thuộc tính lập tức phịch một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Toàn thân run rẩy phủ phục dưới thân ảnh xinh đẹp trên không trung kia, không có cách nào phản kháng cỗ uy áp này. Mộc hoàng khí thiên cấp, đây là mộc hoàng khí thiên cấp. Chính thức đặt chân lên mộc hoàng khí thiên cấp, Bắc Cung gia chúng ta đã rất lâu rồi không xuất hiện mộc hoàng khí thiên cấp A. Đây là vinh hạnh của Bắc Cung gia chúng ta. Cơ hồ tất cả cường giả sau khi ngây dại tức thì kích động, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt dưới sự áp chế này cũng đã bắt đầu có chút tái nhợt. Tất cả cường giả Bắc Cung gia lúc này đều có cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào, thuộc tính ẩn sâu bên trong cơ thể thuần phục. Dưới sự điều khiển của cảm giác sôi trào kia, khiến cho bọn họ không nhịn được mà phủ phục xuống, mà thứ có thể khiến cho bọn họ phủ phục xuống cũng chỉ có mộc hoàng khí thiên cấp mà thôi. Mộc hoàng khí thiên cấp. Trước ngọn tháp, mấy thanh niên tài tuấn bất phàm cũng cực kỳ khiếp sợ. Trong lúc nhìn lên không trung, không ngờ lại chống lại tới lúc này mới quỳ rạp xuống. Bất quá chúng cường giả quỳ rạp xuống cũng chỉ có quỳ một chân trên mặt đất mà thôi. Trong vô số ánh mắt kích động nhìn vào, thân ảnh tuyệt mỹ, xinh đẹp trên không trung lúc này hoàn toàn hòa thành một thể với thuộc tính mộc khiến cho phong vân biến sắc kia. Cỗ khí tức trên người thân ảnh này giống như có thể khống chế được thiên địa, gợn sóng quanh thân mơ hồ vặn vẹo, có tiếng sấm nổ vang lên, vô cùng chấn động nhân tâm. Cả không trung lúc này dường như đều run ẩy, gió nổi mây phun. Mộc hoàng khí thiên cấp chính thức, là vinh hạnh của Bắc Cung gia chúng ta. Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương nhìn lên không trung, vẻ mặt lúc này cũng vô cùng kích động tới mức run rẩy. Hai mắt mang theo một chút ướt át, trên người có một cỗ khí thế bàng bạc phóng lên cao. Quanh người bắt đầu xuất hiện những khe nứt không gian đen kịt, nhỏ mà khủng bố. Lúc này hắn mới có thể ngăn cản được uy áp kinh khủng trên không trung. Mộc hoàng khí thiên cấp, Bắc Cung gia chúng ta rốt cuộc sau vài vạn năm cũng đã xuất hiện một lần nữa. Lúc này, phía xa trong không gian vang lên tiếng cười già nua như có như không. Thanh âm chợt vang lên rồi biến mất, người bình thường căn bản khó có thể nghe thấy được. Không ngờ ngay cả lão nhân gia cũng bị kinh động. Không ít cường giả nghe thấy thanh âm này lập tức cung kính hành lễ về phía xa. Bắc Cung Vô Song từ giờ trở đi chính là thần nữ của Bắc Cung gia, tất cả đệ tử trong tộc không được kháng mệnh. Thanh âm già nua trên không trung lần nữa truyền tới, thanh âm này cũng chỉ có các cường gia ở đây mới có thể nghe thấy. Chúng đệ tử tuân mệnh. Cơ hồ tất cả cường giả hành lễ đáp, trong lòng bọn họ cũng thật không ngờ đích thân lão nhân gia lại mở miệng. Thế nhưng quả thực bằng vào mộc hoàng khí thiên cấp của Bắc Cung Vô Song hiện tại cũng đủ ngồi lên vị thần nữ. Giờ phút này ngay cả Bắc Cung Kình Thương cũng cúi đầu, ánh mắt kích động, đồng thời lại có chút lo lắng, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Trên không trung, khí tức kinh khủng kia rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Thân ảnh linh lung kia cũng chậm rãi đáp xuống, bộ váy trên người khẽ lay động, toàn thân tỏa ra khí chất thanh nhã, dung nhan tuyệt mỹ tựa như tiên tử. Thân ảnh xinh đẹp này không phải là ai khác mà chính là Bắc Cung Vô Song. Bái kiến thần nữ. Mắt nhìn Bắc Cung Vô Song, cơ hồ tất cả cường giả ở đây, ngoại trừ Bắc Cung Kình Thương ra, tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống hành lễ. Thần nữ của Bắc Cung gia bọn họ có địa vị không thua tộc trưởng. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song nhìn qua mọi người, quanh thân có một cỗ khí tức như ẩn như hiện, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn người khác khẽ run rẩy. Chư vị đứng lên đi. Bắc Cung Vô Song khẽ phất tay, bảo mọi người miễn lễ. Giờ phút này, cỗ khí chất cao quý trên người nàng càng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Cha! Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, tiếp đó đi tới trước mặt Bắc Cung Kình Thương. Nếu con còn không ra thì ta sẽ bắt đầu lo lắng a. Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ nhi của mình, cảm giác khí tức trên người nữ nhi lúc này, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nữ nhi khiến cho cha lo lắng rồi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, nụ cười có thể khuynh thành, nàng nói. Phụ thân, con muốn ra ngoài một chút. Bắc Cung Kình Thương do dự một lát rồi nói. Không thành vấn đề, thế nhưng con vừa mới xuất quan, lại liên tiếp đột phá, đợi sau khi khí tức ổn định thì mới đi ra ngoài. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tu vi, chuyện này cũng không mất quá nhiều thời gian. Được, đa tạ phụ thân. Bắc Cung Vô Song đáp, trong lòng lúc này đang nghĩ tới nam tử áo xanh kia. Siêu! Lục Lâm Thiên đang chìm đắm trong trạng thái huyền ảo kia thì tâm thần đột nhiên run lên rồi tỉnh táo lại. Ồ!
Tinh mang trong mắt hiện lên rồi biến mất, Lục Lâm Thiên kêu lên một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã tiến vào trong trạng thái huyền ảo của Vô Tự Thiên Thư, trạng thái này hắn đã tiến vào mấy lần. Lần tiến vào này lại có chút không giống như trạng thái chữ linh kia. Mảnh Vô Tự Thiên Thư này lại đem hắn tiến vào trong nơi huyền ảo để cảm ngộ năng lượng thuộc tính, Vô Tự Thiên Thư này cực kỳ quỷ dị. Lục Lâm Thiên không ngừng suy đoán, không biết chữ trên những mảnh Vô Tự Thiên Thư khác là chữ gì. Lục Lâm Thiên nhớ rõ, vừa rồi ở trong trạng thái kia, có năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong nồng đậm. Ở trong không gian kia, việc lĩnh ngộ của hắn vô cùng dễ dàng. Mà ở trong trạng thái của chữ linh trong Vô Tự Thiên Thư, Lục Lâm Thiên có cảm giác ý chí của mình nhận được không ít chỗ tốt, khiến cho hắn càng dễ dàng lĩnh ngộ thuộc tính hơn. Không ngờ lại lâu như vậy, giống như mình lĩnh ngộ được không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thời gian trong thiên trụ giới đều nằm trong sự khống chế của tâm thần hắn. Ở trong trạng thái mà Vô Tự Thiên Thư dẫn hắn vào, trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng, bên ngoài cũng mới chỉ trôi qua 9 ngày mà thôi, cũng không mất nhiều thời gian. Siêu! Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, từng đạo thủ ấn trong tay biến hóa đem theo từng đường cong huyền ảo, gợn sóng trong không gian lức lư, từng đạo thủ ấn ngưng tụ, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng ngày càng nghi hoặc. Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như năng lượng thuộc tính của hắn có chút biến đổi. Biến hóa cụ thể ra sao Lục Lâm Thiên cũng không thể nói rõ, cho nên mới cảm thấy nghi hoặc. Siêu! Thủ ấn trong tay được kết, hai cỗ năng lượng thuộc tính va chạm, thanh âm trầm thấp lập tức vang lên, hai cỗ năng lượng thuộc tính đột nhiên tách ra. Còn chưa có cách nào làm được. Lục Lâm Thiên lắc đầu, đến bây giờ hắn vẫn không có cách nào có thể dung hợp hai cỗ năng lượng thuộc tính khác nhau vào một chỗ. Nói cách khác hắn cũng không có cách nào dung hợp 5 hệ thuộc tính tạo ra một bộ vũ kỹ chân chính thuộc về mình. Lục Lâm Thiên hiện tại cực kỳ chú ý tới việc tự sáng tạo vũ kỹ của mình. Trước khi đột phá, Lục Lâm Thiên phát giác ra việc tự sáng tạo vũ kỹ có thể làm cho hắn dễ dàng lĩnh ngộ hơn. Lĩnh ngộ thuộc tính cũng có thể giúp cho hắn sử dụng thuận tiện hơn. Trong lúc sáng tạo vũ kỹ, bất chi bất giác cũng giúp cho hắn lĩnh ngộ. Nhưng mà hiện tại, Lục Lâm Thiên vẫn phát hiện ra bản thân hắn căn bản không có cách nào dung hợp hai loại thuộc tính vào với nhau. Bên trong năng lượng thuộc tính đều có lực bài xích, khiến cho hắn không có cách nào làm được. Lục Lâm Thiên trầm tư, Lục Lâm Thiên không phải là người tùy tiện buông tha, tới tu vi hiện tại hắn càng không thể buông tha. Lúc trước đột phá dường như cũng liên quan tới việc lĩnh ngộ của hắn. Đột phá tôn cấp, hắn là vũ giả ngũ hệ, cần phải lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính tới trình độ nhất định mới có thể đột phá. Vũ giả ngũ hệ nhất định có thể dung hợp 5 loại thuộc tính. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Trầm tư như vậy một lát, Lục Lâm Thiên ngẫu nhiên đánh ra 2 đạo thủ ấn kéo theo 2 loại năng lượng thuộc tính. Không biết qua bao lâu, tâm thần Lục Lâm Thiên đột nhiên khẽ động, từng đạo thủ ấn được kết, trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng có quang mang ngũ sắc lan tràn ra. Bên trong quang mang ngũ sắc có 1 đạo quang mang vô hình màu trắng xuyên qua, từng đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên tiếp tục được kết. Hồn lực tràn ra. Một lát sau, vẻ mặt Lục Lâm Thiên tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Siêu siêu. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, trong tay trái có 1 cỗ chân khí thuộc tính thổ ngưng tụ, 1 quang cầu màu nâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong tay trái Lục Lâm Thiên có 1 cỗ linh lực tuôn ra, quang mang linh lực quanh quẩn, gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Trong cùng một lúc, trong 2 tay Lục Lâm Thiên đồng thời xuất hiện chân khí, linh lực cùng tồn tại. Linh lực, chân khí cùng tồn tại, quang mang chói mắt như tranh nhau tỏa sáng, 2 cỗ lực lượng này đều nằm trong sự khống chế của Lục Lâm Thiên, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này lập tức biến đổi. Không ngờ lại có thể làm như vậy. Nhìn cảnh này, Lục Lâm Thiên kinh ngạc tới cực điểm. Chân khí, linh lực cùng tồn tại, không giống như ấn tượng trong đầu hắn khi trước. Một khi thi triển chân khí thì không có cách nào thi triển linh lực. Một khi thi triển linh lực thì không có cách nào thi triển chân khí. Bây giờ không ngờ lại có thể khiến cho 2 thứ đồng thời cùng tồn tại. Siêu. Sau khi kinh ngạc một lát, Lục Lâm Thiên mới thu thủ ấn lại, đem chân khí, linh lực thu vào trong cơ thể, vẻ mặt mờ mịt. Tất cả chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vốn Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ vì sao bản thân lại không có cách nào dung hợp 2 loại năng lượng thuộc tính khác nhau, nếu như có thể dung hợp thì có thể dùng công kích mạnh nhất của tu vi vũ giả và linh giả của hắn dung hợp. Sợ rằng uy lực khi đó sẽ lớn hơn nhiều. Trong lòng Lục Lâm Thiên tưởng tượng như vậy cho nên mới thử một lần,
Lục Lâm Thiên vốn cũng chỉ tùy tiện thử một lần mà thôi, thế nhưng thật không ngờ, lần thử đầu tiên, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được mình lại có thể làm được. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ. Thời điểm tu luyện hư linh huyền ấn khi trước, sau khi thi triển nếu như hắn tiếp tục thi triển công kích vũ kỹ thì uy lực sẽ lớn hơn nhiều, hiệu quả cũng mạnh mẽ hơn. Mà nói linh kỹ và vũ kỹ cùng phối hợp chỉ đơn thuần là phối hợp mà thôi, cũng không phải đồng thời thi triển cả hai, đối với kẻ có thực lực yếu hơn hắn thì còn có tác dụng, nếu đổi lại là người có thực lực mạnh hơn thì hoàn toàn không tạo thành một chút hiệu quả gì. Sau khi hư linh huyền ấn làm ảnh hưởng tới đối thủ, một khi thi triển công kích thì hiệu quả vô cùng lớn. Mà nếu như đổi lại đối thủ là người có tu vi mạnh hơn hắn thì công kích của hư linh huyền ấn rất khó tạo thành tác dụng, cũng không tạo ra một chút hiệu quả gì. Mà bây giờ có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, thời điểm linh lực cùng chân khí đồng thời được thúc giục, hai thứ có thể đồng thời tồn tại, đây là điều không giống bình thường, giống như khi hắn thi triển hồn anh, bản thân thi triển vũ kỹ, hồn anh thi triển linh kỹ vậy. Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp thì uy lực sẽ mạnh hơn không ít. Lục Lâm Thiên thì thào nói, đồng thời thúc giục vũ kỹ cùng linh kỹ, nếu như đơn độc đối chiến thì uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói chính là chuyện cực kỳ cao hứng, thế nhưng cũng không có quá nhiều vui mừng. Đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, linh vũ phối hợp, có lẽ so với việc hai tay liên tục đánh ra vũ kỹ thì mạnh hơn một chút. Dưới sự phối hợp của linh vũ, đối thủ khó có thể đề phòng, nhưng mà Lục Lâm Thiên có đại hồn anh. Cả hai thi triển vây công dường như uy lực còn mạnh hơn một chút. Cho nên hiện tại việc đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí đối với Lục Lâm Thiên mà nói không có sự hấp dẫn quá lớn. Giờ phút này Lục Lâm Thiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Linh vũ phối hợp uy lực đương nhiên sẽ mạnh hơn, thế nhưng cũng không có cách nào đem việc linh vũ song tu của hắn phát huy tới mức tận cùng. Hắn đang muốn sáng tạo vũ kỹ, nếu như có thể đem linh vũ dung hợp lại cùng một chỗ, có lẽ uy lực sẽ còn lớn hơn. Hiện tại tuy rằng hắn có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, tương đương với việc có thể đồng thời thúc giục linh kỹ và vũ kỹ, thế nhưng cũng còn chưa đạt tới trình trạng có thể dung hợp. Công kích mạnh nhất của vũ giả không thể nghi ngờ chính là công kích vật chất, mà công kích mạnh nhất của linh giả chính là công kích tinh thần, cũng chính là linh hồn công kích. Nếu như có thể đem hai loại công kích này dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra công kích hoàn toàn mới, công kích vật chất dung hợp cùng linh hồn công kích. Bên trong vật chất ẩn chứa linh hồn công kích ẩn chứa bên trong công kích vật chất, khi đó công kích mạnh tới mức nào Lục Lâm Thiên cũng không thể đoán trước được. Một người chắc chắn sẽ có một ít nhược điểm, đối với vũ giả mà nói, phương diện phòng ngự linh hồn đương nhiên sẽ yếu hơn một chút, mà đối với linh giả mà nói, phương diện cường độ thân thể yếu hơn một chút. Tuy rằng vũ giả cũng có thể có hồn linh khí phòng ngự linh hồn, thế nhưng cũng không thể giải quyết được nhược điểm bên trên phương diện linh hồn. Mà đối với linh giả mà nói, tuy rằng trên phương diện phòng ngự có thể vận dụng hồn linh khải giáp cùng các loại hồn linh khí, thế nhưng cũng không có cách nào thay đổi nhược điểm phương diện phòng ngự. Linh giả tu vi càng cao, nhược điểm trên người sẽ cố gắng thu nhỏ lại, thế nhưng cũng chỉ là thu nhỏ lại mà thôi chứ không phải làm nó biến mất. Một khi bên trong công kích ẩn chứa công kích vật chất cùng linh hồn, đến lúc đó bất kể là linh giả hay vũ gia gặp phải đều chịu ảnh hưởng, công kích vật chất cùng linh hồn, hai hợp thành một. Công kích sẽ khó nhằn hơn rất nhiều, cũng có thể phát huy linh vũ song tu tới trình độ cao nhất. Nghĩ như vậy, trên mặt Lục Lâm Thiên nhìn không được mà có chút hưng phấn, tạm thời hắn không có cách nào dung hợp năng lượng thuộc tính, nếu như có thể đem công kích vật chất dung hợp cùng linh hồn, không thể nghi ngờ chính là đột phá lớn nhất. Từng đạo thủ ấn được kết kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, quanh thân Lục Lâm Thiên đồng thời xuất hiện linh lực cùng chân khí, cả hai quanh quẩn ở cùng một chỗ, dưới sự dẫn dắt của Lục Lâm Thiên. Cả hai hội tụ rồi lại biến mất. Tuy rằng muốn sáng tạo vũ kỹ, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên sáng tạo lại gặp phải khó khăn vô cùng lớn, đây là lần đầu tiên hắn tự sáng tạo vũ kỹ. Mà lần đầu tiên sáng tạo vũ kỹ lại muốn đồng thời dung hợp công kích vật chất và linh hồn, nghĩ thì đơn giản, thế nhưng lúc bắt tay vào sáng tạo vũ kỹ thì không hề dễ dàng chút nào. Lần đầu tiên Lục Lâm Thiên gặp khó khăn, linh lực cùng chân khí muốn dung hợp không quá thuận lợi cho lắm, mà đổi lại. Sáng tạo vũ kỹ Lục Lâm Thiên cũng không biết nên sáng tạo vũ kỹ trưởng ấn hay quyền ấn, hoặc là đao kỹ. Tuy rằng gặp không ít trở ngại, lúc này Lục Lâm Thiên lại hưng phấn vùi đầu vào trong đó, nhất thời quên đi thời gian. Ngẫu nhiên có thể nghe được trong không gian nơi Lục Lâm Thiên ngồi không ngừng có thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng được kết,
khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu, khi thì ủ rũ. Trong thiên trụ giới, lúc này tất cả mọi người đều đang tu luyện, huyết mị, hắc hùng, xích viêm, bàn hủy, long linh, bàn vân, thiên độc yêu long, như hoa đều đã đột phá tới bát giai. Tới loại cấp độ này, muốn đột phá lần nữa, thì với huyết mạch của bọn thì cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà xích viêm, bàn hủy, bàn vân, long linh đã sớm đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, gần đây lại nhận được không ít chỗ tốt, lúc này còn ăn vào yêu linh đan, trong lúc bất chi bất giác đã có dấu hiệu đột phá. Ngược lại, thiên độc yêu long, như hoa, huyết mị, hắc hùng chưa đột phá được, hai năm trước vừa mới đột phá bát giai, đối với bọn họ mà nói, nếu như bình thường, muốn đột phá cái hào rộng này, không có hơn ngàn năm thì không có cách nào vượt qua được. Thế nhưng lúc này bọn họ đều ăn vào yêu linh đan bát phẩm, có thể nhìn ra tu vi của bọn họ tiến nhanh không ít. Nhưng mà tới cấp độ bát giai, yêu linh đan bát phẩm cũng không thể phân phát cho bọn họ như lúc còn ở thất giai, lục giai. Liên tiếp đột phá, đối với linh thú, yêu thú mà nói cũng cần lĩnh ngộ. Tuyệt đối không thể dựa vào linh nguyên và yêu nguyên là có thể cưỡng ép đột phá. Thiên sĩ tuyết sư, huyết tích dịch, phi thiên ngô công cùng mấy đầu yêu thú khác lúc này vẫn chỉ là thất giai. Huyết tích dịch còn là lục giai hậu kỳ, đột phá của nó nhanh hơn nhiều, thế nhưng loại nhanh này chỉ để nói tới tốc độ đột phá mà thôi. Ví như hiện tại huyết tích dịch đang tố thể chuẩn bị đột phá thất giai, coi như là đột phá một tầng. Thế nhưng so sánh với đám người huyết mị không có đột phá mà nói, tiến bộ trong lúc vô hình chậm hơn một chút. Tiến bộ của bọn họ so với huyết tích dịch đột phá thất giai còn nhanh hơn. Bởi vì cấp độ không giống nhau cho nên tiến bộ cũng không giống nhau. Bát giai cùng với thất giai, lục giai, đẳng cấp không giống nhau, hơn kém cũng lớn. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá lúc này cũng không có tu luyện, hai người đều đang lĩnh ngộ. Quanh thân Dương Quá quanh quẩn quang mang, từng tầng năng lượng thuộc tính thổ bao phủ thân thể, khí tức cực kỳ hùng hậu, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, hắn đã đạt tới một độ cao nhất định. Giờ phút này Tiểu Long cũng đang khắc khổ tu luyện, trong lòng luôn nhớ tới phụ mẫu của hắn, đây là động lực lớn nhất của hắn. Thanh Long Hoàng tộc đã tới, cũng ký ý chí chiến đấu trong lòng Tiểu Long. Hai năm nay, ngoại trừ lo lắng cho lão đại gia nó cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Thời gian trong thiên trụ giới trôi qua cực nhanh, lần nữa lại qua nửa tháng, huyết tích dịch cũng đã tố thể thành công, hóa thành hình người, lấy dáng vẻ là một trung niên mặc trường bào màu đỏ, chừng 30 tuổi. Đoan Mộc Y Y đột phá đại quan linh vương, bắt đầu tiến vào hàng ngũ vương cấp. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn chìm đắm trong việc sáng tạo vũ khí, Niếp Phong cũng đang cố gắng tu luyện, tu vi nhanh chóng tiến bộ. Tuy rằng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, lại là thân thể tam hoa tụ đỉnh cho nên tốc độ tu luyện của Niếp Phong không kém vũ giả tam hệ, tăng thêm tinh khí thần dung hợp, tốc độ tu luyện dường như còn nhanh hơn, sau một tháng đã đột phá tới cấp độ vũ sư. Mà Bảo Nhi và Bối Nhi cũng là đối thủ tôi luyện của hắn. Mỗi một lần tôi luyện tới kiệt sức thì hắn lập tức điều tức tu luyện. Sau khi khôi phục lại tìm đến Bảo Nhi cùng Bối Nhi mà tôi luyện, đồng thời cũng tu luyện vũ kỹ mà sư phụ giao cho hắn. Lục Lâm Thiên giao cho Niếp Phong tổng cộng 2 bộ vũ kỹ. Đều là hoàng cấp sơ giai cùng trung giai, thế nhưng Niếp Phong vẫn siêng năng luyện tập. Trên phương diện vũ kỹ, không phải là Lục Lâm Thiên không lấy ra được vũ kỹ cao cấp, thế nhưng lại giao cho Niếp Phong vũ kỹ cấp thấp, bởi vì Lục Lâm Thiên cũng có ý định của riêng mình. Căn cơ đầy đủ, đem vũ kỹ cấp thấp thúc giục tới tình trạng mạnh nhất thì hiệu quả còn tốt hơn một chút, đây cũng là một loại tôi luyện, từng bước xây đắp căn cơ. Không bao lâu trước rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng hiểu được vì sao khi trước Nam Thúc chỉ giao cho mình vũ kỹ cấp thấp, thậm chí mỗi lần chỉ có một bộ. Vì Nam Thúc muốn tôi luyện hắn, vũ kỹ nhiều, vũ kỹ cấp độ cao quá cũng không phải là chuyện tốt. Nhiều mà không tinh, đây chính là tối kỵ của tu luyện giả. Thời gian trong thiên trụ giới lần nữa trôi qua nửa năm. Trong thiên trụ giới bắt đầu truyền ra động tĩnh cực lớn khiến cho mọi người bừng tỉnh. Bàn hủy bắt đầu đột phá trước, một lần đột phá tới bát giai trung kỳ, khí thế khiến cho người ta sợ hãi, uy năng tăng mạnh. Mà mấy ngày sau, người đột phá sau đó lại là Xích Viêm, hắn cũng một lần đột phá tới bát giai trung kỳ, uy áp mạnh mẽ bao phủ không gian. Nửa tháng sau, Bàn Vân đột phá, cũng đạt tới bát giai trung kỳ. Ngao! 3 ngày sau đó, Long Linh cũng theo sát mà đột phá. Một tiếng giống lớn vang lên, thanh âm xuyên thấu không gian mang theo gợn sóng rung động. Không gian chung quanh đột nhiên gió nổi mây phun,
một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời lập tức hội tụ trên không trung. Phía trên không gian, năng lượng bàng bạc tới tận cùng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Long Linh, khí tức bàng bạc tới kinh người. Toàn thân Long Linh được lân phiến màu trắng bao phủ, thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời, thân thể khẽ động, uy thế kinh người trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Thân thể khổng lồ của Long Linh lúc này giống như một vòng xoáy khổng lồ, thân hình đứng thẳng trên không gian, hấp thu năng lượng chung quanh. Đồng thời thân thể cũng được bành trướng không ít, một cỗ khí tức khiến cho lòng người run sợ cũng lan tràn ra. Cũng đột phá sao? Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết mang theo đường cong huyền ảo rồi thu liễm. Ánh mắt lóe lên bất định, chỉ trong thời gian gần một năm, trong việc sáng tạo vũ khí tuy rằng hắn có không ít đột phá, thế nhưng độ khó lại tăng cao. Trong thời gian một năm trở lại đây Lục Lâm Thiên có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng vũ kỹ. Trong lúc thúc giục cả hai Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng bình thường, mà trong lúc phối hợp cũng vậy. Thế nhưng trong lúc sáng tạo vũ kỹ thì Lục Lâm Thiên lại lâm vào ngõ cụt, muốn sáng tạo vũ kỹ thuộc về riêng bản thân mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Lâm Thiên thậm chí còn thử qua đem linh kỹ cùng vũ kỹ dung hợp, thế nhưng hắn lại phát hiện ra chuyện này căn bản không thể làm được. Linh kỹ cùng vũ kỹ dung hợp thiếu chút nữa khiến cho hắn bị lực lượng phản ngược lại. May mà Lục Lâm Thiên thông minh, chỉ dùng vũ khí hoàng cấp cùng linh khí hoàng cấp dung hợp thăm dò mà thôi. Lục Lâm Thiên thăm dò dung hợp chân khí cùng linh lực khiến cho hắn ăn không ít đau khổ, thiếu chút nữa kinh mạch đứt thành từng khúc. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, tuy rằng việc sáng tạo vũ khí của hắn đã có một chút tiến bộ, thế nhưng còn chưa đạt tới tình trạng mà hắn muốn. Nhưng mà phương diện phối hợp giữa công kích vật chất và linh hồn tiến bộ không ít, đồng thời trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên cũng hiểu sâu thêm. Nhưng trên phương diện lĩnh ngộ Lục Lâm Thiên phát hiện ra một điều hơi bất ngờ, đó là bốn loại thuộc tính thổ thủy hỏa phong so với thuộc tính mộc thì hắn lĩnh ngộ hơn không ít. Không phải việc lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hắn chậm hơn người khác mà là so với tốc độ lĩnh ngộ bốn loại thuộc tính thổ thủy hỏa phong thì chậm hơn nhiều mà thôi. Hiện tượng này khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Đồng thời cũng nghĩ tới chữ tề trong Vô Tự Thiên Thư. Sau khi hắn rơi vào trong trạng thái huyền ảo, đi vào không gian có năng lượng bốn loại thuộc tính thổ thủy hỏa phong nồng đậm kia khiến cho bốn loại thuộc tính trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, khuếch tán ra bên ngoài rồi hòa tan với năng lượng thuộc tính trong địa phương huyền ảo kia. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là không gian kia lại không có thuộc tính mộc, đồng thời năng lượng thuộc tính bên trong không gian kia dường như có chút khác biệt với năng lượng thuộc tính trong thiên địa bên ngoài. Chẳng lẽ là có nguyên nhân khác? Lục Lâm Thiên suy đoán, có lẽ chuyện này ít nhiều có chút liên quan tới Vô Tự Thiên Thư. Bên trên mỗi mảnh Vô Tự Thiên Thư đều có bí mật, đồng thời cũng có không ít chỗ tốt với việc tu luyện, chỉ tiếc cho tới bây giờ hắn còn chưa biết tác dụng chân chính của Vô Tự Thiên Thư, có lẽ giống như lời đồn bên ngoài, phải hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới có thể hiểu được tác dụng chân chính của nó. Tiến bộ cũng không chậm a. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người Niếp Phong. Lúc này quanh thân Niếp Phong đang được một vòng quang mang bao phủ, đã bắt đầu đột phá. Từ khí tức có thể thấy được tiểu tử này đang bắt đầu đột phá vũ sư bát trọng. Trong không gian Long Linh đột phá, khí tức bàng bạc duy trì mấy tức nữa mới bắt đầu tiêu tán. Khi năng lượng hùng hậu trong thiên địa biến mất thì khí tức Long Linh cũng đột phá nút thắt cực lớn kia đạt tới bát giai trung kỳ. Khí tức ổn định, quang mang màu trắng trên Long Lân thu lại, thân ảnh nhân loại hiện lên, thân thể lung linh. Cả người được một bộ váy dài máu trắng bao phủ, đường cong vô cùng mê người, trong khí chất có một loại cảm giác yêu mị mà nhân loại khó có được. Long Linh thở ra một ngụm chọc khí, tinh quang trong mắt bắn ra, giống như ngôi sao trên trời, vô cùng chói mắt cùng với thâm thúy. Chúc mừng Long Linh tiểu thư đột phá bát giai trung kỳ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức xuất hiện trước người Long Linh. Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân đột phá, thực lực cũng tăng lên không ít. Chuyện này ít nhiều còn do tác dụng yêu linh đan của trưởng môn, nếu không sợ rằng mấy trăm năm ta cũng khó có thể đột phá được. Long Linh nói nhỏ, khí chất cao quý, vũ mị. Lấy huyết mạch của Long Linh tiểu thư, mấy trăm năm có lẽ không tới, có khi chỉ trăm năm mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, Lâm Thiên, ca ca, lão đại, Long Linh đột phá, đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Đoan Mộc Y Y, Bàn Hủy, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cùng mọi người cách đó không xa cũng bừng tỉnh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến, cả đám lập tức chạy tới. Tất cả ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi.
dục tốc bất đạt, thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi một lát. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn mọi người, dường như tất cả mọi người đều có tiến bộ, huyết tích dịch đột phá tới thất giai, thiên sĩ tuyết sư cùng phi thiên ngô công cũng có tiến bộ, nhưng mà bọn nó còn chưa đạt tới tình trạng đột phá. Mặt khác, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Đoan Mộc Y Y đều có đột phá. Đoan Mộc Y Y đột phá Linh Vương đã nằm trong dự liệu của Lục Lâm Thiên, thực lực của Vân Hồng Lăng lúc này cũng đã tới Linh Vương bát trọng, Lữ Tiểu Linh thì yếu hơn một chút, mới Linh Vương ngũ trọng. Siêu. Tâm thần khẽ động, mọi người lập tức xuất hiện bên ngoài thiên trụ giới, chỉ có một mình Niếp Phong ở lại trong thiên trụ giới tiếp tục tu luyện. Ra khỏi thiên trụ giới, chuyện thứ nhất của mọi người chính là đi tìm tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân kia. Lúc này ở bên ngoài mới trôi qua một tháng, thế nhưng ở trong thiên trụ giới đã hơn một năm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng mọi người đều nhớ tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân kia cho nên mau chóng đi tìm tiểu tử này. Trong khoảng thời gian này Lục Kinh Vân cũng không gặp được mọi người cho nên cực kỳ nhớ nhung, còn thường xuyên hỏi tới. Nhìn thấy mọi người xuất hiện nó cao hứng không thôi, thế nhưng lúc nhìn thấy Lục Lâm Thiên cũng có mặt lại thành thật không ít, vội vàng hành lễ xưng hô sư phụ. Nó cũng biết, sư phụ so với những người khác hung ác hơn nhiều. Nếu như sư phụ muốn trách phạt nó thì những người khác cũng không có cách nào bảo vệ nó. Bởi vậy cũng không dám đắc tội với sư phụ, tránh cho sư phụ để cho nó nếm mùi đau khổ. Nhìn thấy Lục Kinh Vân, Lục Lâm Thiên nhíu mày, quay đầu nói với Bàn Hủy, Bàn Vân. Bàn Vân Tẩu, Bàn Hủy Huynh, có một chuyện ta muốn thương nghị với hai vị. Mời trưởng môn cứ nói. Nếu Bảo Nhi cùng Bối Nhi nguyện ý, hai vị cũng không phản đối thì ta muốn để cho Niếp Phong, Lục Kinh Vân và Bảo Nhi, Bối Nhi kết thành huyết khế. Các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, các ngươi không phản đối là một chuyện, còn cần Bảo Nhi và Bối Nhi không phản đối mới được. Lục Lâm Thiên hỏi hai người Bàn Hủy, Bàn Vân, Niếp Phong cùng Lục Kinh Vân đều là đệ tử của hắn, nếu như có được một đầu yêu thú hộ thân bên người không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn nhiều. Mà Bảo Nhi cùng Bối Nhi chính là lựa chọn tốt nhất. Huyết mạch của hai tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thấp, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, tiền đồ không thể hạn lượng. Nếu như kết thành huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, song phương đều nhận được không ít chỗ tốt. Chúng ta cũng không có ý kiến, Bảo Nhi cùng Bối Nhi đều có quan hệ tốt với Niếp Phong, Kinh Vân, chuyện này có lợi với bọn nó, có lẽ chúng nó cũng không phản đối. Trưởng môn cứ nhìn mà làm là được rồi. Bàn Hủy không có chút do dự nói. Niếp Phong cũng Lục Kinh Vân đều là đệ tử trưởng môn, tiền đồ sau này không cần phải nói. Kết thành huyết khế, song phương giống như thân huynh đệ, tỉ muội trong nhân loại vậy, cũng không phải là tọa kỵ của nhân loại. Mà theo quan hệ của trưởng môn cùng Tiểu Long, hai người Bàn Hủy cũng biết quan hệ giữa hai người trưởng môn và Tiểu Long vô cùng sâu. Vì Tiểu Long, trưởng môn có thể liều mạng. Cho nên Bảo Nhi cùng Bối Nhi ký huyết khế với Niếp Phong và Lục Kinh Vân, hai người Bàn Hủy, Bàn Vân đương nhiên không phản đối. Được rồi, chờ sau khi ta hỏi qua ý kiến của Bảo Nhi cùng Bối Nhi, nếu như hai đứa nó không phải đối thì sẽ để cho bọn chúng ký huyết khế với Niếp Phong và Kinh Vân. Lục Lâm Thiên nói, sau này hai người Niếp Phong, Lục Kinh Vân ra ngoài tu luyện, có Bảo Nhi cùng Bối Nhi bên người sẽ an toàn hơn nhiều. Khi trước hắn ở Sơn Mạch Vũ Đô, lúc tôi luyện trong sơn mạch, Tiểu Long bên cạnh cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ lớn. Sau khi mọi người xuất quan không lâu Lục Lâm Thiên từ trong miệng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh và Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh biết được người của các sơn môn lớn sắp tới Phi Linh Môn. Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông cho dù có liên thủ với mấy sơn môn kia, sợ rằng cũng không dám đơn giản động vào Phi Linh Môn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không thể không đề phòng. Hậu Sơn Phi Linh Môn, trong sơn mạch. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở một địa phương trống trải. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyết Mị, Hắc Hùng, Huyết Tích Dịch, Phi Thiên Ngô Công có mặt. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, thủ ấn trong tay được kết, đột nhiên lao thẳng về phía Dương Quá. Ông! Trọng kiếm Dương Quá vang lên âm hưởng kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Chung quanh kiếm quang không gian bị cắt vỡ, giống như là một con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó kiếm quang lập tức xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị lóe lên giống như thuấn di, nhẹ nhàng vượt qua kiếm quang nhanh tới tận cùng này. Siêu. Cùng lúc đó, Hắc Hùng hóa thành nhân loại, thân ảnh lóe lên, một quyền trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Trước quyền ấn, không gian vặn vẹo,
thế nhưng lại không có kình khí tiết ra ngoài cho nên cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vòng qua vòng lại giống như một con bướm, quanh thân đột nhiên có quang mang tràn ra. Quang mang bao phủ không gian mấy chục thước, không gian trong quang mang giống như đông cứng lại. Ồ! Sắc mặt Hắc Hùng đại biến, trong không gian tràn ngập quang mang này của chủ nhân hắn cảm giác được giống như thân thể mất trọng lượng, toàn thân uể oải, lực đạo trên quyền ấn đột nhiên biến mất. Lui! Trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên mỉm cười xuất hiện trước người Hắc Hùng, năm ngón tay khẽ đảo, một đạo chảo ấn nhanh chóng đánh vào trên quyền ấn của Hắc Hùng. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí bàng bạc tràn ra, dưới lực lượng của chân khí, thân thể vạm vỡ của Hắc Hùng bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau mấy bước, chân mất đi điểm tựa, ngã ngồi xuống mặt đất. Siêu! Cùng thời gian đó, một đạo linh hỏa trong tay Lục Tâm Đồng mang theo khói đen cấp tốc đánh tới. Ồ! Lúc Lục Lâm Thiên đang định vòng lại thì đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong nháy mắt, trong gợn sóng chung quanh hắn đột nhiên biến hóa vô cùng quỷ dị. Linh hỏa lập tức xuất hiện trước người hắn, nếu như không có không gian thuộc tính ngăn cản sợ rằng linh hỏa đã rơi vào trên người hắn rồi. Lĩnh ngộ thời gian. Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, vừa rồi Lục Tâm Đồng thi triển công kích không ngờ lại mang theo sự lĩnh ngộ thời gian khiến cho hắn không phát hiện ra, thiếu chút nữa chịu thiệt. Trong giây lát, tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị, vô hình lập tức lan tràn ra. Gợn sóng cấp tốc khuếch tán với một tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được, nhanh chóng bao phủ Lục Tâm Đồng. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được lúc này trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian chung quanh. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Lục Tâm Đồng đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên hoàn toàn tránh khỏi công kích linh hỏa của Lục Tâm Đồng. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, một đạo trưởng ấn nhẹ nhàng đánh lên trên vai Lục Tâm Đồng. Khục khục. Một đạo trưởng ấn nhìn qua nhẹ nhàng này khiến cho Lục Tâm Đồng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trong không gian thuộc tính thổ, khiến cho nàng không thể nào thích ứng được, giống như có một cỗ áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bao vây nàng, làm cho nàng mất trọng lượng, có cảm giác thân bất do kỷ. Ông! Cùng một thời gian đó, kiếm quang của Dương Quá lần nữa cắt vỡ không gian chém thẳng xuống. Không gian rung động, xen lẫn một cỗ khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức này trong lúc vô hình đồng hóa gợn sóng trong không gian bao phủ về phía Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Siêu! Trong giây lát, cỗ khí tức này nương theo gợn sóng trong không gian đi tới trước người Lục Lâm Thiên, gợn sóng không gian không có cách nào tiến thêm được một phần nữa. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, một cỗ khí tức lan tràn ra chung quanh, đem gợn sóng trong không gian trước mặt đồng hóa, thân ảnh bước ra. Mà lúc này, Dương Quá nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mắt, thân ảnh Lục Lâm Thiên làm thế nào có thể xuất hiện trước mặt hắn, không ngờ hắn lại hoàn toàn không biết. Biến hóa mực này khiến cho sắc mặt Dương Quá kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Lui! Đồng thời, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một cỗ linh hỏa, trực tiếp bao phủ Dương Quá. Dưới linh hỏa Dương Quá không thể né tránh, quanh thân lập tức được một vòng quang mang bao phủ, đem uy áp của không gian thuộc tính mà Lục Lâm Thiên thi triển giảm tới mức thấp nhất. Lão đại ngày càng lợi hại, Tâm Đồng, các ngươi không để ý tới mặt mũi sao, ba người đánh một người a. Tiểu Long ở bên cạnh cười ha ha, lập tức bị Lục Tâm Đồng lườm một cái. Siêu! Không gian thuộc tính của Lục Lâm Thiên được thu lại, gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức tán đi. Chủ nhân, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, thực lực của chủ nhân xa hơn ta a. Hắc Hùng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, hắn biết, thực lực của chủ nhân bây giờ đã hơn xa hắn. Nhị đệ, thứ ngươi vừa mới thi triển chính là lĩnh ngộ trong thiên trụ giới sao? Dương Quá lúc này vô cùng nghi hoặc hỏi, vừa rồi Lục Lâm Thiên thi triển thời gian loạn, vô cùng giống với thứ mà hắn lĩnh ngộ trong thiên trụ giới, thế nhưng lại hơn xa hắn. Ca ca, thứ huynh vừa mới thi triển chắc hẳn là lĩnh ngộ bên trong thiên trụ giới đúng không? Lục Tâm Đồng cũng nghi hoặc hỏi, ca ca vừa mới thi triển công kích quỷ dị ảnh hưởng tới thời gian, giống như đúc lĩnh ngộ của nàng trong một năm qua ở trong thiên trụ giới, thế nhưng lĩnh ngộ dường như mạnh hơn nàng không ít. Lĩnh ngộ thời gian, xem ra hai người ở trong thiên trụ giới cũng lĩnh ngộ được thời gian. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thế nhưng ngẫm lại cũng không còn quá kinh ngạc nữa. Bên trong thiên trụ giới vốn có thể lĩnh ngộ được thời gian, sư phụ lĩnh ngộ được thời gian loạn cũng là ở trong thiên trụ giới.
nếu như có thể tự mình lĩnh ngộ thời gian cũng đủ chứng minh thiên phú của hai người lục tâm đồng, dương quá. Thời gian hai người tiến vào thiên trụ giới cũng dài, cũng cảm nhận được sự tồn tại của thời gian mà lĩnh ngộ. Lần trước ở thiên môn cốc muội nhìn thấy huynh đối chiến với Gia Cát Tây Phong thi triển công kích thời gian. Lúc ở trong thiên trụ giới, trong lúc vô tình lại nhìn thấy sự huyền ảo của gợn sóng xung quanh mình cho nên mới tò mò tìm hiểu, không ngờ cũng có một chút thu hoạch. Lục Tâm Đồng nói, bản thân nàng cũng là trong lúc vô tình lĩnh ngộ được thứ này. Thứ hai người lĩnh ngộ chính là thời gian. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cũng không có giấu giếm mà nói một ít chuyện trong thiên trụ giới nói với hai người Lục Tâm Đồng, dương quá. Chuyện này đối với sự lĩnh ngộ của hai người về sau cũng có không ít chỗ tốt. Lục Lâm Thiên hơi do dự, sau đó ngay cả thời gian loạn cũng không giấu giếm với hai người, hắn lại còn cẩn thận giảng giải một chút lĩnh ngộ của mình. Lục Lâm Thiên tự biết, bản thân mình chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông mà thôi, thế nhưng so với Lục Tâm Đồng và Dương Quá thì mạnh hơn không ít. Đối với hai người đương nhiên cũng có thể chỉ điểm một chút. Trước cửa Phi Linh Môn yên tĩnh lúc này có hai đạo thân ảnh chậm rãi bước trên con đường lớn đi tới. Hai người đều mặc y phục may bằng vải thô, mộc mạc, thậm chí còn bị mòn, góc y phục còn rách nát một chút. Chuyện kỳ quái nhất chính là hai người lại giống nhau như đúc, ánh mắt trong suốt, giống như không có một chút tạp chất nào. Điểm khác nhau duy nhất chính là một người trên đầu có dây cột tóc màu đỏ, mà người còn lại thì là màu lam. Cách ăn mặc cùng bộ dáng của hai người hoàn toàn giống như một thôn phu sơn dã, tuổi chừng 50. Hai người đi trên đường thế nhưng cũng không ai chú ý tới, bước chân của hai người nhanh hơn người khác rất nhiều. Trước cửa Phi Linh Môn hiện tại đều có vô số người xếp hàng. Trước cửa sắp xếp thành một hàng dài, có người muốn gia nhập Phi Linh Môn. Có người đến chúc mừng, mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Hai người đến ngoài cửa Phi Linh Môn, đánh giá cảnh tượng Phi Linh Môn, hai người không nói lời nào mà lặng lẽ xếp hàng. Nửa canh giờ sau mới tới lượt hai người. Hai vị, xin hỏi hai vị tới Phi Linh Môn có chuyện gì? Đệ tử Phi Linh Môn hỏi hai người. Mỗi một người tiến vào Phi Linh Môn đều cần phải trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc, Phi Linh Môn cũng không phải là nơi mà ai muốn tiến vào thì tiến. Lúc này đệ tử Phi Linh Môn nhìn qua hai người, ánh mắt có chút kỳ quái. Hai người này giống như thôn phu sơn dã, giống như người dân bình thường, lại là hai người sinh đôi, người dân tìm tới Phi Linh Môn, đương nhiên người đệ tử này cũng phải kiểm tra một chút. Tìm người. Lão giả áo lam nhìn qua đệ tử này rồi nói. Tìm ai? Đệ tử Phi Linh Môn này tiếp tục hỏi. Tiểu Oa Nhi nhà ngươi sao lại dài dòng vậy? Dù sao cũng không phải tìm ngươi, ngươi mau cho chúng ta vào. Bằng không ta sẽ cho ngươi nếm chút đau khổ. Tính tình của lão giả có dây tóc màu đỏ kia dường như không tốt, lập tức quát với tên đệ tử này. Hóa ra là tới quấy rối, các ngươi phải xem rõ nơi này chính là nơi nào. Sắc mặt đệ tử Phi Linh Môn này lập tức biến đổi. Hiện tại còn chưa có ai dám náo loạn trước cửa Phi Linh Môn. Tuy rằng hắn chỉ là một đệ tử bình thường, thế nhưng trước cửa Phi Linh Môn có không ít nhất môn chi chủ các thế lực cũng phải khách khí với hắn. Lúc này thấy có người quát lớn với mình, hắn lập tức trở mặt. Đã lâu rồi không hoạt động gân cốt một chút, tiểu gia hỏa này không ngờ còn dám uy hiếp ta, có chút ý tứ. Thân ảnh lão giả có tóc màu đỏ kia lóe lên, thân thể giống như thuấn di chợt xuất hiện bên người đệ tử này. Đệ tử này căn bản còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị lão giả này nắm lấy bả vai, lập tức bị ném về phía trước. Phanh! Mông của tên đệ tử này đập xuống mặt đất, thân hình nặng nề cũng đập vào mặt đất, thế nhưng lại không bị tổn thương gì. Chỉ đơn thuần bị ném xuống mặt đất mà thôi. Đệ tử này cũng có tu vi vũ sĩ, ngã vài cái cũng không có chuyện gì quá lớn. Làm càn, không ngờ các ngươi lại dám gây rối trong Phi Linh Môn chúng ta. Mấy chục đệ tử Phi Linh Môn chung quanh lập tức vây quanh. Hậu Sơn Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đang giải thời gian loạn cho Lục Tâm Đồng, dương quá. Mọi người chung quanh cũng chăm chú lắng nghe. Lục Lâm Thiên cũng giải tận tình, mọi người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Hai người Lục Tâm Đồng, dương quá thi thoảng gật đầu giống như hiểu ra vấn đề. Ồ! Lúc này, Lục Lâm Thiên đột nhiên nhíu mày, nói. Chúng ta đi ra ngoài xem. Có cường giả xuất hiện ngoài Phi Linh Môn. Một đám không biết lễ phép, lão già ta ngày hôm nay phải giáo huấn các ngươi một chút. Để cho các ngươi biết thế nào là kính trọng người già. Ngoài Phi Linh Môn, mấy chục đệ tử Phi Linh Môn xúm lại, ánh mắt lão già có tóc màu đỏ nheo lại,
quang mang lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp, bạo liệt liên tiếp vang lên. Hơn 10 đệ tử phi linh môn giống như lá vàng rơi bị đánh bay về phía xa. Toàn bộ đều đập mông xuống mặt đất, hơn 10 người bị đánh bay, thế nhưng lại không có ai có thể nhìn rõ thân ảnh của đối phương. Căn cơ bất ổn, còn phải cố gắng nhiều, nếu không khó mà có được tiền đồ lớn. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, khi thân ảnh lão giả có tóc màu đỏ kia lần nữa xuất hiện thì người này đã chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hơn chục đệ tử kia. Ai dám làm càn trong phi linh môn ta? Đệ tử phi linh môn bị động tĩnh bên này thu hút tới. Ngoài phi linh môn lúc này có không ít người tụ tập rồi thấp giọng nghị luận. Rốt cuộc hai người kia là ai, sao lại hồ đồ như vậy, không ngờ lại dám nháo sự trước phi linh môn. Hai người này chán sống rồi sao? Người đâu, lão gia hỏa này dám dương oai trước của phi linh môn chúng ta, mau bắt hắn lại. Lúc này, hơn chục đệ tử phi linh môn bị ngã xuống mặt đất nhìn thấy mấy chục đệ tử khác tiến lại, lập tức lần nữa bao vây lão giả có tóc màu đỏ kia. Thế nhưng bọn họ cũng không dám lại gần quá, bởi vì bọn họ biết hai lão giả nhìn như thôn phu sơn dã này không phải người dễ chọc. Đột nhiên hai lão giả kia nhìn về phía không trung trong phi linh môn, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Làm càn, một đám căn cơ bất ổn, bình thường không chịu cố gắng luyện công, tiền bối chỉ điểm các ngươi còn không biết lớn nhỏ, còn không mau đa tạ sự chỉ bảo của hai vị tiền bối này. Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Khi thanh âm vừa dứt, trên không trung lập tức có không ít thân ảnh đáp xuống, đi đầu chính là Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống, nhìn hai lão giả trước mặt hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức hai người này hoàn toàn thu liễm, không tiết ra ngoài chút nào. Ngay cả một tia khí tức hắn cũng không dò xét ra, thế nhưng từ kinh nghiệm mà phán đoán, hai người này tuyệt đối không đơn giản. Mà lão giả này vừa mới ra tay lại không làm đệ tử phi linh môn bị thương, đủ chứng minh hai người này không có ác ý. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, không biết hai người này là thần thánh phương nào. Bái kiến trưởng môn. Chúng đệ tử phi linh môn nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ. Còn không mau nhận lỗi với tiền bối, đa tạ tiền bối dạy bảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, mắt nhìn hơn chục đệ tử, nói. Mười mấy đệ tử bị trưởng môn nhìn qua, trong lòng run lên, lập tức hành lễ với lão giả búi tóc màu đỏ, nói. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Không cần khách khí, về sau ngoại trừ tu luyện căn cơ cho tốt ra thì còn phải dùng mắt mà nhận biết người. Cũng không phải ai cũng có tính tình tốt như lão gia hỏa ta. Ít nhiều phải học trưởng môn của các ngươi một chút. Ánh mắt lão giả búi tóc màu đỏ kia đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, vừa rồi hắn cũng đã biết được thân phận của Lục Lâm Thiên. Nhưng mà lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt lão giả này biến đổi, có chút nghi hoặc. Từ trên người Lục Lâm Thiên hắn cũng không thể phát giác ra một chút khí tức nào, hoàn toàn giống như một người bình thường. Có thể đem khí tức thu liễm tới tình trạng mà ngay cả hắn cũng không nhìn ra, khiến cho hắn vô cùng kỳ quái. Lão giả áo đỏ nghi hoặc, lão giả áo lam bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, thế nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên thêm vài lần. Đệ tử không nên thân, đa tạ tiền bối dạy bảo những đệ tử này. Vãn bối cũng xin tiền bối chỉ giáo một hai, kính xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lục Lâm Thiên nói rồi chậm rãi đi ra, người tới tuy rằng không có ác ý, thế nhưng lại nháo sự trước phi linh môn của hắn, như thế nào hắn cũng phải quản. Lời này của Lục Lâm Thiên cực kỳ khách sáo, hắn tin rằng dùng thực lực của đối phương có lẽ nghe cũng hiểu được ý tứ bên trong. Hai lão giả này đương nhiên hiểu ý tứ trong lời Lục Lâm Thiên, hai người nhìn nhau xong lại nhìn Lục Lâm Thiên, lão giả áo đỏ nói. Ngươi chính là Linh Vũ Chiến Tôn có chút danh khí, trưởng môn phi linh môn Lục Lâm Thiên sao? Đúng là Lục Lâm Thiên, Linh Vũ Chiến Tôn chỉ là danh xưng được người ta gọi, không đáng nhắc tới. Lục Lâm Thiên trả lời, lúc trước hắn được người ta gọi là Linh Vũ Chiến Vương, hai năm trước đột phá tôn cấp cũng trở thành Linh Vũ Chiến Tôn, mà hai người này biết rõ danh tự của hắn, chẳng lẽ là vì hắn mà tới. Trong lúc vô hình, trong lòng Lục Lâm Thiên xuất hiện sự cảnh giác. Danh tự quả thực có chút hoa mỹ khiến cho lão đầu tử ta nghe vào có chút thoải mái. Nghe nói ngươi có một chút bổn sự, lão gia hỏa ta hôm nay cũng muốn mở rộng tầm mắt, thôi thì theo ngươi hoạt động gân cốt một chút. Lão giả áo đỏ mỉm cười, chậm rãi tiến lên, đứng trước người Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đảo nói.
đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, người động thủ trước đi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, tay áo màu xanh vung lên, ý bảo mọi người tản ra. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Huyết Mị cùng với mọi người không chút lo lắng. Nhìn hai người trước mặt, cả đám bắt đầu lui về phía sau, một ít đệ tử bình thường chung quanh cũng lui ra xa. Vậy thì ta cũng không khách sáo, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, khí tức quanh thân trong giây lát tràn ra. Đồng thời, thủ ấn lặng lẽ được kết, năm ngón tay tạo thành chỉ, hỏa ảnh chỉ được thi triển. Năm đạo chỉ ấn nóng bỏng xuyên thấu không gian trong nháy mắt bắn về phía lão giả áo đỏ kia. Đệ tử phi linh môn chung quanh trong giây lát lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ đè xuống, lần nữa cả đám lui về phía sau. Tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tới vũ tôn nhị trọng. Lúc khí tức Lục Lâm Thiên tràn ra, thì lão giả áo đỏ mới cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên. Trong lòng hắn lập tức kinh ngạc, đồng thời thân ảnh lóe lên, không gian chung quanh đột nhiên nóng bỏng, thân ảnh lão giả này hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Nơi hư ảnh đi qua, gợn sóng trong không gian bị nhuộm thành màu đỏ. Siêu siêu, năm đạo hỏa ảnh chỉ của Lục Lâm Thiên thất bại, thân ảnh lão giả áo đỏ giống như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đẩy ra, trưởng ấn bằng hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên, lão giả này nói. Vũ tôn nhị trọng còn chưa đủ chống lại lão gia hỏa ta. Tiền bối tới rất nhanh a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt, không gian thuộc tính thổ lan tràn quanh thân. Dưới không gian thuộc tính, không gian xung quanh lập tức trở nên nặng nề, đạo trưởng ấn kia cũng lập tức đình trệ trong chớp mắt. Ồ! Trong không gian thuộc tính này, sắc mặt lão giả áo đỏ có chút kinh ngạc, quanh thân tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức nóng bỏng này bao phủ không gian, trong không gian này ánh sáng bị nhiệt độ cao đốt cháy, nhanh chóng kéo tới bên người Lục Lâm Thiên. Không gian thuộc tính thật mạnh. Trong giây lát Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng tới mức độ khủng bố đang bao phủ hắn. Cỗ khí tức nóng bỏng này nhanh chóng lan tràn, không gian thuộc tính thổ của hắn không có cách nào ngăn cản. Rất rõ ràng, đối phương lúc này cũng đang thi triển không gian thuộc tính hỏa. Lĩnh ngộ thuộc tính hỏa của đối phương hoàn toàn ở trên hắn, cho nên hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, đối chiến bằng không gian thuộc tính, thì sẽ bị không gian thuộc tính của đối phương bao phủ. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, dường như cả thân thể hắn bị mềm nhũn, nhưng vì, có bất diệt huyền thể cho nên hiện tại hắn mới có thể chống lại. Siêu! Chỉ trong nháy mắt, trường ấn nóng bỏng của lão giả áo đỏ đã đánh tới trước ngực Lục Lâm Thiên. Thời gian loạn. Lục Lâm Thiên không có thời gian do dự, trong lúc nguy cấp lập tức thi triển thời gian loạn, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, gợn sóng trong không gian chung quanh lập tức bị một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa. Phanh! Trường ấn ầm ầm đánh vào trên người Lục Lâm Thiên, trường ấn nóng bỏng lập tức tán loạn. Một cỗ hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán trong không gian mấy chục thước giống như một hỏa cầu bộc phát, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đó bị hóa thành cho tàn. Hư ảnh! Cùng thời gian đó, lão giả áo đỏ nhíu mày, thứ hắn đánh chúng chỉ là hư ảnh của Lục Lâm Thiên kia mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Lục Lâm Thiên kia không ngờ lại có tốc độ nhanh tới mức lưu lại hư ảnh như vậy. Tốc độ như vậy quả thực cũng quá nhanh a. Vừa rồi hắn cũng mơ hồ cảm thấy dường như không trung có chút không bình thường. Lão giả ám lam ở phía xa nhìn vào hai người, ánh mắt bắt đầu biến đổi. Hư linh huyền ấn. Lúc này, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện trước người lão giả áo đỏ. Trong lúc đối phương không đề phòng thi triển thời gian loạn, Lục Lâm Thiên tránh thoát khỏi một trường, cũng thừa cơ tới trước người lão giả áo đỏ, nhanh chóng đánh ra hư linh huyền ấn. Hư linh huyền ấn hoàng cấp cao giai đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, cấp độ linh kỹ này không cao, thế nhưng dùng thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại, một khi thúc dục, bất luận là vũ kỹ, linh kỹ gì đều vô cùng khủng bố. Hư linh huyền ấn này hoàn toàn là công kích linh hồn, trong lúc vô hình khiến cho linh hồn đối phương bị tổn thương. Thực lực đối phương yếu hơn có thể trực tiếp đem linh hồn đối phương phá hủy. Cho dù là người có thực lực mạnh cũng có thể khiến cho đối phương lâm vào ảo giác, khiến cho đối phương thất thần rồi lâm vào ảo cảnh. Lục Lâm Thiên thúc dục ra hư linh huyền ấn, ánh mắt chăm chú nhìn vào lão giả áo đỏ, một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán, đồng thời hai tay cũng ngưng tụ ra thủ ấn khác nhau. Đao hồn không nguyên diệt. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Cùng một lúc. Trong tay trái Lục Lâm Thiên có một đám quang nhận ngập trời phá không lao ra, quang nhận giống như mưa to tuôn ra vô số đao mang.
Mỗi một đạo đao mang dường như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, hội tụ lại cùng một chỗ, bao phủ phạm vi xung quanh nó. Mà trong tay phải hắn, tay áo Lục Lâm Thiên liên tục vung lên, một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay tuôn ra, trong khoảnh khắc không gian biến hóa, vô số thủ ấn lập lờ, dùng tốc độ giống như hủy diệt đột nhiên hội tụ lại một chỗ. Một đạo trưởng ấn, một đám đao mang, Lục Lâm Thiên đồng thời thúc giục linh kỹ đao hồn không nguyên diệt, thức thứ ba của đao hồn kỹ cùng với vũ kỹ tam thiên lưu vân thủ. Linh kỹ, vũ kỹ đồng thời được thúc giục, linh hồn công kích nương theo công kích vật chất khiến cho không gian gần như bị nghiền nát. Ồ! Lúc này sắc mặt lão giả áo đỏ và áo lam tràn ngập vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp một người linh vũ song tu, không nghĩ tới lại còn có thể đồng thời thúc giục linh kỹ cùng vũ kỹ. Siêu! Trong lúc kinh ngạc, tay phải lão giả áo đỏ thò ra, chân khí nổ tung, một ngọn hỏa diễm cực lớn giống như một tấm lụa nhanh chóng chắn trước người, cấp tốc nghênh đón đao mang cùng trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đang đánh tới. Siêu, siêu, thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang lên trong không trung. Trưởng ấn, đao mang đồng thời va chạm vào hỏa diễm, trong nháy mắt lần nữa biến mất. Khục khục, dưới ảnh hưởng của kinh khí, thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn mạnh hơn, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên biến sắc. Từ tình huống trước mắt, Lục Lâm Thiên suy đoán, với thực lực vũ tôn nhất trọng khi trước của hắn, chỉ bằng thực lực bản thể cũng có thể chống lại vũ tôn tam trọng đỉnh phong tới vũ tôn tứ trọng. Hiện tại hắn đã là vũ tôn nhị trọng, thực lực bản thể kém nhất cũng tương đương với vũ tôn tứ trọng đỉnh phong. Tuy rằng vừa rồi hắn không dùng toàn lực, thế nhưng công kích của hắn sợ rằng vũ tôn tứ trọng bình thường cũng khó có thể đơn giản chống lại. Đối với việc đối phương dễ dàng chống lại, hư linh huyễn ấn không có cách nào làm ảnh hưởng tới đối phương, công kích vật chất cùng linh hồn đồng thời thúc giục cũng không có tác dụng, đối phương ngăn cản công kích của hắn dường như cũng không quá tốn sức. Lúc Lục Lâm Thiên kinh ngạc về tu vi của lão giả áo đỏ thì cũng không biết trong lòng lão giả áo đỏ lúc này cũng đang âm thầm khiếp sợ. Lục Lâm Thiên rõ ràng chỉ là vũ tôn nhị trọng, thế nhưng công kích của hắn không thua kém vũ tôn tứ trọng, lại còn đồng thời thúc giục công kích linh hồn và công kích vật chất, thực lực của hắn mạnh hơn nhiều, nếu như chỉ mạnh hơn một chút, sợ rằng đừng mong có thể nhẹ nhàng tiếp được. Lại nói tới thực lực của Lục Lâm Thiên, điều khiến cho lão giả áo đỏ này kinh ngạc nhất chính là Lục Lâm Thiên không ngờ lại có thể đồng thời thúc giục linh kỹ cùng vũ kỹ, đây là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Không phải là thực lực chênh lệch mà tu vi còn hơi thấp một chút. Lão giả áo đỏ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi xin lão già như ta chỉ giáo thì ta cũng nói hai câu. Nghe nói ngươi có thể đồng thời thúc giục vũ kỹ cùng linh kỹ, quả thực thần dị vô cùng, uy năng cũng tăng lên nhiều khiến cho người khác không kịp trở tay. Ngươi thực lực hơi mạnh so với ngươi cũng không hề dễ chịu một chút nào, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều không có tác dụng quá lớn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên giấu giếm biến đổi, nói. Ta còn chưa nói xong. Lão giả này nhìn Lục Lâm Thiên tiếp tục nói. Thực lực ngươi không kém, tuy rằng thi triển vũ kỹ cùng linh kỹ có thể tăng lên thực lực của ngươi, thế nhưng lại không thể chân chính thúc giục thực lực ngươi tới mức tận cùng, có lẽ ngươi nên nghĩ biện pháp ở phương diện này. Lục Lâm Thiên vẫn đang nhẫn nại lắng nghe, lời nói của lão giả áo đỏ này tuyệt đối có đạo lý, dường như có liên quan tới việc sáng tạo vũ kỹ. Thi triển linh kỹ cùng vũ kỹ thì không thể đem thực lực của hắn phát huy tới mức tận cùng, chỉ có vũ kỹ thích hợp nhất với hắn mới có thể làm được điều này. Nhớ lại lão giả áo đỏ này ra tay khi này, dường như Lục Lâm Thiên cũng đã tìm được một ít cảm giác như ẩn như hiện, vốn đang nghĩ tới cái gì đó thế nhưng lại nghĩ không ra. Siêu siêu! Ngoài phi linh môn lúc này có không ít thân ảnh nhảy ra, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Bàn Vân, Thanh Linh Tôn Giả, Phích Lịch Tôn Giả cùng mọi người đều có mặt. Nhìn thấy phía trước có trưởng môn đang đứng, ánh mắt đám người Tiểu Long lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Vãn bối cảm tạ tiền bối chỉ giáo đệ tử, mời tiền bối lần nữa chỉ giáo một hai. Cảm giác như bản thân nghĩ tới cái gì đó, thế nhưng dường như không thể tìm ra manh mối. Loại cảm giác thế này đương nhiên Lục Lâm Thiên không thể bỏ qua cơ hội này. Lục Lâm Thiên nói xong, quang mang dưới chân lóe lên. Thân ảnh lao thẳng về phía lão giả áo đỏ, trong tay kết một đạo thủ ấn huyền ảo, trong giây lát không gian chấn động. Thiên linh diệt hồn chỉ. Long ảnh tí. Tiếp đó, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm quát lên một tiếng, tay trái vung lên, linh lực tuôn ra làm chấn động năng lượng trong thiên địa. Ở tầng trời thấp,
một đạo chỉ ấn tràn ngập khí tức khủng bố, cực đoan bắn ra. Nơi chỉ ấn đi qua, không gian trực tiếp giãn nứt tạo thành một vết nứt không gian. Công kích linh hồn đáng sợ không hề giữ lại mà tuôn ra khiến cho linh hồn người ta run rẩy sợ hãi. Ngao! Cùng lúc đó, chân khí từ trong tay phải Lục Lâm Thiên tuôn ra, tạo thành một đạo quyền ấn màu vàng. Một hư ảnh hoàng kim cự long lập tức ngưng tụ. Khi hư ảnh hoàng kim cự long hiện ra rõ rệt, uy thế càng thêm mạnh mẽ, nhanh chóng đánh về phía lão giả áo đỏ kia. Uy năng lúc này Lục Lâm Thiên thi triển thiên linh diệt hồn chỉ và long ảnh tí không phải là thứ mà Tam Thiên Lưu Vân Thủ cùng đao hồn không nguyên diệt có thể so sánh. So sánh với hai đạo công kích trước, hai đạo công kích lúc này mạnh hơn nhiều. Công kích bắn tới, ánh mắt lão giả áo đỏ khẽ đổi, sắc mặt lần nữa kinh ngạc. Tu vi vũ tôn nhị trọng mà công kích đánh ra khủng bố vô cùng khiến cho hắn vô cùng rung động. Công kích như vậy so với vừa rồi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Linh Vũ Chiến Tôn, danh bất hư truyền, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, lão già ta vốn có chút khinh thường, hiện tại coi như không phục cũng không được. Người đã muốn ta chỉ giáo, vậy thì hãy tự mình cảm nhận đi. Lão già áo đỏ nói, thanh âm vừa dứt, năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng tràn ngập quanh thân. Cánh tay không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, thủ ấn biến ảo, liên tiếp ngưng tụ. Siêu! Thủ ấn ngưng tụ, cả không gian giống như đông cứng lại. Trong không trung, gợn sóng bị nhuộm thành màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian. Khi hai đạo công kích của Lục Lâm Thiên đánh vào không gian tràn ngập gợn sóng đỏ rực kia không ngờ lại giống như ốc sên bò. Trong không gian này có một cỗ lực lượng trói buộc cực lớn khiến cho tốc độ của hai đạo công kích giảm đi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, một đạo chỉ ấn trong tay trái lão giả áo đỏ lập tức bắn ra, nghênh đón thiên linh diệt hồn chỉ giống như bị đọng lại cách đó không xa. Tay phải còn lại có một đạo quyền án bằng hỏa diễm đánh ra. Mọi người phía dưới không khỏi ngừng thở, bọn họ có thể rõ ràng thấy được, bốn đạo công kích mạnh mẽ va chạm với nhau. Trong lúc mọi người chờ đợi thanh âm bạo liệt vang lên, bốn đạo công kích va chạm vào nhau, lập tức có hai cỗ quang mang chói mắt bắn ra. Không gian chung quanh lập tức vang lên thanh âm ken két, nghiền nát. Ken két. Không gian chung quanh rạn nứt, bốn đạo công kích hóa thành hai cỗ năng lượng mang theo động tĩnh rất nhỏ khuếch tán. Khi hai cỗ năng lượng khuếch tán tới phạm vi nhất định thì đột nhiên ngừng lại, rồi lặng lẽ biến mất. Thật là lợi hại. Trong đám người, Đoan Mộc Hồng Chí cũng có mặt, nhìn thấy cảnh tượng hai người giao thủ, trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Thật mạnh. Lục Lâm Thiên nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán. Đối phương có thể đem hai đạo công kích của hắn lặng lẽ đánh tan không có một tiếng động nào, lại còn không có năng lượng tiết ra bên ngoài. Loại thực lực này so với hắn còn mạnh hơn không ít, như vậy mới có thể làm được như vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên còn có chút kinh ngạc, lão giả áo đỏ này ra tay giống như là tùy tâm sở dục, cũng không thúc giục vũ kỹ gì, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa. Lục Lâm Thiên lần nữa ra tay, hy vọng có thể tìm được một chút cơ hội, cũng tiện suy đoán ra thực lực lão giả áo đỏ này rốt cuộc đã tới cấp độ gì. Vừa mới động thủ Lục Lâm Thiên đã nhận ra được một chút mánh khóe, trong nội tâm lúc này càng thêm khiếp sợ, tuy rằng còn chưa quá xác định, thế nhưng từ khí tức quanh thân lão giả áo đỏ xem ra không dưới Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông cùng với hai người mang linh tôn giả của Linh Thiên Môn, thậm chí còn cao hơn một chút. Khí tức ngược lại còn có chút tương tự với bốn pháp tôn của Linh Vũ giới khi trước ra tay đối phó với sư phụ hắn. Thiên Dương Thiên Tôn Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông, hai người mang linh tôn giả của Linh Thiên Môn, Lục Lâm Thiên biết rõ mấy người này chính là Vũ Tôn Bát Trọng Đỉnh, nếu như vậy lão giả trước mắt hẳn là Vũ Tôn Cửu Trọng. Vũ Tôn Cửu Trọng, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, khó trách hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Công kích của hắn đều bị đối phương hời hợt hóa giải. Linh Vũ Chiến Tôn, quả thực ngươi rất xứng đáng với bốn chữ này. Trong đám người có tu vi đồng cấp tuyệt đối không có địch thủ. Lão giả áo đỏ lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt không hề che giấu được sự kinh ngạc. Dù sao vẫn còn xa không phải là đối thủ của tiền bối. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đối phương một mực không có ác ý, mỗi một chiêu đều lưu tình, dường như đang chỉ điểm cho hắn. Lần ra tay cuối Lục Lâm Thiên biết rõ. Cũng nhận ra tốc độ ra tay của lão giả này chậm lại, tốc độ kết xuất thủ ấn, những vòng cung huyền ảo kia dường như có huyền cơ lớn. Nực cười, thời điểm ta còn bằng tuổi ngươi, ngay cả một phần ba thực lực này cũng không có. Lão giả áo đỏ nói. Lão gia hỏa này keo kiệt thành danh A,
vừa rồi hắn đã dạy ngươi không ít, ngươi hãy tự mình lĩnh ngộ cho tốt. Lúc này trên không trung phi linh môn vang lên thanh âm vừa dứt, đồng thời thân ảnh Nam Thúc Lăng không đáp xuống. Trường bào trên người phất phơ, khóe miệng mỉm cười nhìn lão giả áo đỏ cùng áo lam. Nam Thúc xuất hiện, lão giả áo đỏ, lão giả áo lam nhìn thấy Nam Thúc xuất hiện, toàn thân run rẩy, trong mắt nhìn không được mà có chút kích động. Nam Thúc biết hai người này sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự nghi hoặc, không ngờ hai người này không phải tới tìm hắn mà tới tìm Nam Thúc. Ta biết ngay là ngươi không chết, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Lão giả áo lam nhìn Nam Thúc, trong ánh mắt kích động có chút ướt át, nhanh chóng đi tới trước người Nam Thúc, hai tay mở ra, ôm Nam Thúc, không nói thêm lời nào nữa. Lão quái nhà ngươi, lúc trước đi tìm tên Hàn Băng mà không chờ chúng ta trở về. Chúng ta tìm khắp đại lục cũng không có tin tức nào của ngươi. Lão giả áo đỏ nhìn Nam Thúc, hai mắt trợn ngược, trong mắt hiện lên sự trách cứ. Mạnh mẽ ôm Nam Thúc một cái, một tay vỗ vào vai Nam Thúc. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết sao? Lúc trước các ngươi không ở đó cho nên ta trực tiếp đi tìm Hàn Băng. Nam Thúc nhìn qua hai người, trong mắt cũng có chút kích động. Ba người nhìn nhau, không nói nhiều lời, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm giác được cảm tình thâm hậu của ba người. Nam Thúc. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi tới bên người Nam Thúc, từ trong lời nói của ba người hắn không khó có thể nhận ra. Hai người này chính là cường giả cùng thế hệ với Nam Thúc. Lão quái, tiểu tử này là đồ đệ của ngươi sao? Lão giả áo đỏ liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi Nam Thúc. Bẩm tiền bối, vãn bối luôn được Nam Thúc dạy bảo, chỉ tiếc vãn bối còn chưa đạt được điều kiện nhập môn của Nam Thúc cho nên người một mực chưa thu nhận vãn bối làm đồ đệ. Lục Lâm Thiên tiến lên phía trước rồi nói. Lão quái, tiểu tử này không tệ. So với tên mặt trắng mà khi trước ngươi thu còn tốt hơn nhiều. Lão giả áo lam khẽ mỉm cười nói. Nam Thúc cười khổ một tiếng, không có nhiều lời, mắt nhìn lão giả áo lam cùng lão giả áo đỏ rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, đây chính là hai lão gia hỏa Tạ Thiên, Tạ Địa, cũng coi như là tiền bối của ngươi. Về sau nếu như có vấn đề gì trên phương diện tu luyện thì cứ thỉnh giáo hai lão gia hỏa này, chuyện này sẽ có trợ giúp với ngươi rất lớn. Lục Lâm Thiên nhìn hai người, lão giả áo lam gọi là Tạ Thiên, lão giả áo đỏ gọi là Tạ Địa. Lục Lâm Thiên lập tức hiểu ý, hành lễ với hai người. Vãn bối có lễ, bái kiến hai vị tiền bối Tạ Thiên, Tạ Địa. Tiểu tử cũng coi như lễ phép, như vậy đi, lần sau ta sẽ luận bàn với ngươi một chút, linh vũ song tu của ngươi, còn có công kích quỷ dị kia cũng khiến cho ta vô cùng tò mò. Lão giả áo đỏ nhìn Lục Lâm Thiên rồi mỉm cười nói. Vậy vãn bối kính xin tiền bối chỉ giáo. Lục Lâm Thiên nói, Tạ Địa này luận bàn với hắn, không thể nghi ngờ chính là muốn chỉ điểm hắn một hai. Được cường giả bực này chỉ điểm, hắn tuyệt đối sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Tốt, chúng ta vào trong nói chuyện trước. Nam Thúc nói với hai người Tạ Thiên, Tạ Địa, thân ảnh Nam Thúc dẫn đầu lóe lên rồi biến mất tại chỗ, hai người Tạ Thiên, Tạ Địa bám sám phía sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh vô cùng, trong số đám người có mặt sợ rằng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của ba người. Tạ Thiên, Tạ Địa, chẳng lẽ là hai người kia? Thiên Địa Nhị Tôn, Thiên Tôn Tạ Thiên, Địa Tôn Tạ Địa. Tạ Thiên, Tạ Địa không phải là bọn họ thì còn có thể là ai? Không ngờ hai người này cũng xuất hiện, nghe nói hai người này đã hơn trăm năm chưa từng hiện thân qua. Khi thân ảnh ba người Nam Thúc biến mất, trong đám người chung quanh có không ít người sợ hãi than thở, còn có người đổ mồ hôi lạnh, dường như bọn họ cũng biết tới tên tuổi của hai người kia. Một lát sau, trong phòng nhỏ ở đình viện phía hậu sơn, Lục Lâm Thiên hỏi Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, hai vị tiền bối Tạ Thiên, Tạ Địa kia tỷ đã nghe qua rồi sao? Đương nhiên đã từng nghe nói qua, hai người này là hai người vô cùng khủng bố 200 năm trước không ai mà không nghe nói qua. Thế nhưng hiện tại dường như thực lực hai người này đã mạnh hơn rất nhiều. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, trong lòng nói khó có thể che giấu được sự rung động. Hai người Tạ Thiên, Tạ Địa này chính là thân huynh đệ. 200 năm trước đã sớm danh chấn đại lục, lúc ấy trên đại lục cũng có mấy người trẻ tuổi danh chấn đại lục, danh tiếng tuy rằng không vang dội như người bây giờ, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Phải chăng Nam Thúc cũng là một người trong đó? Lục Lâm Thiên có chút tò mò,
đồng lứa với sư phụ thánh thủ linh tôn có 3 cường giả rung động đại lục. Ngoài sư phụ thánh thủ linh tôn ra còn có Huyền Thiên Yên Tôn, nghe nói lúc trước Huyền Thiên Yêu Tôn kia đánh một trận cùng Huyền Vũ tộc mà danh chấn đại lục. Về phần người khác thì Lục Lâm Thiên cũng không biết. Đương nhiên, Thiên Linh Đan Tôn thành danh 300 năm trước, đương nhiên khi đó thực lực còn chưa mạnh mẽ như hiện tại. Người lúc trước nổi danh cùng với Thiên Linh Đan Tôn còn có vài người, Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu, Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa, còn có Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông cũng thành danh 300 năm trước. Sau mấy trăm tuổi mới thành ra lập thất, sau đó mới có nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ngươi bây giờ. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, trên mặt mang theo một chút rung động. Những người này đều là đối tượng mà hắn sùng bái khi trước, hiện tại cả đám đều là siêu cấp cường giả. Hắn muốn đuổi kịp bọn họ cũng khó. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng hắn đã từng gặp, hắn còn phải gọi một tiếng ra ra. Hàn Băng Tôn giả Lãnh Thiên Thu có lẽ chính là sư phụ của sư huynh Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân, cũng chính là hảo hữu của Nam Thúc. Lão gia hỏa, dường như ngươi còn quên một người. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh xong quay sang nói với Lục Lâm Thiên. Mặt khác còn có một Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên, đương nhiên còn một ít người cũng có tên tuổi không nhỏ, chẳng qua khi đó tên tuổi không lớn bằng mấy người kia mà thôi. Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, đây là một nữ nhân mà có thể cùng nổi danh với đám người Nam Thúc, sợ rằng không phải là người bình thường. Trương Môn, mấy ngày nữa sẽ diễn ra thi đấu của các đệ tử thân truyền trong môn, Niếp Phong có phải cũng nên đi ra để chuẩn bị hay không? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hỏi Lục Lâm Thiên, thi đấu với tất cả đệ tử các sơn môn lớn cũng sắp bắt đầu. Trước tiên Phi Linh Môn cũng nên chọn lựa đệ tử thân truyền. Đông Lão, Oánh Tỷ, ta cũng có chuyện muốn thương nghị với hai người. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Lần này thi đấu trong đám đệ tử thân truyền ta còn có một chuyện cần phải suy nghĩ một chút. Lần này tỉ thí trong đám đệ tử thân truyền, có lẽ cũng nên lựa chọn ra thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều có chút nghi hoặc, không biết Lục Lâm Thiên lại có chủ ý gì. Về sau tính toán đồng lứa trong Phi Linh Môn sẽ không theo niên kỷ, không tuân theo thời gian nhập môn, sẽ dùng thực lực phi tôn. Đệ tử nằm trong thập đại đệ tử sẽ được coi là đại sư huynh, đại sư tỷ của Phi Linh Môn. Đãi ngộ của thập đại đệ tử vô cùng cao. Về sau người kế nhiệm trưởng môn Phi Linh Môn cũng phải là người nằm trong thập đại đệ tử. Mỗi 2 năm thập đại đệ tử sẽ phải thi đấu bài danh 1 lần. Những đệ tử khác nếu như muốn tiến vào thập đại đệ tử thì cũng có thể thông qua sư phụ mình mà xin khiêu chiến với trưởng lão đoàn. Chỉ cần trưởng lão đoàn đồng ý là được. Về phần khiêu chiến ra sao? Để cho bọn chúng tự mình quyết định là được. Lục Lâm Thiên nói, việc này Lục Lâm Thiên cũng đã cân nhắc trong thời gian không ngắn. Vậy thì tốt, về sau đám tiểu tử kia sẽ càng thêm cố gắng, xem ai còn dám lười biếng hay không. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh suy nghĩ một lát rồi lập tức mỉm cười. Trưởng môn, thế nhưng nếu làm như vậy cũng khiến cho bầu không khí trong Phi Linh Môn không tốt. Đến lúc đó phân tranh nhất định cũng không ít. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Không khí trong Phi Linh Môn không tốt cũng không sao, ít nhất bọn chúng cũng không chết. Nếu như thực lực không đủ mà đi ra ngoài, vậy thì chính là tự mình tìm chết. Lục Lâm Thiên nói. Cũng coi như có lý. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại nói. Không biết thập đại đệ tử đầu tiên của Phi Linh Môn sẽ là 10 người nào. Mấy người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo có lẽ sẽ không có một chút bất ngờ nào. Về phần những người khác. Đoan Mộc Hồng Chí chính là một đầu hắc mã, thực lực của hắn so với Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt còn lớn hơn không ít. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, Đoan Mộc Hồng Chí tới Phi Linh Môn cũng khiến cho không ít cường giả Phi Linh Môn kinh ngạc không thôi. Không tới 16 tuổi đã là vũ phách, lại là vũ giả tam hệ. Thiên phú như vậy khiến cho không ít đệ tử, trưởng lão cũng động tâm. Nhưng mà bọn họ biết rõ Đoan Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn. Hiện tại lại được Thánh Thủ Linh Tôn tự mình chỉ đạo, cho nên tất cả mọi người đều xấu hổ không dám mở miệng. Thực lực của Đoan Mộc Hồng Chí trước mắt mà nói cũng là tồn tại số 1 số 2 trong đám người trẻ tuổi, có thể làm cho đám đệ tử trẻ tuổi biết được trong mạnh có người mạnh hơn cũng tốt. Để cho bọn họ biết bằng vào thiên phú hiện tại của bọn họ cũng không phải là tốt nhất. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn,
Đoan Mộc Hồng Chí kia bây giờ tính là người của Phi Linh Môn hay là Thánh Linh Giáo? Chuyện này phải tính cho rõ a. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói, Đoan Mộc Hồng Chí chính là hậu nhân của Thánh Thủ Linh Tôn, nếu tính toán ra thì chính là người của Thánh Linh Giáo. Vốn Thánh Linh Giáo hay là Phi Linh Môn đều được coi là người một nhà, thế nhưng trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại không nghĩ vậy. Thiên phú của Đoan Mộc Hồng Chí như vậy, trong đám người trẻ tuổi trong đại lục sợ rằng tuyệt đối cũng có chỗ đứng. Hắn thân là người Phi Linh Môn đương nhiên phải nghĩ cho Phi Linh Môn một chút. Về sau, nếu nói ra Đoan Mộc Hồng Chí này là đệ tử của Phi Linh Môn, thì Sơn Môn cũng coi như vẻ vang một chút ha. Ai bảo hắn là cung phụng của Phi Linh Môn cơ chứ? Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo, hắn biết rõ trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên chuyện này hắn cũng nghĩ như vậy, về phần tình cảm cá nhân thì hắn muốn Sơn Môn mình lớn mạnh hơn một chút. Thế nhưng hiện tại hắn đều là người đứng đầu của hai Sơn Môn, Nhất Môn chi chủ, đều là cánh tay khó có thể dứt bỏ được. Thế nhưng trước tiên không nói tới chuyện này, Lục Lâm Thiên có chút nghiêng về phía Phi Linh Môn hơn, dù sao Phi Linh Môn cũng là Sơn Môn do chính hắn xây dựng lớn mạnh, chỉ vì Đoan Mộc Hồng Chí lại là hậu nhân của sư phụ. Sư phụ lại là lão giáo chủ Thánh Linh Giáo. Việc này hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không nên tính toán. Việc này tính sau, khác biệt cũng không lớn. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Đối với người đương nhiên khác biệt không lớn. Thế nhưng đối với Phi Linh Môn thì lại không giống vậy, về sau nói tới cũng tốt hơn một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói, Lục Lâm Thiên đều là trưởng môn, giáo chủ của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo, đương nhiên khác biệt không lớn. Lão gia hỏa nhà ngươi. Trưởng môn để cho Đoan Mộc Hồng Chí tham gia thi đấu trong Phi Linh Môn, ý tứ đã rất rõ ràng, chẳng lẽ đến chuyện này ngươi cũng không nhìn ra sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lườm Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Ồ, ta đã quên chuyện này. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh như bừng tỉnh, lập tức khẽ mỉm cười nói. Vậy thì xem ra, đại sư huynh của Phi Linh Môn chính là Đoan Mộc Hồng Chí rồi. Đông lão, Oánh tỷ, hai người các ngươi cũng đã có tuổi rồi. Có một ít chuyện cũng nên làm đi a. Lục Lâm Thiên nhìn qua hai người rồi nói. Hai người này chiếu cố tới hắn như vậy, Lục Lâm Thiên một mực nhớ kỹ trong lòng, mặc kệ là lúc nào thì hai người này chính là người giống như thân nhân của hắn vậy. Hỗn tiểu tử, ai cần ngươi lo? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Trưởng môn, hai nhà đầu Hồng Lăng, Tiểu Linh đã ở bên ngoài chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi tốt hơn nên đi tâm sự cùng hai nàng đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi dịu dàng rời đi. Người càng già, da mặt càng mỏng a. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, sờ mũi của mình rồi nói. Xem ra phải làm chút gì đó mới được. Lại nở cười hắc hắc, dường như trong lòng đã có chủ ý, Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi phòng sau đó cùng mẫu thân, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, còn có Tiểu Gia Hỏa, Lục Tâm đồng dạo chơi ở hậu sơn. La Lan Thị luôn mỉm cười, nhìn qua người nhà bên cạnh. Lúc này nàng không còn cầu gì hơn nữa, người một nhà ở cùng một chỗ là được rồi. Tuy rằng ở trên Vân Dương Tông cũng cực kỳ thoải mái, dễ chịu, thế nhưng so ra vẫn kém lúc này. Mẫu thân, người cười gì vậy? Vân Hồng Lăng kéo tay La Lan Thị rồi nhẹ giọng hỏi. Cùng các con ở một chỗ, mẫu thân cảm thấy vô cùng vui vẻ. La Lan Thị mỉm cười, lại nói. Hiện tại mẫu thân lại nghĩ tới hai chuyện. Mẫu thân, người nghĩ tới chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên đang đi cùng Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức dừng lại hỏi. Thứ nhất chính là Lục gia mau chóng trùng kiến cho tốt. La Lan Thị nói, sau đó lại nhìn Lục Lâm Thiên cùng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nói. Thứ hai là Vô Song sớm trở về một chút, còn các con mau sớm sinh cho ta mấy tôn tử. Ta cũng không thể giúp các con được cái gì cho nên chỉ cần các con sinh tôn tử cho ta là được. Khi đó các con cứ làm chuyện của các con, không cần quan tâm tới ta. Chuyện này. Nghe vậy, gò má Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lập tức ửng đỏ, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nãi nãi, con không phải là tôn tử của người sao? Có phải người sẽ không quan tâm tới con nữa đúng không? Lục Kinh Vân lập tức lo lắng. Đôi mắt to tròn nhìn về phía La Lan Thị. Hai tử ngốc, con vĩnh viễn là tôn tử của nãi nãi, nãi nãi sao có thể không quan tâm tới con được cơ chứ? La Lan Thị ôm Lục Kinh Vân, tiểu tử này từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng,
từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cho tới khi nó gọi nàng là nãi nãi, nàng đã không nỡ rời xa nó rồi. Mẫu thân, sinh mấy đứa vậy? Chuyện này không phải con muốn là được, sau này con sẽ sinh cho người một đống, người chậm rãi chăm sóc a. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Sinh một đống, chàng coi chúng ta là heo mẹ sao? Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh lập tức trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Gấp cái gì, không phải tất cả đều do các nàng sinh a? Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn hai người. Vậy chàng thử nói xem, là ai cũng sinh? Lữ Tiểu Linh chống nạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, rất có tư thế thuần phu, Vân Hồng Lăng cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu bày ra tư thế tùy thời chuẩn bị động thủ. Chuyện này, ta có việc nên đi trước một lát. Lục Lâm Thiên thấy tình thế không ổn, sau khi nói sai một câu, thân ảnh tức thì lóe lên rồi biến mất tại chỗ, không dám lưu lại. Hóa ra sư phụ sợ sư mẫu a. Lục Kinh Vân giống như đã phát hiện ra một chuyện mới, cái mắt nhỏ khẽ chớp một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sau khi Lục Lâm Thiên rời đi lập tức đi tới ám đường tìm hai tỷ muội Diệp Phi cùng Diệp Mỹ, nói chuyện một ít lập tức khiến cho hai tỷ muội vui vẻ. Sau đó Lục Lâm Thiên lại đi tới Kim Đường, tìm Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Trưởng môn yên tâm đi, cam đoan tất cả tiếng gió sẽ biến mất, chuyện này cứ tính lên đầu ta. Lưu Nhất Thủ cười hắc hắc nói. Công tử, thế nhưng chuyện của ta còn chưa quyết định được a, cũng khó mà xử lý được. Lục Tiểu Bạch có chút khó xử nói. Ngươi khó xử cái gì? Chẳng lẽ Lưu gia còn không đồng ý sao? Lục Lâm Thiên hỏi Lục Tiểu Bạch. Cũng không phải, chỉ là đột nhiên thành gia lập thất, ta còn chưa nên thân, dựa theo tập tục, ta cũng không thể tự mình tới hỏi mà còn cần trưởng bối tới hỏi. Tuy rằng Lưu gia không phản đối thế nhưng ta không muốn Uyển Nhi phải chịu ủy khuất. Lục Tiểu Bạch nói. Hóa ra chính là việc này sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, lúc này hắn mới nhớ ra, Lục Tiểu Bạch vốn là người thân cô thế cô, cũng không có trưởng bối. Chuyện thành gia lập thất là chuyện có rất nhiều nghi lễ phiền phức. Lục Lâm Thiên nói, ngươi là người Lục gia, ta vốn định tự mình tới Lưu gia một chuyến, nhưng mà gần đây ta có chút việc bận. Như vậy đi, ta sẽ mời mẫu thân đi cùng ngươi tới Lưu gia. Mẫu thân luôn coi ngươi là một nửa nhi tử của người, cũng coi như không thất lễ, ngươi thấy thế nào? Đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch lập tức hành lễ, có phu nhân ra mặt, tuyệt đối là chuyện có mặt mũi vô cùng lớn. Trưởng môn, như vậy lúc đó sẽ sắp xếp Đông cung phụng và Bạch cung phụng như thế nào? Đây chính là chuyện không trâu bắt chó đi cày a. Hoàng Đan lúc này có chút lo lắng, nhưng mà trong mắt lại tràn ngập sự chờ mong. Nàng không ngờ trưởng môn lại còn có tâm tư đi xử lý những chuyện như thế này. Trước mặt tất cả các sơn môn lớn, bọn họ không vào khuôn khổ thì ta cũng ép bọn họ vào khuôn khổ. Ta tự có biện pháp của mình. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, cuối cùng hắn cũng sắp xếp thỏa đáng. Kế tiếp nên chờ xem kịch vui. Màn đêm buông xuống, trong phòng Lục Lâm Thiên truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, dường như có người đang thuần phu. Hôm sau, Lục Lâm Thiên, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Kinh Vân, bốn người tiến vào trong thiên trụ giới. Mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá thì theo La Lan thì cùng Lục Tiểu Bạch đi tới Lưu gia. Chuyện náo nhiệt bực này, chúng nữ Vân Hồng Lăng đều cực kỳ hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không bỏ qua việc tham gia náo nhiệt. Có Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng mẫu thân đi về phía Lưu gia, Lục Lâm Thiên cũng yên tâm hơn, không cần lo lắng quá nhiều. Trong thiên trụ giới, Niếp Phong đang cùng Bảo Nhi giao thủ, từng thanh âm trầm thấp bạo liệt truyền ra. Từng đạo quyền ấn trong tay Niếp Phong đánh ra lúc này cũng có chút khí thế. Chỉ là hắn vẫn không phải là đối thủ của Bảo Nhi, lúc này Bảo Nhi chỉ đang bồi luyện với hắn mà thôi. Sư phụ. Nhìn thấy sư phụ tới, Niếp Phong mới dừng tay hành lễ. Cũng không biết hắn đã luyện tập bao lâu mà mồ hôi đầy đầu. Phụ thân, mẫu thân. Bảo Nhi cùng Bối Nhi đi tới bên cạnh hai người Bàn Hủy, Bàn Vân. Bảo Nhi, Bối Nhi, hai con có bằng lòng kết thành huyết khế với Niếp Phong và Kinh Vân hay không? Bàn Vân hỏi Bảo Nhi cùng Bối Nhi. Con không đồng ý, con không kết thành huyết khế với tiểu gia hỏa kia đâu. Tiểu gia hỏa kia gian trá, giảo hoạt, vẫn là Niếp Phong tốt hơn một chút. Bảo Nhi nói, đối với việc kết thành huyết khế, hai người bọn nó cũng hiểu ý nghĩa trong đó, đều không phản đối. Dù sao đây cũng không phải là người khác, đặc biệt là Bảo Nhi và Niếp Phong, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Ca ca, Kinh Vân rất tốt. Hắn còn thường xuyên cầm yêu linh đan cho chúng ta a.
Bối Nhi thì ngược lại nói đỡ cho Lục Kinh Vân vài lời hữu ích, bởi vì quan hệ của nàng và Lục Kinh Vân tốt hơn một chút. Nếu như đã không có ý kiến thì kết thành huyết khế đi. Lâm Thiên nói, Bảo Nhi cùng Bối Nhi đã không phản đối, vậy thì cũng nên để cho bọn chúng kết thành huyết khế. Sau khi chuẩn bị một phen, Niếp Phong ngưng thần tĩnh khí, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết, trong tay có một cỗ quang mang nhàn nhạt tràn ra, cuối cùng hai ngón tay khép lại trước mi tâm Niếp Phong. Trong mi tâm Niếp Phong có một giọt máu tươi rơi vào trên tay Lục Lâm Thiên. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên lập tức rơi vào trên mi tâm Bảo Nhi, trong mi tâm Bảo Nhi có một giọt máu tươi bắn vào trong tay Lục Lâm Thiên. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, trong lòng bàn tay hắn lập tức xuất hiện một cỗ quang mang huyền ảo. Siêu! Quang mang trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên cùng máu tươi trong mi tâm Bảo Nhi, Niếp Phong dung hợp lại một chỗ, sau đó hóa thành hai đạo quang mang trong tay Lục Lâm Thiên, một đạo đánh vào trong mi tâm Niếp Phong, một đạo khác đánh vào trong mi tâm Bảo Nhi. Quang mang đánh vào mi tâm, Niếp Phong lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ dị, giữa hắn và Bảo Nhi dường như có một tầng liên hệ vô hình, giống như là huynh đệ, lại giống như có liên hệ trong huyết mạch. Bảo Nhi cũng lập tức cảm nhận được loại cảm giác này, có cảm giác thân cận hơn với Niếp Phong một chút. Lục Lâm Thiên lập tức kết huyết khế cho Lục Kinh Vân cùng Bối Nhi. Lục Kinh Vân hiện tại còn chưa biết chỗ tốt khi có một đầu hoàng kim yêu long viễn cổ bên cạnh. Nhưng mà nó cũng lập tức cảm nhận được dường như thân thiết hơn không ít với Bối Nhi, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, khó giải thích, cũng không có cách nào hình dung, bởi vì nó còn chưa có cách nào giải thích được. Kết thành huyết khế, Bàn Vân và Bàn Hủy cũng yên lòng. Đến lúc đó Bảo Nhi cùng Bối Nhi ra ngoài tôi luyện, có Niếp Phong cùng Lục Kinh Vân bên người cũng tốt hơn rất nhiều. Niếp Phong, tu luyện thế nào rồi? Sau khi Bàn Vân, Bàn Hủy mang Lục Kinh Vân và Bảo Nhi, Bối Nhi rời khỏi thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên hỏi Niếp Phong. Đệ tử không dám lười biếng tu luyện. Niếp Phong nói, thời gian hơn một năm nay, hắn không dám có chút lười biếng nào. Duỗi cánh tay phải ra, để ta nhìn xem con tu luyện thế nào. Lục Lâm Thiên nhìn Niếp Phong nói. Niếp Phong nghe vậy lập tức duỗi cánh tay phải ra, nói. Sư phụ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lực lượng cánh tay phải của con vô cùng mạnh. Cánh tay trái không mạnh như vậy. Thủ ấn Lục Lâm Thiên lặng lẽ kết xuất, mấy đạo trưởng ấn đánh vào trên cánh tay phải Niếp Phong, chân khí thu liếm, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, Lục Lâm Thiên nói. Tu luyện không tệ, có phải trong cánh tay phải có đôi lúc chân khí lưu chuyển nhanh hơn một chút, nếu như bộc phát một kích toàn lực thì sẽ mạnh hơn một quyền bình thường, có đúng như vậy không? Sư phụ, làm sao người biết được? Niếp Phong nghi hoặc hỏi. Nếu như điều này cũng không biết được thì ta sao có thể làm được sư phụ con? Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Niếp Phong nói. Đó là bởi vì trước kia con bị phong bế, thế nhưng bên trên lại có một lỗ hổng nhỏ, lỗ hổng này vừa vặn nối thẳng tới kinh mạch trên cánh tay phải. Thế cho nên mỗi một lần phát lực, năng lượng tinh khí cũng sẽ tiến vào trong cánh tay phải. Dần ra khiến cho kinh mạch trên cánh tay phải con vô cùng rắn chắc, cũng mở rộng hơn không ít. Dưới năng lượng tinh khí, cánh tay phải cũng vô cùng mạnh mẽ, cho nên dưới một kích toàn lực của con mới mạnh hơn gấp 3 lần một quyền bình thường. Nếu như ta đoán không sai, mỗi một lần sau khi con dùng hết sức, cánh tay phải đều như nhũn ra, đây chính là tác dụng của năng lượng tinh khí. Khó trách, hóa ra là như vậy. Cho tới hiện tại Niếp Phong mới biết được tại sao mỗi một lần sau khi đi săn trong rừng rậm cánh tay phải mình lại đau nhức như vậy. Niếp Phong, tu luyện giả bình thường đều có một chút át chủ bài của mình. Tất cả chỉ sử dụng tại thời điểm bản thân gặp nguy cơ để có thể bảo toàn mạng sống cho chính mình. Dưới tình huống bình thường không ai dám thi triển nó ra. Con có bao giờ nghĩ tới chuyện mình cũng có một con bài chưa lật như vậy hay không? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi Niếp Phong. Dĩ nhiên là đệ tử muốn rồi. Niếp Phong không phải là kẻ ngu, hắn chỉ ngốc một chút mà thôi. Sư phụ nói như vậy sợ rằng lại có thứ gì tốt đưa cho hắn.